Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, Mai Hà xin gửi tới các bạn câu chuyện Chị cho em đường sống. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Nếu chúng ta ở cùng một phòng bệnh, cơ bằng làm quen dần với nhau đi. Tôi là số 438. Tả Húc đầu tóc rối bời, quay sang nữ bệnh nhân bị trói chặt bên giường bên cạnh, thân thiết chìa tay ra, Lương ưu tuyển ánh mắt ngây dại Cô nâng chân lên giật giật ngón cái Xin chào tôi là số 110 110 Cô muốn tôi cởi trói giúp cô không Lưng ưu tuyển chậm rãi nghiêng đầu Hướng hắn cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên dồn sức kêu to Cứu mạng Cứu mạng Muốn bà tám bắp cổ ta Khủ khủ Bác sĩ y tá Mau cứu ta Năm phút sau Tả húc hai tay bị trói đặt trước ngực bị bác sĩ y tá hợp sức trói gô trên giường tôi nói cô cũng quá đáng thật đấy địa đạo chiến hát địa đạo chiến mai phục hạ thần binh trăm ngàn vạn lưng ưu tuyền giọng nói thanh thoát hát vang một đoạn trong địa đạo chiến tả húc nhìn sang phía bên phải lườm lườm giả điên đúng không tôi xem cô làm được đến bao giờ lưng ưu tuyền nhìn bức tường bên trái lấy danh nghĩa người trong ngành giải trí để bày trò côn đồ anh cho rằng Giả điền nhập viện tâm thần là thoát tội sao? Tôi phỉ nhổ nhá. Một tháng trước, cảnh sát được thông báo, gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân của cái gara đó. Tổng giám đốc tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, 26 tuổi. Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung. Hơn nữa, hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tà Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tà Húc bị chứng tâm thần phân liệt. Cho nên, tay luật sư giả mồm át lẽ phải nói rằng Tà Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. Lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người. Cảnh sát không có chứng cứ, chứng minh hắn đang giả bệnh, nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế tà húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa như gó lọt, tuyệt đối không để tà húc nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Lương ưu tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kỹ càng, có đủ phong độ, tài năng. Lương ưu tuyền được xếp vào cùng phòng với tà húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp. Nói trắng ra, chính là âm mưu thầm chiến đấu, người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước. Một một không, vừa nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến cô cháu gái thân yêu thất lạc đã lâu. Tả húc quay đầu, thần thiện nháy mắt mấy cái. Lương yêu thuyền chậm rãi nhìn hắn. Thật sao? Thế thì nên gọi anh là gì đây? Chả lẽ là ông? Tả húc rưỡi ra một cây ngón giữa, lại chậm chạp địa đổi thành ngón cái. Đầu ngón tay chính hướng dơ lên, ngược rơi xuống, lưng yêu tuyển cố gắng vươn hai ngón tay tạo thành hình chữ v tả húc nằm ở trên giường nhìn xung quanh bệnh viện tâm thần so với tưởng tượng của hắn khá yên tĩnh bất quá loại bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực giống hắn phần lớn bị nhốt trong phòng chỉ cần làm ầm ĩ lập tức sẽ bị phạt mà với những loại bệnh nhẹ hơn thì được thăng thả dạo chơi ngoài hành lang người ngồi người đứng sinh động lúc này một gã y tá mở cửa phòng bệnh đứng trước giường của tả húc sau khi giúp hắn cởi áo, nét mặt không chút thay đổi nói. Số 438, theo tôi đến phòng trị liệu. Tả húc xoay xoay cổ tay, vội xỏ dép lê đi theo vị y tá. Trong phòng điều trị, một bác sĩ kêu hắn ngồi xuống, rồi sau đó mở bệnh án ra, tươi cười bắt đầu hỏi. Bác sĩ hỏi, anh có biết mình tên gì không? Tả húc trả lời, có, là Mr. 438. Bác sĩ nói, tốt lắm, nếu anh ở sở thú nhìn thấy một bầy sư tử phá chuồng, anh sẽ làm gì? Tả húc đáp, xin hỏi, sư tử vì sao phá chuồng? Vị bác sĩ đẩy kính, bất đắc sĩ nói, đây là một giả thiết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi. Tả hút đáp, ừm, tôi từ giả thiết trên suy luận như sau. Sư tử vốn không có khả năng tự mình phá chuồng, cho nên chân tướng chỉ có một, sư tử cùng người chăn nuôi nhất định là tình nhân. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ở thí nghiệm bạo lực khuynh hướng trình độ tại một cột trong bản bệnh án ghi tinh thần ổn định tiếp theo bác sĩ lấy ra một bức ảnh màu sắc rực rỡ đặt ở tà hút trước mặt nói nhìn thằng ảnh này trong 5 phút hình ảnh được tạo nên từ đủ mọi màu sắc viên điểm thông thường mà nói người có khuynh hướng bạo lực trong vòng một phút sẽ cảm thấy đau đầu chóng mặt và kèm theo là hiện tượng nôn mửa nhưng còn chưa đến 10 giây Tả húc đã thống khổ che hoi gò má Đau đầu, đau đầu quá Vì thế Bác sĩ theo bản năng lùi dần ra phía sau Sau đó kéo dài đến nửa giờ thí nghiệm sau Bước đầu kiểm tra xong Người bệnh này quả thật có khuynh hướng bạo lực Tả húc trên đường trở về phòng bệnh Hừ một cái Đúng là một đám cảnh sát ngu ngốc Không biết hắn lúc học đại học Có làm trợ lý cho một lớp tâm lý học sao Loại thí nghiệm Qua mấy bức ảnh trên phần lớn không đủ xác thực, chỉ cần nghịch hướng tư duy, giả vờ đi đảo một chút là chót lọt. Đáng sợ phải nói đến mấy cái máy đo lường, nhưng mà thật không may, bệnh án của hắn nói hắn thuộc lại phát bệnh theo chu kỳ. Loại bệnh này nói trắng ra là một phút trước vẫn còn giống như người bình thường, một phút sau có lẽ đã thành một con thú dữ chuyên ăn thịt người. Ngay lúc Tả Húc đang trên đường trở về phòng bệnh, một vị cảnh sát đã có liên hệ trước với y tá rất nhanh giúp lương ưu tuyền nới lỏng dây trói nghiêm túc nói cho cô tà húc có lẽ thực sự tinh thần vấn đề nhớ chú ý an toàn nghe xong lương ưu tuyền không cho là đúng cô tuyệt đối không tin tổng giám đốc một tập đoàn giải trí danh tiếng lại có vấn đề về thần kinh bất quá cô cũng không muốn lấy chính tính mạng của mình ra để cá cược cho nên cô xuống giường bệnh đúng lấy cái đại thiết bồn gión rén ra đứng cạnh cửa chỉ đợi tà húc bước vào là đánh vào gáy của hắn làm cho hắn ngủ yên tiếng bước chân càng ngày càng gần cô vội vận hết sức lực ra chờ đợi chỉ nghe tiếng nắm cửa phát ra tiếng kít lưng yêu tuyền vội nín thở tay giơ lên cao chuẩn bị ra trường nhưng là kế hoạch ban đầu bị cản trở tả húc lưng dựa vào cánh cửa một bước nhảy vào phòng Lưng yêu tuyền lưng cứng đờ mắt trợn trừng tả húc đắc ý hướng lưng yêu tuyền tay đang cầm hung khí xua tay mỉm cười Hai, tôi đã biết cô trốn sau cửa, định đánh lén tôi mà. Lương yêu tuyền mặt đen sì, vút chốc nhảy lên. Uỳnh, một tiếng đập vào trán của thả húc, làm cho thả húc đang mềm cười đổ xuống. Đồng thời, cô ra phía sau lưng thả húc, không người dễ cho hắn không kịp đập xuống đất, rồi đưa hắn đến giường bệnh. Chói chặt hắn lại, vỗ vỗ hai má của hắn, ngủ đi đứa nhỏ. Lương yêu tuyền liếc tà húc đang hôn mê, khinh thường hư một tiếng, anh nghĩ, bị anh phát hiện thì tôi không dám đánh anh chắc. Quá ngây thơ rồi. Sáng sớm hôm sau, tả húc mơ mơ màng màng mở mắt ra. Kỳ thật, hắn đã tỉnh lại ngay sau khi bị đánh. Nhưng dù sao cũng không làm gì được. Chỉ bằng cứ thế ngủ tiếp cho thoải mái. Lúc sau tỉnh lại, hắn phát hiện con người bạo lực. Bệnh nhân số 110 đã không còn ở trong phòng. Mà hắn không biết từ khi nào cũng đã được cởi trói. Hắn lời biếng bò dậy, nhìn qua cửa kính, thấy một đám người tâm thần đang quay cuồng trên bãi cỏ. Đột nhiên, một bàn tay đen xì đập vào kính thủy tinh. Tả húc lui lại, sau đó thấy một bàn tay biến thành hai cánh tay, rồi một nam nhân bám vào thành cửa sổ, từ từ nhô đầu lên. Người đó và tả húc, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, anh ta cảnh giác nhìn quanh hỏi, cậu có muốn người nhện tôi ra tay cứu ra khỏi đây không? Không cần, mẹ của người nhện đã cứu tôi rồi tái kiến tái kiến tả húc lấy tốc độ xét đánh không kịp mưng tay kéo rèm cửa sổ lại lấy laptop trong hành lý ra tả húc nhập vào tần số của buổi hội nghị online khiến trong màn hình xuất hiện tám nhân vật nữa hắn vội thu lại biểu tình ban nãy trên mặt vì là người phụ trách của từng khu vực khác nhau nên tám người kia không ở cùng một chỗ đương nhiên họ cũng không biết lúc này tả húc đang ở chỗ nào nên hội nghị vẫn diễn ra giống như bình thường quản lý bộ phận quảng cáo phát biểu đầu tiên báo cáo tổng giám đốc tả trường tiểu mạn vừa thay đổi chủ ý cô ta nhất định từ chối không chịu tham gia quảng cáo dung dịch tẩy lông cho phái nữ nhưng công ty ta đã cùng bên đối tác ký kết hợp đồng rồi quản lý của trường tiểu mạn nói sau thả bồi thường chứ nhất định không chịu tiếp tục lý do tả húc bình tĩnh như nước hỏi theo trường tiểu mạn giải thích Người đại diện đã không hỏi ý kiến của cô ta khi ký hợp đồng, chứ thực ra cô ta vẫn là không. Tả hút giật mình, Trình Tiểu Mạn đã gần 30 tuổi, vừa giàu có, thành thục. Lẽ nào lại vẫn còn thiếu chuyên nghiệp như thế? Nói cô ta phải tiếp tục đóng quảng cáo, đã ăn cơm thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Còn nếu cô ta kiên quyết không chịu, thì hủy kế hoạch diễn xuất của cô ta trong 3 năm tới cho tôi. Tốt lắm, tiếp tục. Lúc này, Lương Yêu Tuyển đã ăn xong sớm một chút, cầm hai cái bánh quẩy, một chén sữa đậu nành trở về phòng bệnh. Cô xem tả húc làm việc, cũng không lên tiếng, đặt hai cái bánh ở tù đầu giường, ngồi xếp bằng chơi game mobi. Tả húc cùng cô liếc nhau, tận lực điều chỉnh âm lượng của nhỏ lại. Từ lúc này, cô có vẻ đã hài lòng, nhưng tiếng nhà game trong điện thoại cô vẫn còn khá to. Lương Yêu Tuyển nghe thấy ngoài cửa sổ, có tiếng động, liền vén rèm cửa lên, thì nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng đang ghé sát vào cửa kính cần mẹ của người nhện cứu giúp sau cần chẳng qua anh muốn cứu tôi thì cũng chính là anh tự giết anh nói xong cô nét mặt không đổi kéo rèm cửa lại tả húc đem giữa độn lành phun xa khiến sự nghiêm túc vốn có của hội nghị bị phá vỡ mà các giám đốc bộ phận cũng nghi hoặc nhìn màn hình thường ngày tả húc luôn nói năng cẩn trọng bất kể đối đãi với ai cũng vì lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, hắn lại rất có con mắt nhìn người, chỉ cần diễn viên nào được hắn nhìn chúng, nhất định sẽ không thể không được lợi. Vì thế trong giới giải trí, tả húc được phong biệt hiệu là hắc tâm vương bài. Tả húc ho nhẹ một tiếng, khôi phục khí chất nghiêm túc. Tôi hiện có việc gấp, hội nghị dừng ở đây. Lương yêu tuyển bất giác bĩu môi, biết rõ còn hỏi. Lục hồng điền thì anh làm nghề gì, Tả Húc nằm trên giường cắn bánh quẩy, uống sữa đậu nành, một chút cũng không phối hợp với cô. Lương Yêu Tiền chậm rãi nghiêng đầu, chẳng mắt mang theo sát khí. Anh ăn đồ ăn tôi mang về, lại còn dám không để ý đến tôi sao? Tốc độ nuốt của Tả Húc chậm lại, đưa tay ra phía sau sờ sờ cái chán bị đánh. con gái như cô, ai yêu được? Anh cả thật lo lắng, không biết sau này có gả được cô đi hay không nữa. Lương Yêu Tiền cười nhạt số lượng người theo đuổi tôi xếp từ đông ngũ hoàn đến tây ngũ hoàn cũng không hết không cần anh quan tâm nga sao chúng ta không cùng nói chuyện phiếm đi nói về kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm vậy cô nói trước hay vẫn là tôi nói trước tả hút nhíu mày lương yêu tuyền âm thầm nắm tay thành quyền dám dở trò sàng bậy với cảnh sát tính quấy rối tình dục sao ngượng ngủ như vậy lẽ nào cô chưa từng anh không phải người của tôi cớ sao tôi phải cùng anh nói chuyện riêng tư nói thế sao được chúng ta đều ngủ trong cùng một phòng còn cái gì không thể nói hay sao tả húc như phật nằm bàn y ở trên giường hắn đang chọc giận nàng nữ nhân ra mặt đều mỏng nghe hắn nói như vậy đều không phải là lùi lại đằng sau thì cũng vội vã xin đổi phòng bệnh dù sao thì cũng có phải hổ cái đâu tả húc thấy nàng không trả lời liền lén lút thủ thế còn nói quên đi quên đi tôi không làm khó cô nữa chứ nhìn dáng người này của cô có khi cô đi nhầm nhà vệ sinh cũng chưa chắc có ai nhận ra đâu nghĩ kiêu ngạo tất phải bị trừng phạt tử ba tám tả húc nghe được cô đang bẻ khớp khục khục thì nuốt nước miếng cô với tôi tuy điên nhưng đều đã trưởng thành phải học tập trợ giúp lẫn nhau giúp xã hội thêm tốt đẹp trong tư liệu cảnh sát cung cấp rõ ràng thiếu Tả Húc tính tình quái gở, lẽ nào cô lại không nhận ra được điều này? Lương Yêu Tuyền thấy hắn vừa muốn nói thêm cái gì, ầm, một tiếng vứt di động sang một bên, từ trên giường bệnh nhảy xuống, hàm hè chạy lại chỗ Tả Húc, khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc. Tả Húc tự nhận có thể đối phó với tất cả các loại nữ giới, trừ loại bà trần như thế này. Tả Húc thấy cô lao tới, trong đầu nảy sinh ý niệm chạy trốn, vội kéo rèm cửa sổ thì lại thấy ngay người điên ban nãy vẫn đang nằm sấp trên bãi cỏ hắn vội vã chui qua cửa sổ anh dũng không để ý ánh nhìn của người ngoài hai người muốn tự sát rồi được mẹ người nhện cứu à lưng yêu thuyền chạy ra khỏi cửa sổ không để ý đến người nhện kia vội giữ chặt tả húc nắm lấy cái chân chưa kịp bước ra ngoài của hắn kéo hắn quay trở lại phòng vẫn giữ chặt tay hắn lại tiện thể tung cước vào chân hắn từ phía sau mà kệ tả húc xin la đau đớn vì thế tả húc ở trong tư thế ngũ thể đầu địa anh không phải muốn nói chuyện phiếm sao bây giờ liền nói chuyện phiếm nhé lương yêu tuyền ngồi trên lưng tả húc hùng hằng nhằm sườn bên trái của hắn tung trường a à, đau cứu mạng người đâu một một không muốn giết người kêu đi kêu đi kêu đến hỏng yết hầu cũng không ai đến đâu lương yêu tuyền thản nhiên dẫm lên người hắn Thắt lưng của tôi cô kêu cứu mạng thì có người tới sao tôi kêu lại không có ai đến thế này bệnh viện này thiên vị mờ ám a à. tả húc không thể động đậy chỉ có thể vặn vẹo thân thể cho nên mới nói nơi đây ngư lòng hỗn tạp ai cũng như ai không kể địa vị 30 phút sau một một không tôi sai rồi mau đi xuống nghe lời tả húc giọng khàn khàn vô lực cầu xin chỉ có ác hơn không có hận nhất lương yêu tiền ngồi xếp bằng ở trên lưng hắn chơi trò chơi, giống như không nghe thấy gì. Đột nhiên, di động ở gối tả húc điên cuồng kêu. Lương yêu tiền tạc lưỡi, thỏ tay vào móc điện thoại hán ra, nhìn nhìn cái tên trên màn hình. Có tiểu bảo bối tìm anh, nghe hay không? Nghe. Lương yêu tuyển ấn nút nghe, rồi dí sát điện thoại vào tai hắn. Đối phương có chút kích động, ồn ào nói cái gì đó. Lương yêu tiền nghe loáng thoáng, hình như đối phương đang hỏi, Tả Húc vì sao hủy bỏ nhân vật của nàng? Tả Húc rất kiệm lời, trả lời ngắn gọn. Đối phương khẳng định không nghĩ hắn đang bị trói vô nằm trên mặt đất nghe điện thoại. Ngừng, quảng cáo thì không đóng được, còn câu tôi hữu dụng sao? Nếu cô đóng được cái quảng cáo đó, làm tôi vừa mắt, thì tôi khẳng định đã không làm như thế. Cô hiểu được ý tứ của tôi rồi đó. Nói xong, Tả Húc dùng cằm ấn nút tắt, hoàn toàn thờ ơ. Lương Yêu Tuyền có thể nghe được rất rõ tiếng nức nở đất quãng của nữ nhân trong điện thoại. Tiểu bảo bối đó là ai thế? Ân, chính là cái minh tinh vừa đạt được giải thưởng. Tả Húc không chút để ý nói. Lương Yêu Tuyền gật gật đầu, cô không hay xem tin tức giải trí, nhưng cô diễn viên đó gần đây cũng hay xuất hiện trên TV. Vừa vặn, có chủ đề để nói rồi. Ồ, nói như vậy, anh cũng là người nổi tiếng rồi. Tôi hỏi nè, Quy tắc ngầm để tồn tại trong giới giải trí là gì vậy? Muốn nghe sao? Vậy cởi chó cho tôi đi đã. Tả húc tương kế tiểu kế. Lương ưu tuyền trong lòng tính toán, gara tư nhân của tả húc phát hiện súng ống. Tuy rằng gara này cần có mật mã phức tạp mới vào được, nhưng hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy, có thể có ba trường hợp. Thứ nhất, hắn đang bao che cho ai đó. Thứ hai, hắn chính là chủ mưu. Thứ ba, hắn bị người khác đe dọa câm miệng cô đúng là quá nóng này kiểu chút nữa đã quên mình đang nằm vùng ở đây vì nhiệm vụ quan trọng tiếp cận tả húc giành lấy sự tiến nhiệm của hắn trong lòng nói chuyện vu vơ moi móc thông tin về vụ án ba phút sau lương yêu tuyền tỉnh lại đưa cho tả húc một cốc nước lọc giả mù ra mưa cười thực xin lỗi khi phát bệnh tôi không kiểm soát được chân tay chính mình nữa mọi người cũng đều là người tường trải Chắc anh cũng hiểu nỗi thống khổ của tôi Đừng trách tôi nhé Tả hút ngồi dậy Xoa xoa cổ tay liếc đều lương ưu tiền một cái Muốn đóng kịch với hắn sao Kiếp sau đi Trước tiên tả húc lùi lại phía sau Thực xin lỗi không biết Bệnh tình của tôi với cô không giống nhau Tôi thuộc lại động vật linh trưởng đã phát sục hoàn toàn Lương yêu tuyển hơi hơi nhau mắt lại Quanh co lòng vòng Lại vẫn xảo xiên cô à Tả Húc thấy cô vừa muốn ra quyền, nhẹ nhẹ nhảy lên trên giường, lấy tư thế nhìn kẻ dưới cùng cô ngả bài. Không bằng đi thẳng vào vấn đề đi, tôi đã biết cô là cảnh sát, vì vậy tôi nói cô nghe, cô bám theo tôi cũng không móc được thông tin gì có giá trị đâu, đừng hao tổn công sức nữa. Đương nhiên, nếu cô vẫn cứ ngoan cố, thì tôi cũng đành chiều cô, dù sao quá trình điều trị cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Lương Yêu Tuyền nháy mắt mấy cái, nhảy nhảy trên giường của mình mấy cái, rồi xuống giường, lấy chăn làm áo choàng khoác trên vai. Cô mở cửa sổ, làm bộ dạng như siêu nhân, quay sang nhìn tà húc cười dạng dỡ, rồi nhảy qua bệ cửa sổ, đáp xuống mặt cỏ xanh. Rất nhanh, siêu nhân cùng người nhện như đôi bằng hữu lâu ngày không gặp. Vì thế, mọi người thấy có hai người đang khoác áo choàng siêu nhân, thân thiện bắt tay nhau, rồi một trước mùa sau kéo nhau chạy thật xa. Tả húc khóe miệng giật giật, có thể hay không lại phái cái người không chút bình thường kia đến thăm dò hắn. Bên này, lưng yêu tuyền cùng người nhện nhảy ba vòng điều con nhện con, liền ra ngồi sau gốc cây, lấy di động ra gọi cho đội trưởng. Hạc miêu, em là hồ lô oa. Hạc miêu, mời nói. Đối phương đã hoài nghi thân phận của em rồi. Đừng nghĩ tả húc năm nay mới 26 tuổi mà coi thường hắn từ năm sáu tuổi đã là người của giới giải trí rồi nhớ lấy em đang đấu trí với một con cáo xảo quyệt đã hơn hai mươi năm lăn lộn trong xã hội đấy vững vàng ân nhìn kẻ địch vô cùng xảo hoạt thỉnh nhác miêu chi chiêu em hắn đã gặp qua nhiều mỹ nữ lắm rồi huống chi em cũng chẳng có tí mị lực nào anh cứ nghĩ hồ lô a giận dỗi tuy rằng anh là cấp trên nhưng anh cũng không cần làm tổn thương hồ lô A như thế chứ Anh không nên như vậy Thực xin lỗi Đội trưởng đội hình cảnh Vội vã nhận sai Thái độ thật tốt Bất quá An bài muội muội cải trang tâm thần bệnh hoạn như vậy Để tiếp cận tả húc Đều không phải do anh đề nghị Mà là do cấp trên ra lệnh Đối với việc này Anh là tổ trưởng tổ chuyên án Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Lương ưu tiền hầm hừ ngắt điện thoại Đứng thẳng lên nhưng lại phát hiện một tên bác sĩ đứng ở đằng sau. Cô chăm chú nhìn đối phương, không nói nên lời. Lương, Lương ưu tuyền, em sao lại ở chỗ này? Lâm trí bác, thần sắc kinh ngạc. Lương ưu tuyền nhìn mối tình đầu của mình, cúi người xuống, ra vẻ đau khổ. Tôi, sinh bệnh. Lâm trí bác giật mình tiến lên vài bước, đánh giá bệnh tình của nàng qua chiếc ga giường tràng trên vai. Lẽ nào, nơi này là bệnh viện tâm thần, Suốt cuộc mấy năm qua Em đã gặp những chuyện gì Lương yêu tiền đang chấp hành nhiệm vụ Là nằm vùng tuyệt đối Không được để lộ thân phận thật sự Dù là làm ăn xin ở ven đường Gặp chính mẹ của mình Cũng phải giả như không quen biết Anh lúc trước phản bội tôi Tôi điên rồi Cứ như thế đó Lương yêu tiền đẩy lâm trí bác ra Tuy cô hiên ngang bước đi Nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi Đã 4 năm trôi qua cô tưởng mình đã hoàn toàn quên chuyện đó rồi, hóa ra lại vẫn còn đau đớn như vậy. Lại có lẽ cô không thể quên việc đó chính vì cái người đã thực hiện hành vi tiểu tam kia từng là bạn thân của cô. Tám năm bạn bè với nhau, lại không bằng một người con trai. Đúng là trước đây, cô đã mổ mắt mới coi cô ta là bạn. Lâm Chí Bác vội đuổi theo giữ chặt cổ tay Lương Ưu Tuyền. Tiểu Tuyền, chúng ta nói chuyện được không? Em khóc. Lương Yêu Tiền vội lau khóe mắt, giận dữ giơ tay chỉ Lâm Trí Bác. Không có gì để nói cả, tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút. Lâm Trí Bác thở dài, không nghĩ tới em vẫn nóng nảy như vậy. Anh không nghĩ những chuyện trước kia lại làm em bị tổn thương lớn như vậy. Thực xin lỗi Tiểu Tuyền, tha thứ cho bọn anh được không? Bọn anh, hai người vẫn còn ở bên nhau. Lương Yêu Tuyền giật mình. Cô là người bị phản bội, Liên nhiên muốn nguyền rủa bọn họ sớm chia tay cho rồi Nhưng là vẫn còn ở bên nhau sao Lầm chí bác đầy đầy gọng kính vuông Trong mắt ẩn sứa sự hạnh phúc cười Bọn anh tính sang năm kết hôn nếu em có thể tha thứ được Hoàn ngành em tới tham gia hôn Đợi chút Lương yêu tuyền Hắn còn chưa nói xong Lương yêu tuyền đã xoay người bỏ chạy rồi Ở một tiếng Lương yêu tuyền đã văng cửa phòng bệnh Vạch trần tả húc đang ngồi sổ bên cửa sổ lén lén lút lút hút thuốc. Tả húc quay đầu nhìn cô, phát hiện cô hóc mắt hồng hồng, trêu chọc nói, người nhện kia đánh cô à. Lương ưu tuyển không lên tiếng, cướp điếu thuốc trong tay hắn, hùng hằng hít một hơi. Khụ khụ, bà nó. Cô hút thuốc không quen, nước mắt nước mũi sàn rủa. Lúc này, lầm chí bác đuổi theo đến phòng bệnh. Hắn nhìn tả húc, nhưng nghĩ trong phòng toàn người tâm thần, nên không để ý đến tiếp tục truy hỏi tiểu tuyền lẽ nào em vẫn còn yêu anh vừa nghe lời này lưng yêu tuyền càng thêm ho khan cô một bên đấm đấm vào ngực mình một bên kéo kéo tay áo tả húp dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu tả húp nhíu mày thì thầm bên tai cô điều kiện tôi chẳng những có thể cứu cô còn có thể giúp cô đuổi hắn đi nhưng cô phải cam đoan từ sau không được đánh tôi nữa hiện tại lưng yêu tuyền đầu óc thực loạn lập tức giơ tay lên thề với trời tôi thề sẽ không đánh chết anh tả húc chuyển ánh nhìn hướng lâm Chí bác cười nói này đừng tưởng rằng anh mặc áo bác sĩ thì tôi không nhận ra bản chất lưu manh đều giả của anh đây là phòng của tôi đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ chứ ách tả húc bị lương ưu tuyền đứng bên cạnh đá cho một cước bay khỏi cửa sổ lâm Chí bác sẽ không so đo với bệnh nhân tâm thần hắn ngạo mạn quay qua lương ưu tuyền nhưng khi hắn vừa muốn kéo cổ tay cô thì đã bị tả húc chặn lại đứng lên ngăn giữa hai người hắn nhìn qua bảng tên của lâm trí bác rồi nói bác sĩ lâm xin hãy tự trọng chút đi anh chiều nghèo bạn gái tôi chính là không đứng đắn mau đi ra ngoài đi lương yêu thuyền đã nhận ra tả húc căn bản không hề giúp cô gì hết hắn rõ ràng là đang mắt nạt cô mà lâm trí bác giờ mới nhận ra tả húc cao hơn mình hắn bước đến đầu giường rút bệnh án của tả húc xa thở dài tâm thần phân liệt à tuổi trẻ lại tuấn tú như thế do tự sát không thành hay là giết người sở dĩ có loại bệnh này là vì người bệnh có những tâm sự u uất không thể bày tỏ cùng ai lẽ nào bác sĩ lâm không biết điều đó tả húc hiểu khích cười lâm chí bác giật mình bệnh viện này có những người bệnh có chỉ số thông minh hơn người ví dụ như chuyên gia tài chính sĩ nghiệp giả, giáo sư toán học, nghệ thuật gia, luật sư, bác sĩ. Xem ra, người bệnh nhân này trước khi không bị bệnh cũng không phải hạng người bình thường. Tiểu tuyền, lúc sau anh sẽ đến tìm em. Anh nhất định sẽ giúp em điều trị, đừng lo lắng. Không cần, tôi là giả điên đến nằm viện cùng anh ấy. Lương yêu tiền bỗng nhiên ôm lấy cổ tả húc. Mặc kệ tả húc sẽ ruộn như thế nào, Cổ mạnh mẽ thơm lên hai má của tả húc. Lương yêu tiền cũng đã dần bình tĩnh lại Cầu người không bằng tự cứu Tả húc nếu giải vây giúp cô Mới là việc lạ đấy Tả húc nhìn lâm trí bác Đang chờ phản ứng của hắn trầm mặc không nói Mà lương yêu tiền thấy tả húc mãi không mở miệng Để nói thầm với hắn hai câu Khiến khóe miệng tả húc khẽ nhếch Nhún nhún vai ngạo mạn nói Có một thứ tôi có rất nhiều Tên nó là mị lực Huống chi anh làm sao bằng tôi được đây Trước hết, không nói tới vấn đề nhân cách, anh bề ngoài không bằng tôi, cái đầu không bằng tôi, dáng người cũng thua kém tôi. Anh thấy đúng không, bác sĩ Lâm? Lương yêu tiền nhịn không được cười nhạo, thấp giọng hỏi. Đồng yên à? Cất nhắc rồi, tiền Thổ Nhĩ Kỳ là ly ra, bây giờ một đô la bằng 27 vạn. Lương yêu tiền trừng mắt, thật hay giả, tiền Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ lại vô giá trị như thế sao? Là cảnh sát, mà lại như thế sao tiền đang mất giá trên toàn cầu tôi không phải cảnh sát ở trước mặt tôi mà nói dối thì sẽ bị sét đánh chết Xét mà đánh tôi thì tôi giết anh lâm chí bác không rõ hai người họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn bộ dạng thân mật của hai người liền cười trừ mỉa mai nói ít nhất tôi cũng không có vấn đề về thần kinh cả húc tươi cười bình thản nói ai ra anh nói câu này khiến tôi thật thất vọng. Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người bệnh nhân rồi đó. Đấy là chưa nói đến. Nếu trên đời không có người bị bệnh, thì đến cơ hội được đứng đây nghe tôi sỉ nhục, anh cũng chưa chắc đã có đâu. Còn không mau quay về đóng cửa phòng, viết bản tự kiểm điểm đi. Lương yêu tiền miệng há hốc, quả thực đã nhìn tả hốc bằng một con mắt khác. Hắn nói chuyện không hề thô tục, như thế nào lại khó nghe như vậy có khi cho mười vị đại thần nhanh mồm nhanh miệng đến đấu võ mồm với hắn cũng chưa chắc đã thắng được mất lầm chí bác khinh thường khẽ hừ tiểu tuyền xem ra em cũng không có oán hận gì anh như thế còn gì tuyệt vời bằng nếu như em với bạn trai có thể phục hồi trước khi bọn anh tổ chức hôn lễ thì hoan nghênh hai vị đến chung vui anh nghĩ tiểu hồng nếu nhìn thấy em nhất định sẽ rất cao hứng nói xong hắn vội đóng cửa lại chạy bán sống bán chết Tiểu Hồng, đồ tiểu tam đáng giết. Lương yêu thuyền cắn cắn môi dưới. Tiếc là ngay cả tả húc mắng lầm trí bác một trăm câu, cũng chưa có câu nào khiến hắn phát điên lên. Tả húc cũng không quan tâm tới hai người kia, ngồi ở bên giường vẽ vẽ phiếu. Không được đánh, mười tờ. Hắn đã phối hợp cùng lương yêu thuyền diễn kịch, để cô không bị tên bác sĩ đó bắt nạt. Ngược lại, hắn sẽ có mười cơ hội ngăn cô không đánh mình. Mỗi cơ hội bằng một tờ phiếu. Cả hút Húc một bên viết, một bên thầm mỉm cười. Đã rất nhiều năm, hắn không chơi vui như vậy. Nay đường đường là vua trong giới giải trí, lại phải dựa vào phiếu để ngăn nữ nhân kia không được hạ thủ với mình. Viết xong rồi, ký tên. Số 110 không thể đổi ý được. Hiển nhiên, còn tình cảm hay không đã không còn quan trọng, vì muốn quyết đấu với tên đó, cái gì cô cũng đáp ứng hết. Lương yêu tuyển vẫn ướt cầm tờ phiếu, thì tào nói Đúng là đồ điều Còn muốn được tôi chúc phúc nữa chứ Anh nói Trước đây tôi thế nào lại coi trọng hắn chứ Tả húc nghiêm trang nói Thật sự mà nói Việc cô cũng từng có người yêu Đã cho tôi một cú đả kích vô cùng lớn Anh nghĩ Khi dùng hết 10 tờ phiếu này Mình sẽ như thế nào Nói xong lưng yêu tuyển đã xé toạc một phiếu Tả húc liếc liếc cô Hắn không phải đang giờ vờ sợ hãi Hắn là thật sự lo ngại số 110 nửa đêm sẽ hạ độc thủ với mình. Nữ nhân này ra tay không nặng không nhẹ, hơn nữa cũng không phải chỉ hoa chân múa tay. Từ trước tới nay, có thể nói, tả húc chính là lớn lên trong ánh hào quang cũng như sự quần nhiệt của người hâm mộ. Hắn 6 tuổi đã tham gia diễn xuất, quay chụp một bộ phim liền được giải thiếu niên ưu tú. Sau đó, hắn không ngừng được mời đóng quảng cáo. Cho đến 5 năm trước, hắn dứt khoát giải nghệ, nhanh chóng trở thành tổng giám đốc một công ty giải trí nổi tiếng. Hắn thừa nhận, lời nói hắn luôn ác độc, đơn giản bởi vì những người tiếp cận hắn, không phải những kẻ khúm núm xảo hoạt, thì cũng là đám người tất cung tất kính. Hoặc là đám người hợp tác với hắn, chưa nói tới tốt hay xấu. Từ trước đến nay, hắn cũng chưa gặp ai dám ở trước mặt hắn mà hung hăng bạo lực hết. Cùng lúc đó, một y tá cứ thập thà thập thò ở ngoài cửa kính hơn 10 phút, rốt cục khiến vô số y tá khác vây quanh phòng bệnh để xem mặt bệnh nhân số 438. Quá giống, ngũ quan quá giống, bộ dạng cũng giống như đúc nữa kìa. Y tá A hết trói tay, đẹp trai như thế mà lại thần kinh, chật chật, tiếc quá. Nhưng mà, có cái màu da thì không giống tẹo nào. Y tá B hoàn toàn đồng ý, bất quá, mỹ nam năm đó màu da trắng nõn. Người đó hôm qua mới nhập viện, Rốt cuộc thì bệnh viện chúng ta cũng có một bệnh nhân thượng đẳng. Ha ha! Y tá C hào sắc nói lung tung. Đùa giỡn với bệnh nhân tâm thần thì cũng giống như bệnh nhân tâm thần đi giết người đều không bị coi là phạm tội. Tả húc lại quay đầu lại khiến nhóm y tá phấn khởi không thôi. Nè, đại giá ca, sao thấy anh giống nãi đường lúc đã trưởng thành thế? Một y tá ánh mắt sáng lấp lánh. Nãi đường chính là nghệ danh của Tả Húc khi còn làm diễn viên. Cái tên giống y con người Chỉ nhìn thôi đã thấy dư vị ngọt ngào Ngon miệng rồi Rất kích thích bản năng làm mẹ Nãi đường từ trước đến nay Thuộc top 10 Hơn nữa được coi là người tình lý tưởng Cho những người đồng tính Sau này ở châu Á lại rộ lên các thần tượng Hàn Quốc Các diễn viên càng khuynh đảo Ngàn vạn thiếu nữ Yêu Việt Nam trở thành hàng bán chạy Tả húc cảm thấy cực kỳ khó chịu Hắn chính vì cái nghệ danh đáng xấu hổ kia Nên mới quyết định đổi nghề lại đem làn da trắng nõn của mình đi phơi nắng cho đen đi mỗi ngày đều đi tập thể hình kiểu tóc cũng thay đổi cho cá tính hơn so với hình ảnh nam xưa đã hoàn toàn không giống huống chi hắn đã 5 năm, năm ở ẩn thế nào lại vẫn có người nhận ra hắn tả hút kinh hãi nhìn nhóm y tá đang rầm rộ đi vào hắn gác chân lên bàn dùng đầu gối kín đáo huých lương ưu tuyền một một không xông lên lương ưu tuyền nheo mắt nhìn hắn u ám mở miệng nói chán sống à tả húc lại thấy nhóm y tá tiến thêm ba bước hắn ngồi xổm xuống phía sau lưng ưu tuyền hai tay đặt lên vai cô ra vẻ nhát gan nói cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ nhân chứng an toàn hơn nữa một khi thân phận tôi mà bị lộ đối với cảnh sát các người mà nói chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi tả húc nói đúng tổ chuyên án vì tránh đào thả kinh xà nên phải âm thầm điều tra việc tả húc nhập viện trị liệu giới truyền thông hoàn toàn không hề hay biết. Bởi vậy, tả Húc trừ việc không thể rời bệnh viện, còn có thể thoải mái nghe điện thoại, xử lý công chuyện. Hắn mà sống đường mặt á, kẹo mạch nhà cũng không bằng nữa là. Mấy người mau ra ngoài, ra ngoài đi. Lương yêu tuyển lấy tư cách là một bệnh nhân, trừng mắt nhìn đám y tá. Tất nhiên, có bệnh hay không có bệnh, cô cũng đều trừng mắt như vậy. Càng nhìn gần càng thấy giống. Chụp ảnh, chụp ảnh đi, để còn áp lên blog nữa. Ha! lưng yêu tuyển thấy đám y tá đang lôi di động ra. Không nói hai lời, vội lấy chăn trồm lên đầu tả húc. Đá ghế đá bàn hù dọa dạ mấy y tá. Không được chụp nữa, các người là bạch y thiên sứ hay lông trắng cầu tử hả? Bệnh nhân phát bệnh, mọi người xông lên, ngăn cô ta lại. Gần xem càng giống, cũng... Chụp ảnh chụp ảnh, tí nữa còn đang lên blog chứ. Các y tá anh Dũng Lâm Nguy không hề run sợ, chỉ lưng ưu tuyển ra hiệu toàn quân sông lên. Lưng ưu tuyển không có khả năng đánh mấy người bọn họ giống như đánh tả hút, chỉ có cách chạy ra khỏi phòng bệnh nhằm đánh lạc hướng. Căn phòng lại bình lặng như lúc ban đầu, tả hút len lén nhìn qua chăn bông, thấy trên bãi cỏ có một cuộc thi chạy marathon, liền lắc lắc đầu tạc lưỡi, chật chật, làm nằm vùng đúng là không dễ dàng chút nào. Một lúc sau, thư ký tả húc nhắn tin đến thông báo việc cực kỳ hệ trọng đêm nay 10 giờ rưỡi có bộ phim của hãng tinh hòa tình yêu là chiếc giang khôn khởi chiếu xin ngài đúng giờ đến nơi tả húc nhíu mày bộ phim này do tập đoàn tinh hỏa độc lập chế tác số tiền phải bỏ ra để thuê đạo diễn với diễn viên vô cùng lớn năm nay ý định dựa vào phim này giành giải thưởng hắn nhìn lương ưu tuyền đã chạy mất hút khả năng lời cô ta để ra ngoài có lẽ là con số không tròn chỉnh làm sao bây giờ kết thúc cuộc chiến đẫm máu lâm chí bác giúp lưng ưu tiền giải vây đương nhiên cô cũng chẳng vì thế mà biết ơn hắn cô thừa nhận mình lấy lại tinh thần rất nhanh mau chóng vui trở lại nhưng cô vừa mới quay lại phòng bệnh thì tuyền tả húc hướng cô nháy mắt liên tục lưng ưu tiền dùng mình theo bản năng vội cầm phích nước nóng lên tả húc cả gan tiếp tục đi lên ba bước đứng trước mặt lưng ưu tuyền. Hắn dồn hết can đảm để cầm tay cô lên nói Phật tổ viết, 500 năm ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một kiếp gặp thoáng qua. Này tôi có thể nắm tay cô, chứng tỏ chúng ta đã lướt mắt đưa tình với nhau hàng vạn lần. Cô nói, liệu có phải hay không trời xanh an bài duyên phận? Chúc mừng anh còn chưa biến thành mắt cá vàng. lưng y tuyển nhanh chóng rút tay về, lau lại lau, Tả húc bất cầu ngôn tiếu, chăm chú nhìn cô. Yêu tôi thì cứ nói ra, không cần phải giả bộ như thế để gây chú ý đâu. Lương yêu tuyền định trong lòng đã ổn định, liền một tích tắc đem tả húc vật ngã xuống đất. Tả húc che mắt, đúng là đồ bạo lực. Tự nhiên kìm lòng không đầu, thầm than vãn. Tuyền, tuyển cái đầu anh, kêu tỷ. Lương yêu tuyền một cước bước lên ngực tả húc. Tỷ, có chuyện này muốn thương lượng với tỷ có chuyện mau nói, có dám mau phòng. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã biết cô đúng là cái lâu nay tôi vẫn tìm kiếm. Tả hút kỳ thật, thường ngày vẫn luôn trao dồi khả năng diễn xuất. Vì thế, bất kể đang ở trong tình huống nào, hắn cũng có đủ khả năng để nhập vai. Ý gì? Tôi nợ anh cái gì? Sao lại tìm tôi? Lương yêu tuyển ngơ ngác. Chính là tình cảm. Tả Húc che miệng, buồn nôn chết mất. Lương ưu tiền bắt đầu nổi ra gà Tôi thấy anh là muốn bị ăn đòn Tả húc lập tức giơ tờ phiếu thứ hai Không được đánh Một một không đừng náo loạn nữa Buổi tối cùng tôi đến buổi hẹn Hắn kéo căng ra mặt Không diễn nổi vai này nữa Đành đổi kịch bản thôi Anh nói ra mấy lời điên khủng như thế Mà còn nói tôi đừng náo loạn á Tôi vừa được mật báo Tả húc nhèo nhèo mắt nhìn xung quanh Thần thần bí bí ghé tai lương ưu tiền nói có liên quan đến tôi, có liên quan đến cô. Đêm nay phải hành động, cô hiểu chưa? Có liên quan đến hai người bọn họ, lẽ nào chính là muốn nói đến vụ buôn lậu kia? Lương yêu tuyển tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, kéo rèm cửa lại, tiện thể truy vấn. Địa điểm cụ thể, tả húc cẩn thận lắc đầu. Vì sự an toàn của tôi, cô có dám hay không, dám đơn thương độc mã đi theo tôi? Dám, mấy giờ? Lương yêu tuyển trong mắt hiện lên ánh mắt sắc bén. Đêm nay, 10 giờ rưỡi, cái miệng của cô không an toàn, nên tạm thời địa điểm phải giữ bí mật. Nhưng chúng ta làm sao đi ra ngoài bây giờ? Tả húc ra vẻ khó xử. Ngủ ngốc, trẻo tường chứ sao? Thực ra không đúng dịp, y tá hỗ trợ cô lại đang nghỉ đông. Tả húc mấy môi gật đầu, hát hát, thành công. Lương yêu tuyển nhìn đồng hồ, đưa tay xuống dưới nệm lôi ra một khẩu súng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường lắp đạn vào. Được rồi, tôi thừa nhận mình là cảnh sát, nhưng anh đã nói, tôi ngoài giám sát anh còn phải đảm bảo an toàn cho anh. Đừng lo lắng, nhất định tỷ tỷ sẽ bảo vệ cậu. Tạch tạch. Cô lên đạn. Tả húc thấy thế lui lại vài bước. Đúng là đời người trắng đen lẫn đồn, thế này là bảo vệ. Bệnh viện vì tránh những phát sinh ngoài ý muốn, cho nên bên ngoài hành lang luôn có đèn sáng trưng, cả năm không tắt bao giờ. Mà khi bệnh nhân đi ngủ thì bên ngoài phòng bệnh luôn có cửa sắt để bảo đảm. Lương yêu tiền tính tình nóng này nhưng thao tác thì thừa độ chuyên nghiệp. Kế hoạch chạy trốn như sau. Phá hỏng đường dây điện để mấy cái đèn được đưa đi sửa chữa đồng thời mở cửa sắt chính là nhờ vào dung nhan của tà húc dùng lời ngon ý ngọt để dụ y tá khiến cô ta quên khóa cửa tả húc mặc áo khoác bên ngoài áo bệnh nhân Trần mắt chéo ngồi trên ghế, rất ngưỡng mộ Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền lúc làm việc thần thái nghiêm túc, không nóng vội, không nóng này, thủ pháp thuần thục. Tả hút cuối cùng cũng thấy cô rất chuyên nghiệp. Cô bán có chuẩn không? Đây mới là vấn đề hắn thực sự quan tâm. Ý anh là gì? Màn cây bia đang chuyển động hay đang đứng yên? Tả hút nhìn chính mình, xem ra phải miêu tả lại hoạt động của cái bia. Thí dụ như, trong lúc đang đuổi theo đối tượng, lúc ban ngày cách đối tượng vài thước thì cô bắn có trúng hắn được không không nhất định còn muốn xem hướng gió tốc độ có hay không có chứng ngại vật lương yêu tiền xem hắn bằng một con mắt nói đầy ẩn ý một phát không trúng thì có sao đâu đạn vẫn còn là được rồi tạ húc co súng người lại quả nhiên là một cảnh sát bạo lực hơn nữa cô ta còn được phép sử dụng súng thôi được rồi tất nhất sau này nên bớt chọc giận cô ta vẽ lửa một mảng tối đen lưng ưu tiền nhảy xuống đất phủi phủi tay y như kế hoạch hai người đều nằm im trên giường ra vờ ngủ năm phút sau y tá cùng thợ điện đã đến khi ánh đèn pin chiếu xuống tả húc trở thành bộ dạng buồn ngủ mắt hiếp híp để tấn công trái tim y tá nọ hắn liếm liếm môi khát vọng nói mau hồng tôi đi bạch y thiên sứ mỹ nam ngủ chính là đang chờ đợi thiên sứ đến đánh thức Lương yêu tuyển lúc này thực sự hối hận, buổi tối đã ăn hai cái bánh. Y tá vẫn còn trẻ, làm sao chống lại được thể loại mê hoặc như thế này. Cô xấu hổ mân mê vạt áo. Cô là rất muốn hôn, nhưng lại ngại người thợ điện đang ở bên ngoài. Lúc này làm sao có thể giở trò với bệnh nhân được. Tả húc lén huyết vào mu bàn tay của người y tá. Y ám chỉ muốn ra ngoài toàn bộ. Khủ khủ, số 438, mau rời giường đi làm kiểm tra sức khỏe cô y tá nghiêm trang ra mệnh lệnh tả húc ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt theo đuôi đuổi theo y tá lương yêu tuyền âm thầm vúng tay một cái sỏi lắm đúng là người này chỉ có mỗi khuôn mặt là hữu dụng thôi thợ điện rất nhanh đã sửa xong cái đèn Trong chừng người bệnh mà nói không phải công việc của hắn cho nên hắn mang theo dụng cụ vội bỏ chạy lương yêu tiền nhanh chóng bỏ dậy dùng chăn với gối giả dạng hai người đang nằm trên giường xong Cô ngồi chờ Tà Húc quay lại. Mười phút sau, tả Húc lén lút quay lại phòng bệnh. Kỳ thật, hắn muốn tự mình bỏ chạy, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải đụng mặt cô ta, liền quay lại. Hắn còn chưa muốn chết. Lương Yêu Tuyền bước ra cửa, hé ra một khoảng nhỏ. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Thấy không có ai. Hai người liền nằm dạp xuống đất tiến lên. Thuận lời bỏ qua quầy phục vụ. Lương Yêu tiền trước đó đã thăm dò địa hình liền dẫn tả húc đến một bức tường hơi thấp cô lui về phía sau vài bước sau đó bật thật mạnh nhanh chóng trèo qua bức tường tả húc ngoan ngoãn ứng thanh nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp tiểu y tá tả húc thở dài huýt một tiếng sáo cô không làm cảnh sát thì cũng có thể làm diễn viên đóng thế nam hay nữ đều được đừng lắm chuyện mau lên đây lương yêu thuyền không có thời gian cùng hắn pha trò vươn tay ra cho hắn Tả húc thấy cô nhiệt tình như vậy, nếu tự mình nhảy qua tường, thì có lẽ là không để mặt cảnh sát tỉ tỉ, cho nên nắm lấy tay lương ưu tuyển, dưới sự giúp đỡ của cô nhảy qua bức tường. Vừa đúng lúc, có một chiếc taxi đi ngang qua, tả húc giơ tay ra vẫy lại, hai người một trước một sau ngồi trên xe, giảp tinh hỏa. Lương ưu tuyển thở phào nhẹ nhõm. À, đúng rồi, y tá kia liệu có đi tìm anh không? Sẽ không, tôi rủ cô ta chơi trốn tìm lái xe dừng xe đột ngột cuối cùng cũng đã phát hiện trang phục hai người rất có vấn đề bệnh viện tâm thần xx lái xe vừa muốn khuyên hai vị kia quay lại viện trị liệu tả húc liền đem hai trăm khối đặt ở đầu xe tôi là diễn viên đang thể nghiệm cuộc sống lái xe chất phác mắt giật giật lại nhìn về phía lương ưu tuyền lương ưu tuyền lấy ra cảnh huy bác tài cảnh sát phá án lái xe yên lặng cầm tiền không may là gặp phải hai người điên May mắn là Là thật sao Lương yêu tiền không dám khinh thường Do hỏi đối phương mấy người Ân Ân hơn 300 Ám chỉ người xem Cả ba à không phải Những người đó không quen biết nhau Thủ lĩnh các bang phái hội tụ Lương yêu tiền trong lòng cải kinh Nếu là thật thì quả nhiên đáng nghiêm trọng Tả húc trà sát cầm Tôi cũng không rõ ràng lắm đối phương chỉ nói gặp trong đêm tối cấm không được phát ra một tiếng động lưng yêu tuyền nặng nề gật đầu gặp nhau lúc tối khuya thế này có thể hiểu được dù sao cũng đều là tội phạm cả vì an toàn của anh chúng ta cải trang thể nhân tuyệt đối không được tách ra mặc dù đối phương trở mặt ta cũng có thể ngăn hắn lại một lúc nghe hiểu không lưng yêu tuyền nghiêm túc nói nghe lời cô vậy bất quá vạn nhất đối phương nổ súng bắn thì phải làm sao tả húc trêu chọc nói không cần anh quản sợ chết sẽ không làm cảnh sát tả húc cười như không cười chăm chú nhìn lưng ưu tuyền qua gương chiếu hậu có thể thấy rất rõ thần thái cương nghị của cô qua đó thấy cô không phải là nói suông hắn không tự giác đối với cô bắt đầu kính nể bác lái xe bất đắc dĩ thở dài nam ảo tưởng mình là diễn viên nữ ảo tưởng mình là cảnh sát hai người này thậm chí còn tưởng tượng mình đang ở trong một bộ phim mafia đúng là không thể cứu chữa được không không đúng là tuyệt đối không thể cứu được xe taxi đến phía sau cờ rạp tinh hỏa tả húc cùng lưng ưu tiền liền lên một chiếc xe khác thư ký của hắn không nói một câu vô nghĩa trực tiếp thỉnh bọn họ mau vào trong hai gã tạo hình chờ đã lâu lưng ưu tiền ngơ ngác cũng không phải muốn tham gia vũ hội vì sao còn muốn làm tóc với thay quần áo tổng giám đốc tả vị tiểu thư này đi cùng ngài với tư cách là thư ký lễ phép đánh giá lương ưu tuyền tả húc suy nghĩ một lát nói bảo tiêu ái nam ái nữ không được nhất định phải xả làm tình nhân lương ưu tiền ngắt lời sau đó hướng cô thư ký ôn nhu cười tôi muốn mặc đồ con gái nhưng không mặc váy xài cao gót vị thư ký hơi kinh ngạc dùng ánh mắt trên cầu ý kiến của tả húc tả húc nhìn ánh mắt xài lang hồ báo của lương ưu tuyền nếu hiện tại nói cho cô, bọn họ chính là tới tham dự buổi lễ ra mắt một bộ phim. Không biết cô ta có làm gì kinh thiên động địa hay không nữa. Hắn bắt đắc sĩ thở dài. Cứ tùy cô ấy đi. Thư ký quả thật không thể tin vào tai mình nữa. Đã 5 năm nay, tả húc vô luận tham dự buổi lễ nào, cũng không bao giờ mang theo bạn gái. Không chỉ có thế, tả húc ngay cả một nghệ sĩ nữ chụp một bức ảnh cũng không chịu. Nếu có phóng viên chụp được dù chỉ một góc, hắn cũng không nghề tình yêu cầu phóng viên đó xóa ảnh mà lương ưu tuyền ở giữa cũng không quan tâm hai người kia đang ánh mắt trao đổi cô lấy từ trên giá quần áo một bộ đồ màu đen cùng phụ kiện tiểu thư buổi lễ hôm nay không thích hợp mặc áo sơ mi để tôi giúp cô chọn đồ nữ tạo hình đối với việc cô lựa chọn bộ đồ duy nhất một màu không dễ dàng tha thứ liền đi thẳng đến giá áo lấy ra một chiếc áo sơ mi không tay bó sát có in hình lá sen một cái quần đùi màu trắng một cái thắt lưng nhỏ màu đỏ cùng một đôi sang đan chiếc lá sen này có thể giúp ngực cô đầy đạn hơn tin tôi đi thử đi nữ tạo hình không cho cô thời gian do dự vội đem cô tới phòng thay đồ cũng không đến một phút phòng thay đồ phát ra một tiếng thét a à, áo sơ mi là bán trong suốt nữ tạo hình đột nhiên nhớ ra liền đem một phụ kiện màu đen bê cúp tiến đến phòng thay đồ a à, quần đùi quá ngắn eo với mông đều bị hở hết tả húc bấm bấm thái dương huyệt chỉ nhà tạo hình đi vào giúp cô ấy tốc chiến tốc thắng hắn nói chuyện đồng thời đã đổi ô phục cùng kiểu tóc nhìn rất ổn nữ tạo hình cùng lương ưu tuyền ở phòng thay đồ suốt 10 phút rốt cục cũng đại công cáo thành a à, nhìn nửa trên của lương ưu tuyền không phát dục như thế nào lại được một đôi gò phi thường hơn nữa đi giày cao gót lại càng làm chân thon dài đều đều. Đã thế, mấy phụ kiện kia cực kỳ hợp với ngũ quan lương ưu tuyển khi cô cười. Nhưng tả húc nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không hài lòng. Hắn nhíu mày, mấy người làm cái gì thế? Vì sao đem cô ta ăn mặc giống như nữ nhân vậy? Hai nhà tạo mẫu nhìn nhau, mặt họ tạo hình như một viên ngọc thô chưa được mài giũa mà. Tổng giám đốc thế nào lại tức giận? Lương yêu tiền ngược lại không cho là đúng, bởi vì cô cũng nhận thấy bản thân không được tự nhiên. Bất quá, cô không nghĩ tới, tả húc lại đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kỳ quặc, thư ký liền ra mặt giải vây. Tổng giám đốc lần đầu ra mắt, mời ngài vào dạp. Tả húc nhìn thời gian, tức giận xuống xe. Lưng ưu tiền theo sát sau đó, nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, như thời mất đà bám vào lưng tả húc. Tả húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô, bỗng tách tách mấy tiếng, kèm theo đèn flash. Bất quá, hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì quả là khó khăn. Lương ưu tuyền thấy tà húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai, liền chủ động xếp tay hắn, nhẹ dòng an ủi. Đừng khẩn trương, vô luận tí nữa có gì phát sinh, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có người uy hiếp anh, nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp, thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị bắt. Hơn nữa, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh. Tả húc vô lực hạ bà vai, lưng ưu tiền vẫn như trước cảnh giác, sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật, thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp tả húc Hắn một tay thọc túi quần, thần thái uy nghiêm. Lưng ưu tiền mặc một bộ trang phục thế này, nhất thời an tâm, bởi vì bình thường cô luôn giống như một nam nhân bà với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra phóng viên a tả tổng giám vị mỹ nữ này là bạn gái ngày sau phóng viên b xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu phóng viên c mọi người vẫn thường bàn tán về giới tính của ngài hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao phóng viên d ngài hôm nay sẽ nhân buổi ra mắt mà tuyên bố đính hôn sao đầu tiên lê này là lần đầu ra mắt phim Thỉnh các vị phóng viên đem trọng điểm đặt ở phim nhựa, chứ đừng là đặt ở người. Tiếp theo, tôi không phải nghệ sĩ, đăng lên mặt báo cũng chẳng được ích lợi gì. Tả hút cầm tay của nữ phóng viên, hùng hồ dọa người hỏi. Nắm tay thì là tình nhân sao? Tôi đây nhiều người tình huống muốn dùng xe tài trang. Ngự tất, hắn đeo kính dâm, để lại một cỗ băng thiên tuyết địa lan tràn. Lương yêu tiền hoàn toàn không để ý đám phóng viên đang bàn tán chuyện gì, cô tỉnh táo quan sát hội trường nhất là từng lối vào lô ghế bíp ở lầu 2. chỉ e sợ mỗi chỗ lại có một viên đạn bay ra ám sát tả húc đợi mấy vị đạo diễn đã ổn định ánh đèn trong sạp mờ dần tả húc cùng mấy người cộng sự ngồi xuống hàng ghế đầu tiên bắt đầu hiện ra tiêu đề phim tình yêu là chiếc răng khôn lương ưu tiền thấy tả húc đang tập trung quan sát phim liền chọc chọc hửu tay hắn đối phương không nói anh nghe phương thức liên lạc sao cùng so với phóng viên lắm chuyện quá đối phương ở tối anh ở sáng chúng ta tuyệt đối không được coi thường a à, vừa rồi quên nói cho cô đối phương đã thay đổi quyết định đã hủy bỏ cuộc hẹn hắn không chút để ý nói nghe xong lương yêu tuyền lại thở phào nhẹ nhõm kẻ địch rất xào hoạt vậy mà lại lựa chọn điểm gặp mặt là giạp hát lỡ như có biến cố cục diện rất khó khống chế gửi tin nhắn hay là có người truyền lời Nói cô cũng không hiểu Còn có, cô có biết phép tắc không hả Cầm nói to khi ở sạp Tả húc đánh đòn phủ đầu nói Cảnh cáo giải trừ Nhập ra thì phải tùy tục Xem phim thôi Tình yêu vì sao là giang khôn Lừng yêu tuyển thì thảo tựa nói Không nghĩ tới Ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp Người đó cười nói Giang khôn là nhân loại 16 tuổi Sau khi chậm rãi giải ra răng nanh Nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ Giang khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trường Chính như tình yêu Sớm hay muộn Hội buông xuống mỗi người một cái trên người Nhưng không ai không thể đoán được Này quả giang khôn Là nên nhổ Vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành Lương yêu tiền gật đầu cảm ơn Cũng không biết người này đúng là biên kịch Cô hồi tưởng lại mối tình đầu của mình Lầm chí bác cũng từng ngỡ hẹn Sẽ yêu cô cả đời Nhưng thực tế chứng minh Tin tưởng lời hứa đó thì đúng là quá ngu ngốc. Sự hấp dẫn có thể tạo nên tình yêu, nhưng cũng có sự hấp dẫn khiến hai người cái gì cũng không phải. Trên đường trở về bệnh viện, Tả Húc cùng lưng Ưu tiền không nói chuyện với nhau, mỗi người ở một trạng thái riêng, tâm tình phức tạp. Hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi, lưng Ưu tiền nằm trên giường như không ngủ được, thấy Tả Húc cũng mất ngủ, liền quay qua nói chuyện phiếm. "Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân Nhưng không hề xâm phạm cô ta Cô nói là vì sao Tả húc nhìn trần nhà Có chút bối rối lại không ngủ được Lương yêu tiền biết rõ Hắn đang nói đều mình Mắng mình không có chút mị lực Bất quá cũng phải nói lại Còn nữ nhân nào dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ đâu Lương yêu tiền tay thành hình chữ bát Nhắm ngay thái dương hắn Bởi nữ nhân kia có súng Đúng là cô là cảnh sát nhỏ ngây thơ Giữa trưa mấy hôm sau, điện thoại của tà húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương yêu tuyển thừa dịp hắn đi toilet, liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, oh, 48 của gọi nhỡ, tình người gọi là một chữ D. Lương yêu tuyền vốn định sao chép số điện thoại, nhưng tà húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước ừ, chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, tà húc sốt cuộc cũng cầm vải di động lên, hy vọng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại lương ưu tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của tả húc vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên giống như mùa xuân ấm áp đang đến lương ưu tuyền đã nhiều ngày quan sát tả húc không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn thì lảng tránh ghét bỏ. Tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, nhưng tóm lại, nhân phẩm không tốt. Lương yêu tuyển không khỏi nheo mắt, hiện tại hắn nhìn ôn nhu thế kia, rốt cục là do đâu? Cô chợt hoảng hốt, cái nữ nhân đang đi vào bệnh viện kia, dù có trái thành cho cô cũng nhận ra được. Cô ta vẫn quyến rũ như trước, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin, chính là hồ ly tinh, tiểu hồng. Tiếu Hồng đến văn phòng của vị hôn phu Lâm Chí Bác Hai người đã hẹn nhau sau khi hết giờ sẽ cùng đi chọn áo cưới Chẳng qua cô ta tới sớm hơn 10 phút liền ngồi ở bàn công tác chờ Nhưng là ánh mắt Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại ở trong hồ sơ đặc biệt là cái trên cùng Trên bộ hồ sơ đó có ghi lương ưu tuyển Tiếu Hồng tuy đã tuyệt giao với lương ưu tuyển nhiều năm nhưng đối với cuộc sống của ưu tuyển vẫn biết rất rõ Nguyên nhân là cô ta cười trừ vì thế cô dựa theo bệnh án tìm đến phòng bệnh lương yêu tuyền đang nằm các y tá ở quầy tiếp tân biết tiểu hồng là vợ sắp cưới của bác sĩ lâm cho nên giản xếp để cô ta tự mình đi thăm các phòng bệnh lương yêu tuyền tôi thật sự đã coi thường cô rồi cô lại nghĩ đến biện pháp giả ngay giả dại này để tiếp cận lâm chí bác sao tiểu hồng khẽ nhách cằm giải bước đi vào trong phòng dùng gót giày đá cửa phòng lương yêu tuyền hạ tờ báo xuống nhìn thiếu hồng đang hừng hực khí thế tình huống này là sao đây cô rõ ràng là người bị hại còn không thèm mắng cô ta hoành đao đoạt ái thiếu hồng ngược lại còn tìm đến hung hăng truy hỏi cô bệnh viện tâm thần hoan nghênh cô mau làm thủ tục nhập viện đi lưng ưu tuyền lại giơ tờ báo lên cô thà đọc quảng cáo điều trị bệnh phù chân còn hơn là nhìn khuôn mặt xấu xí của thiếu hồng thiếu hồng giận dữ bước lên phía trước lật tờ báo trong tay lương ưu tuyền cô muốn làm rõ một chuyện sau tôi không có xin lỗi cô bởi vì từ đầu tôi cũng không phải người thứ ba từ ban đầu người trong lòng chí bác vốn là tôi nhưng lúc ấy tôi cự tuyệt nên anh ấy mới theo đuổi cô không tin cô cứ đi hỏi anh ấy đi lương ưu tuyển chừng mắt thoáng có chút mộng mị hay là nói một cỗ lửa dần giữ ở ngực nhưng không biết nên làm thế nào để phun ra cho nên lương ưu tuyển ngăn không cho ngón tay run run cô đang tức giận vô cùng đầu óc hoàn toàn trống rỗng không đúng không xem là phẫn nộ chính xác thì phải nói là nhục nhã tiếu hồng cười cười cô có lẽ chưa biết tôi sẽ cùng chí bác đầu năm kết hôn cho nên cô không cần tiếp tục làm mấy chuyện ngu xuẩn ngoan ngoãn trở về làm cảnh sát đi lương yêu tuyền cũng không biết mình bị làm sao nhưng cô nhất quyết không được khóc đương nhiên nước mắt cũng không phải nhờ lâm chí bác mà rơi ra mà là vì suốt 10 năm làm bạn, từng hứa suốt đời làm bạn với nhau. Nhưng sau khi những sự việc kia phát sinh, tuy cô rất hận Tiếu Hồng, nhưng cũng không cùng cô ta tranh giành gai gắt. Dù sao, loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Lương yêu tuyền chỉ là vẫn không hiểu được tình yêu đến cuối cùng là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc hay là chất độc sược có thể phát tác bất kỳ lúc nào. Thứ tình yêu giả dối đó là do tôi ngu dốt mà tin tưởng. Nhưng tình bạn hữu nam xưa cũng là giả sao Tiểu hồng cô làm tôi ghê tởm Cô lập tức cút đi cho tôi Đừng ép tôi đánh cô Lương yêu tuyển cúi xuống cọ mũi Vì loại người này mà khóc Thì thật quá hoang đường Tiểu hồng mặt không biến sắc Thổi thổi đầu ngón tay cười nịnh nói a à, lúc trước cô hung hăng tát tôi một cái Hại tôi ô tai một tuần Từ lúc ấy đã thề rằng Nhất định phải bắt cô trả giá Cô là cảnh sát thì sao nào tuổi cuối năm có giấy phép luật sư rồi cảnh sát đánh thường dân kết cục thế nào cô nhất định biết rõ cô ấy là bệnh nhân tâm thần giết cô cũng không bị tính là phạm pháp tả húc đứng ở cửa cười nói hắn đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi lương yêu tiền giật mình không nghĩ tới tả húc lại là người giúp mình giải vây cô tự giác thấy cảm động lương ưu tiền không thể không thừa nhận cô thuộc loại người có thể đánh nhau nhưng lại hoàn toàn không biết cãi nhau tiếu hồng không nói nữa quay lại nhìn người vừa phát ngôn thấy tả húc ngũ quan xinh xắn liền sửng sốt hai giây lại nhìn đến y phục của tả húc cô không khỏi miệt thị cười à anh già cũng là người có bệnh với vấn đề thần kinh như vậy mà vẫn muốn can dự vào việc của người khác sao à thực xin lỗi anh có hiểu tôi đang nói gì không thế tả húc ra vẻ ngốc nghếch nghiêng đầu ôi xin lỗi tôi quả thật không hiểu thú ngữ mời cô lần sau dùng tiếng người nói chuyện với tôi được không? Linh yêu tuyền cười một tiếng, người này quả nhiên độc miệng. Tiểu hồng mặt chuyển thành màu đỏ. Nhìn anh bộ dạng như vậy, không ngờ cũng thuộc dạng đàn đồn. Tả hút giơ tay, à, thì ra cô cũng nói tiếng người à, những lời này tôi nghe đại khái hiểu. Cô đàn đồn lại tức giận đến mức thiếu máu lên não phải không? Cần cấp cứu sao? Đợi chút. Nói xong, hắn đi ra hành lang hét lớn. Hộ lý, có người tự dưng bị đần đồn đang muốn té xỉu, mau tới cứu người. Xoài ca kêu gọi, đám y tá làm sao có thể mắt điếc tai ngơ, hùng hục lao đến phía phòng bệnh. Baby à, người nào đần đồn rồi bạt mép cần cấp cứu. Y tá hướng tả hút cười. Ừ, tả hút nhách môi cười chỉ tiếu hồng. Tiếu tiểu thư, có chuyện gì? Nhóm y tá trừng to đôi mắt nhỏ, không khí gì thường xấu hổ. Tiếu hồng tức giận đến hoa dung thất sức hướng lưng ưu tuyển đang vui sướng khi thấy người gặp hoạn nạn buông một câu chuyện của tôi với cô khi khác sẽ tính tiếp hừ nói xong cô ta tranh qua đám y tá kia vội rời đi một màn hài kịch rốt cuộc đã kết thúc nhóm y tá ban nãy quay lại phòng tiếp tân tả húc lại từng bước khép cửa phòng lại hắn tự lấy cho mình một ly cà phê nằm trên giường xem tin tức tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh lưng ưu tuyển suy nghĩ nửa ngày rốt cục cũng nói một câu này cảm ơn anh không khách khí Tả húp biểu hiện thật sự thong rong lưng yêu tiền gãi gãi đầu khó khăn mở miệng anh giúp tôi phân tích một chút đi vì sao cái gì tôi làm cũng đều thất bại như vậy cô cũng thấy đấy tôi với ai cũng đều cay nghiệt cửa sao bọn họ vẫn phục tùng tôi bởi anh có thể giúp họ kiếm tiền đúng người đối người luôn vì lợi ích cô ở trong mắt cô ta với anh ta chính là người không có giá trị lợi dụng. Lương yêu tuyền cân nhắc thật kỹ. Không đúng, tình yêu cùng tình bạn chính là mối quan hệ không có lợi ích mà. Lợi ích về mặt tinh thần, hiểu chưa? Cô lúc trước yêu lầm bác sĩ không phải là nhờ thích vẻ ngoài của anh ta sao? Nội tâm anh ta lẽ nào cô thật sự hiểu được? Cô cùng cô gái kia trở thành bạn bè bởi vì muốn có người cùng tán gẫu, cùng bổ sung cho khuyết điểm của nhau, cùng đi dạo phố. Bọn họ không cần cô còn có người khác cần cô không cần vì thiếu đi mà phải hối hận dù sao mấy người cũng đã lợi dụng lẫn nhau trên phương diện tình cảm tả húc nhấp một ngụm cà phê cà phê hòa tan thật khó uống ngụy biện tuyệt đối là ngụy biện nhưng là cô lại không phản bác được phút chốc lưng ưu tiền nhảy xuống giường hít thở thật sâu đánh ra một bộ quân thể quyền tả húc đang cầm laptop liền ngồi sát vào tường tầm mắt dừng lại ở bức ảnh hắn cùng lương yêu tuyền tay trong tay trên thảm đỏ tiêu đề thực chói mắt vương bài tổng giám đốc nãi đường bí mật cùng bạn gái tham gia lễ ra mắt phim mới có hai giờ ngắn ngủi mà lượt xem đã lên đến mấy chục vạn lần tả húc len lén trừng mắt liếc lương yêu tuyền nhờ ơn cô ta hắn lại thành tiêu điểm rồi chẳng qua hôm đó hắn cũng không để ý lắm đến cách ăn mặc của lương yêu tuyền Giờ có thời gian nhìn lại thì đúng là Chân rất dài, ngực cũng rất nhỏ Nói thật, hắn đối với các loại nữ nhân trang điểm có phần nhàm chán Huống chi, trang điểm thì là mỹ nhân Nhưng khi không trang điểm lại thành người qua đường Thậm chí, ngày nay đến những người không trang điểm mà xinh đẹp Thì cũng có khi là đi phẫu thuật Một một không, cô có thể đi biểu diễn đường phố được rồi đó Lương yêu tuyển vừa vặn đánh tới chiêu thứ 16 trong quân thế quyền kích eo khóa cổ dứt khoát xông lên phía trước một bước lấy ghìm tả húc lại để luyện tiếp tả húc bị đánh bất ngờ thảm thiết kêu lên một tiếng mỉ quật xuống một bên giường phùng mồm trợn mép hẳn rõ ràng là bị đánh oan hắn là đang khen ngợi lương ưu tuyển cơ mà đấy là chưa nói đến biểu diễn là đã đánh giá cao lắm rồi đấy tôi có phải rất vô dụng không đối mặt tiếu hồng khiêu khích tôi một câu bật lại cũng không có lưng yêu tuyền nửa quỳ ở trên giường một tay gắt gao hiểm cổ tà húc một bên thật chán nản nói tà húc lùi về phía sau gập gập cổ thử xem độ mềm dẻo nói lời bình. a à, a à là sao cúp lưng yêu tuyền vẻ mặt đen sì vứt hắn xuống đất lại đạp cho hắn ba cái trước khi đến căng tim liền nói cho hắn tỉ đây không có gánh nặng của một nữ nhân trong phòng ăn lưng yêu tuyền còn chưa cắn được một miếng bánh bao Lâm Chí Bác đã ngồi xuống trước mặt cô. Tiểu Tiền, anh thay mặt Tiếu Hồng xin lỗi em. Lâm chí Bác thái độ thành khẩn, tuy rằng Tiếu Hồng ra mệnh lệnh cho hắn tránh xa Lương Ưu Tiền, không cho cô ta có cơ hội quyến rũ, nhưng hắn không nghĩ mục đích của Lương Ưu Tiền khi đến đây, lại như Tiếu Hồng nói. Dù sao cũng nhờ Tiếu Hồng nói, hắn mới biết Lương Ưu Tiền là một cảnh sát hình sự. Lương Ưu Tiền nghĩ đến lời Tiếu Hồng, cảnh thấy khuôn mặt Lâm chí Bác trở nên dối trá cô bỏ miếng bánh bao xuống nói đều đều hai người cho tôi một khoảng bình yên được không đúng rồi chuyển lời cho tiếu hồng cảm ơn cô ta đã cướp anh đem đi lâm chí bác thở hát xa em có biết điểm nào của mình khiến đàn ông không chịu nổi không lương yêu tiền nhún nhún vai rửa tay lắng nghe em thật sự quá mạnh đương nhiên mạnh không phải điểm xấu chỉ là những việc con trai muốn dùng để thể hiện sức mình thì toàn bị em làm mất Ví dụ như lúc sơn tường cũng thế, anh vẫn còn đang loay hoay tìm cách pha nước sơn thì em đã sơn xong rồi. Mọi việc cứ như thế, khiến anh cảm thấy mình là người dư thừa. Lâm Chí Bác đẩy gọng kính, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn muốn nói ra, nhưng em đến một cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh. Tôi có thể làm được thì sao phải nhờ ai giúp đỡ? Anh cho rằng tôi giỏi sơn tường sao? Nhưng lúc ấy, anh cũng đang lúc thi nghiên cứu Lương yêu tiền đập bàn đứng lên Muốn nói nhưng lại thôi Được rồi, lúc chia tay thì sẽ có rất nhiều lý do Tốt nhất anh nên quản chặt vợ chưa cưới của mình Nếu lần sau cô ta còn tới làm phiền tôi Tôi sẽ cho cô ta đi nằm viện Nói xong, cô quay người rời đi Em lúc nào cũng như thế này Cứ không vừa ý là lập tức phát hỏa Cũng không chịu tự mình tỉnh ngộ Bạn trai ở trong mắt em Đến từ cùng là cái gì Khi chuyện của anh với Tiếu Hồng vẫn còn mập mờ em đã không nói hai lời quyết định chia tay có cho anh cơ hội cứu vãn mọi chuyện sau anh đứng dưới nhà em để xin lỗi em té nước nổi anh đi anh gọi điện thoại em cũng không chịu tiếp anh ở trong mắt em là vật có cũng được mà không có cũng không sao phải không ngay lúc anh bởi vì mất em mà đau khổ chính tiếu hồng ở bên anh an ủi em chính là một bước đem anh bước cho tiếu hồng lâm chí bác gào to hắn bất chấp những bệnh nhân đang ngồi xung quanh chỉ muốn nói cho rõ ràng lưng yêu tuyền đưa lưng về phía hắn không thể quay đầu lại càng không thể cãi lại hắn vấn đề của cô là như thế cô không thể cái gì cũng nhờ vào bạn trai biết rõ chính mình không nên quá mạnh mẽ nhưng cá tính không cho phép cô đời này tuyệt đối không làm người thứ ba cũng tuyệt đối không tiếp nhận một người yêu đã có quan hệ mập mờ với một cô gái khác vẫn là câu nói để cho người thứ ba xen vào thì dù nói cái gì đi chăng nữa thì cũng đều là nhảm nhí trên đường trở về phòng lưng yêu tuyền bóp bóp bụng bị lâm chí bác làm phiền ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn cô chạy đến quầy bán đồ ăn vặt của bệnh viện mua hai hộp mì ăn liền mua cho cả tả húc lúc cô đẩy cửa phòng ra liền thấy tả húc nhanh chóng đóng máy tính lại hành vi mờ ám lén lén lút lút anh vừa làm gì lương yêu tuyền hồ nghi hỏi cô quả nà anh nói lại lần nữa xem kiểm toán nói dối tả húc vừa muốn tắt nguồn lương yêu tuyền đã nhanh chóng gướp lấy máy tính mở ra xem cô nhìn thấy tại topic tên bạn gái thần bí của nãi đường trong buổi ra mắt phim có mắt lé nói chân tướng bình luận như sau nãi đường có mù mắt mới đi coi trọng nữ nhân này mà cô ta có thể coi như nữ nhân sao trước sau như một tivi màn hình phẳng à tôi nhớ hình như đã gặp cô ta ở bên thái lan thì phải lưng yêu thuyền nhìn xuống bình luận kia vẫn còn ở khung bình luận chưa kịp gửi đi mắt lé nói chân tướng chính là nick của tả húc lưng yêu thuyền dùng mắt còn lại quét đến thì thấy tả húc đang muốn chuẩn đi theo đường cửa sổ liền nắm chặt ống quần hắn mặc kệ hắn dãy sụa vẫn kiên quyết lôi hắn đến toilet khiến tả húc ôm đầu chờ bị đánh lại nghe đến xoẹt một tiếng Linh yêu tiền mở rộng cổ áo Mở con mắt chết tiệt của anh ra Chỉ đây rõ ràng có ngực Tả húc bám vào cánh cửa như bạch tuộc Hàn cả giọng kêu Tôi không xem, cứu mạng, cứu mạng Có người vi lễ Lương yêu tiền khoái miệng khẽ nhách Kéo đầu hắn ra buông mi mắt của hắn Không muốn xem, cũng phải xem Tả húc cứ nghĩ Trước mắt mình sẽ xuất hiện Hai tiểu chân trâu Nhưng không ngờ chiếc mắt là chỉ có phần trên của chiếc áo lót màu trắng nói tóm lại cũng là có ngực này hoặc là đừng cười hoặc cười hoàn toàn như thế này là cô có ý gì có biết mấy hành vi như thế này là lãng phí thời gian người khác không hả hắn nghiêm túc hỏi đương nhiên kiểu nói đó lôi theo hậu quả chính là mặt mũi bầm dập bước ra ngoài toilet Tết Trung Thu là lúc gia đình đoàn tụ gặp gỡ người thân bạn bè các hộ lý vì chăm sóc bệnh nhân nên không thể về nhà, cho nên bệnh viện hàng năm tổ chức một bữa tiệc liên hoan, quẩn ma loạn vũ, để bọn họ không cảm thấy cô đơn. Mở đầu party, một bệnh nhân đã 10 năm nhập viện vậy mực múa bút. Trong không khí náo nức tưng bừng của Tết Trung Thu, đột nhiên lại ra câu đối. Vế trên, hàng Nga buôn nguyệt vì trường sinh, vế dưới, thỏ ngọc bôn nguyệt vì hàng Nga, hoành phi, củ cải trắng đời ta với mọi người bệnh vỗ tay, thật hay lắm, tuyệt hay. Lần này viện có ngoại lệ cho phép bệnh nhân tâm thần phân liệt tham dự buổi tiệc tối. Đương nhiên bao gồm số 110, lương ưu tuyển và số 438, Tả Húc. Không có lễ phục tôi không đi. Tả Húc ôm cửa nhất định không chịu tham gia. Hắn không thích chèn chúc trong một đám người điên ăn bánh trung thu đâu. Nghe lời. Đêm nay còn có múa hát biểu diễn nha có số 177 nhảy điệu lắc mông đấy nha. Y tá ôm thắt lưng tả húc, cố gắng lôi hắn ra hành lang. Có ai đó muốn xem? Tả húc cố gắng hít hít không khí. Số 117 chính là cái tiểu nguyệt nguyệt bẩn thỉu nấm mốc để mình kia chứ gì. Ngày lúc tả húc đang cùng y tá nọ sảng co, lưng yêu tiền cầm một cái bánh trung thu quay lại phòng. Cô hướng tả húc ngoác ngoác ngón tay. Nhanh ra đây, viện trưởng kêu anh lên sân khấu biểu diễn thật ra thì không phải thế, cô chỉ là thấy tả húc có vẻ khó chịu nên muốn làm hắn vui vẻ mà thôi. Còn cái bánh trung thu trong tay cô chính là do viện trưởng lén lút đưa cho cô, chính là bánh làm từ đạo hương thôn. Tả húc vội bỏ tay ra, cũng kỳ quái. Hắn trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại thực sự rất sợ lương ưu tuyền. Khi bọn họ đi vào hội trường liên hoan, nghe thấy các loại tiếng kêu vang lên tả húc tưởng như mình đang ở sở thú trên sân khấu một người đàn ông đang biểu diễn ảo thuật bằng bài tây mà này thật ra rất quen chính là cho một khán giả lên bóc bài sau khi khán giả đó nhớ kỹ con bài mình vừa bốc liền đặt lại bài vào chỗ sau cùng nhà ảo thuật sẽ nói ra quân bài người đó đã bốc được thật ra thì ý tưởng là như thế nhưng người bốc bài lại không nhớ mình vừa bốc được con gì nghe thấy nhà ảo thuật nói là tám bích cũng vội che miệng liên tục giơ ngón tay cái mà dưới sân khấu một đám người sôi nổi vỗ tay tả húc đứng ở góc tường vẻ mặt ngây dại nói thật buổi tiệc cuối năm của công ty cũng không náo nhiệt như thế này lưng ưu tiền cầm bánh trung thu đưa cho tả húc bánh trứng cho anh một nửa đó tả húc nhẹ nhàng lắc đầu lạy chúc miễn đi đêm nay tập đoàn tinh hòa đã cử từng bộ phận đi tham gia các loại tiệc tùng đúng ra hắn phải đến đài truyền hình để bàn bạc về vấn đề quảng cáo, nhưng cuối cùng lại bị chết dí ở đây với đám người này. Đại tỉ à, cho tôi về phòng ngủ đi được không? Hắn nhìn về người đã ngăn cản không cho mình đi. Lương yêu tuyển quy định cho hắn phải tham gia toàn bộ các hoạt động tập thể. Dựa theo cách cô nói, thì là như thế cho tiền, chứ cô không rảnh giám sát hắn. Cô còn phải xem biểu diễn nữa. Lương yêu tuyển đứng bên cạnh nghe thế, liền cười đến ngửa tới ngửa lui, sau đó nhìn tả húc trừng mắt ngủ cái gì mà ngủ anh nên đi lên đó biểu diễn đi tôi không biết ca hát cũng chẳng biết khiêu vũ hơn nữa ở đây cũng có trả tiền công biểu diễn đâu anh là diễn viên cơ mà tôi trước đây có xem qua phim của anh anh ở đại náo thiên cung đóng vai na cha còn gì ở dưới chân có cái gì đó hình như là vèo vèo cái mà có thể đi trên mây với phát xạ ánh sáng thực xin lỗi nếu cô nói đến cái ở dưới chân na cha thì nó gọi là phong hỏa luôn ạ à. tả húc tạc lưỡi nếu hắn thật sự có cái vèo vèo đó việc đầu tiên hắn làm nhất định sẽ là đá bay tiểu quái thú lương ưu tuyền lão viện trưởng hiền lành ở trên sân khấu vẫn nhìn lương ưu tuyền ông tuy không biết lương ưu tuyền là cảnh sát nhưng cũng thật lòng thích cô gái nhỏ này cô là một người rất tốt bụng đôi khi còn giúp ông xử lý câu chuyện nữa tiểu tuyền cháu cũng lên biểu diễn một tiết mục đi ha, ha. lương yêu tuyền lưng cứng đờ nhìn viện trưởng xô xô tay tả húc trong mắt xảy qua một tia xảo hoạt ông trời không phụ lòng ta cuối cùng thì cũng có cơ hội trả thù lương ưu tuyền rồi vì thế hắn bất ngờ nâng lương ưu tuyển lên kẹp trên vai thoáng một cái đã đặt cô lên sân khấu lương yêu tuyền hạc sữa bầy gà đứng ở tiêu điểm hứng chịu ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người lương yêu tiền trừng mắt nhìn tá hút một cái viện trưởng nhanh nhẹn đem micro đến cho cô hướng cô vỗ vỗ tay lương ưu tiền không muốn mọi người thất vọng thoáng nhìn thấy cái bàn gần gần đó liền chỉ đạo mọi người đem cái bàn này đặt xa xa một chút cảm ơn ạ. À. đám bệnh nhân dưới kia căn bản không có để ý tùy đã mang cái bàn đặt ra ngoài thật nhưng cuối cùng lại cùng nhau lan lộn trên bàn không chịu rời đi lương ưu tiền gập gập cổ xoay cổ chân lắc cổ tay đột nhiên một màn kinh người xuất hiện cô liên tiếp lộn cú mèo sáu cái về phía sau rồi vững vàng đứng trên sân khấu nghiêm trang vững vàng màn biểu diễn siêu khó kia khiến toàn hội trường khiếp sợ lần lượt từng người ổ lên vợ ơi vợ mau đến xem thần tiên namo a một người quỳ xuống cùng bản thân của mình dập đầu vái lạy tả húc hơi hơi nhách mép võ đoàn nếu tìm cô ta biểu diễn không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền nữa. Mấy cái phim võ thuật hay thần thoại thì càng khỏi phải nói, cô ta hoàn toàn có thể diễn các vai yêu ma quỷ quái. Không chừng sau này, người ta sẽ không giả đám trẻ con bằng ông ba bị nữa, mà thay bằng các vai diễn của lưng yêu tuyển cũng nên. Lưng yêu tuyển đắc ý nhún vai, vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, sau đây tôi sẽ vì mọi người mà hát một bài. Khủ khủ. Mà khi cô chưa bắt đầu hát, nhưng ánh mắt sùng bái lập tức biến mất mọi người lập tức lấy cớ đi vệ sinh để đứng dậy viện trưởng bệnh tim lại sắp tái phát vội dẹp tất cả sang một bên hỏa tốc đem lưng yêu tuyền xuống dưới sân khấu im lặng im lặng tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay xin mời diễn viên đại tài của viện chúng ta người đó đêm nay sẽ vì mọi người mang đến ba tiết mục thật vô cùng hãnh diện xin mời nãi đường của viện ta kẹo mạch nha lên sàn kẹo mạch nha cố lên Nhóm y tá đồng loạt đứng lên, trong tay còn có mấy cái áp phích quảng cáo. Hứ, đừng tưởng rằng hàng nhái thì không có fan nhé, cứ trai đẹp là thế nào cũng có fan. Tả húc nhăn mặt, hóa ra chính mình mới là trung tâm buổi biểu diễn. Lương yêu tiền cười lạnh hai tiếng, đá đá trần tả húc. Có bản lĩnh thì anh lên biểu diễn đi. Màu thành khẩn khai báo. Cô đổi chác tôi lấy cái gì? Một cái bánh trung thu, nhưng vừa rồi cho anh thì anh không ăn, giờ có muốn cũng không còn nữa đâu lương yêu tuyền chỉ chỉ bụng cười khanh khách bốn phía tiếng hô ngày càng to tả húc một tay đặt dưới bàn mì mắt hơi khép bày ra một bộ dạng cực kỳ tao nhã trầm tư nếu hiện tại mình không lên diễn dám bị lương ưu tuyền đánh chết tươi lắm lương ưu tuyền thấy hắn bày ra bộ dạng như thế thuận chân đạp cho hắn một cái tả húc giật mình đứng dậy đi đến sân khấu trong khi tiếng vỗ tay vẫn không dứt bên tai Đầu tiên, tôi sẽ vì mọi người mà kể một câu chuyện rất thú vị như sau. Tả húc đột nhiên thật cao hứng, bỏ qua tâm tình nặng nề, thật nhẹ nhàng thong thả bắt đầu. Một đêm đông lạnh giá, có một cô bé rất đáng yêu vì tìm kiếm mẹ của mình. Ba la ba la. Kết thúc câu chuyện, cô bé kia chết cống trong băng tuyết. Giọng nói cùng cách biểu cảm của tả húc vô cùng cảm động, khiến cho ở phía dưới sân khấu sụt sùi tiếng khóc. Lương yêu tuyền khóe miệng run run, lấy tay lên lau nước mắt cô bé kia đáng thương quá còn bà nó hôm nay không phải tiết thanh minh sao lại kể chuyện này tả húc thấy vẫn chưa đạt được mục đích của mình hắn lập tức thay sang bộ mặt vui vẻ yêu cầu DJ đổi sang một bài hát sôi nổi hắn đeo kính râm cười nói được rồi được rồi mọi người sao lại buồn bã như vậy hôm nay là ngày vui cơ mà tôi sẽ biểu diễn tiết mục thứ hai vì mọi người sẽ bắt trước michael jackson trong toàn hội trường vang lên một hít nổi tiếng black o White không khí lập tức sôi động mọi người nghĩ hắn sắp thể hiện khả năng nhảy của mình nên ai cũng đều rất hào hứng đột nhiên tả húc nằm lan ra hai tay giao nhau trước ngực khẽ miệng hơi giơ lên bình thản nằm giữa sân khấu kẹo mạch nha màu nhảy đi chứ hết nhạc lên rồi kìa ôi xin lỗi tôi quên nói tôi bắt chiếc michael jackson sau khi ông ấy qua đời. Tiết mục thứ ba là Đi xuống đi xuống, anh chiếm mất 12 phút 48 giây rồi. Đúng ra trong khoảng thời gian này, tôi có thể kiếm được mấy triệu đô la rồi. Anh mau lùi xuống mà lấy lòng đựng cơm đi, anh bị công ty chúng tôi khai trừ. Một người bệnh trước đó làm về kinh tế tài chính chỉ chỉ, trên cổ tay có vẽ ra một cái đồng hồ Rolex. À, thế thì tôi không làm binh ghét chậm trễ nữa vậy. Tả cúi đầu, không nhìn bốn phương tám hướng chuyển đến các loại chừng mắt lại liên tục cúi người tránh những chiếc xép đang bay đến mặt vẫn mỉm cười lui xuống viện trưởng lau lau mồ hôi nhỏ giọt cười gượng hai tiếng khiêu vũ đi mọi người chuyển cái bàn đi khiêu vũ khiêu vũ một giai điệu duyên dáng vang lên lập tức nam nữ thành nhóm đều bị say mê trong đó lương yêu thuyền tò mò nhìn hắn này nếu anh không bị đuổi xuống thì tiết mục thứ ba anh sẽ biểu diễn cái gì? Hả? Tả húc dự tính ngay tiết mục thứ nhất đã bị đuổi xuống, không nghĩ đến còn phải biểu diễn tiết mục thứ hai. Lúc này, hắn thấy một y tá đang đến gần, liền vội đứng dậy, hướng lưng ưu tiền chia tay ra. Nhảy điệu này đi. Lưng ưu tiền giật mình, tôi không biết nhảy. Tôi lùi cô tiến, đơn giản thế thôi. Tả húc kéo lưng ưu tuyền, một cái xoay tròn đã bước đến trung tâm hội trường. Lương yêu tiền chưa từng khiêu vũ, thận trọng cúi đầu nhìn chân Tả Húc di chuyển. Tả Húc nhảy từng bước hoàn hảo, mà cô nhảy cũng không ngờ mình vốn ngốc như thế lại nhảy chân chu như vậy. Khó tin nhất là Tả Húc không mắng cô ngốc nghếch, ngược lại còn thả chậm bước chân phối hợp cùng mình. Sau khi nhảy thành công một điệu, cô không khỏi kinh hỉ kêu lên: khiêu vũ rất tuyệt nha. Tả Húc cười như không cười nhếch môi lên, cười rất ôn nhu lương ưu tuyền vì thế mà sừng sốt đừng nói là dáng vẻ hắn cười lại quyến rũ như thế này chứ có phải có người uy hiếp anh không hay anh đang bảo vệ ai lương ưu tuyền không đầu không đuôi hỏi tả húc thu lại nụ cười không hiểu cô nói gì nữa chính là về đống vũ khí đó theo tư liệu điều tra được giả thuyết anh là chủ mưu xem ra không còn hợp lý nữa sáng nay lương ưu tuyển đã nhận được tin thông báo đem mục tiêu chuyển hướng đến cha nuôi của Tả Húc, cũng chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tinh Hỏa, Dương Lễ Trung. Dương Lễ Trung năm nay 65 tuổi, hắn trước khi thành lập tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, chính là một bộ đội đặc trùng. Tuy nói Dương Lễ Trung hiện nay định cư ở hải ngoại, nhưng hàng năm đều về nước từ 3 đến 5 lần, mà nhóm buôn lậu này có thể buôn bán cả ở Philippines, có đủ các loại súng phân biệt là súng lục ổ quay, tự động súng ngắn, đủ các loại súng ngắn. Bước đầu kết luận, súng đó tích trữ không phải nhằm mục đích bán, mà chỉ là hàng mẫu để giới thiệu. Tuy rằng cảnh sát tạm thời bài trừ khả năng sẽ xảy ra bạo động nhằm tranh cướp vũ khí, nhưng thu được đến ba loại súng siêu Việt lại toàn thuộc hàng buôn lậu như vậy. Án này nhất quyết không thể bỏ qua. cả hút nhún nhún vai. Nếu tôi không phải đối tượng bị tình nghi, thì khi nào các người mới để tôi về nhà? Tôi đang đợi anh nói ra sự thật đây tôi cũng chưa có nói anh không phải tòng phạm kỳ thật tôi sống ở đây cũng rất thoải mái tà húc hiếu khích cười nói anh lưng yêu tiền dừng lại buông tay tà húc ra cô vốn định quay về phòng bệnh nào ngờ đám người đang nhảy múa kia lại vấp lẫn nhau nên lần lượt té ngã lưng yêu tiền đứng gần đó nên không kịp né ra cô khẳng định nhất định sẽ bị ngã cho nên lúc ngã về phía sau còn tìm cách đẩy tà húc ra nào ngờ tả húc có ý định đỡ cô hắn nhanh nhẹn nắm lấy bả vai cô khiến hai người chuyển vị trí cùng ngã xuống tiếng kêu thảm thiết vang lên tả húc biết lưng ưu tuyền bị đè nặng nên vội tìm cách giảm bớt trọng lượng của mình xuống người cô đúng lúc này không biết thế nào lại sờ nhầm đùi lưng ưu tuyền hắn phản xạ né tránh nhưng trên người vẫn còn bốn năm người nữa đè lên hắn dưới tình thế cấp bách vội chống tay xuống tay dùng hết sức mềm mềm hình như không phải bà vai chỉ nghe lương ưu tiền thét một tiếng chói tai và bốp cho tả húc một cái tát vang rồi ánh trăng le lói chiếu sáng một người đang bất động lúc đầu nhìn bóng người sẽ tưởng người đó đang chống cảm suy tư nhưng nếu nhìn chính diện thì sẽ nhận ra được hắn đang ôm một bên má sưng đỏ đường đường là một tổng giám đốc thét xa lửa không ngờ có ngày lại bị một ma nữ cùng phòng đấm đá nếu tin này chuyển ra ngoài hắn còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa. đột nhiên một cái khăn mặt lạnh xuất hiện trước mặt tả húc. Trườm lạnh một chút. một cái tát sẽ không khiến anh dí chai đâu. đừng lo nữa. lương yêu tiền ngượng ngùng nhìn tả húc. bình thường người ta ngũ quan thanh tú như vậy mà giờ trên má in hẳn dấu tay của cô. cô không thấy mình cần xin lỗi sao? vì sao tôi phải xin lỗi? là tại anh chạm vào tôi trước mà. lương yêu tiền chỉ chỉ ngực. lúc ấy tay hắn vừa bóp vừa sờ, cho nên cô mới theo bản năng cho hắn một cái tát. Tả húc một tay trầm khăn lạnh, nhìn cô cười nhạt. Bao nhiêu nữ nhân ở trước mắt thoát y, tôi cũng chẳng có cảm giác. Cô nghĩ tôi muốn sợ cô chắc. Lương ưu tuyển bĩu môi. Đừng nói như thể mình là liễu hạ huệ. Tôi không tin nếu có phụ nữ cười đầu trước mặt anh mà anh không có phản ứng. Vậy cô cười thử đi, xem tôi có hay không phản ứng. Có phải anh thấy chưa bị tôi đánh chết? nên chưa thỏa mãn không? Tả hút nghiêng người về phía sau. Tôi muốn nói, cô nghe cho rõ. Tôi nhường cô không phải vì tôi sợ cô, mà là vì tôi là đàn ông. Lương yêu tuyển đang nằm im trên giường, bỗng nhiên xoay người đổi tư thế. Tả Húc lại tưởng cô ta muốn lao đến đánh mình, liền vội vàng bật trở lại giường. Lương yêu tuyển thấy hắn như chim sợ cảnh cong, không, không khỏi cười một tiếng. Sáu tuổi đã đi đóng phim giống anh, khẳng định từ nhỏ đã bị bạn bè bắt nạt tả húc nhớ lại ngày xưa hắn bận đến mức gần như không có thời gian tới trường những hôm hắn có mặt ở trường đều là những hôm có kỳ thi còn trường đại học thì cũng là trường dành cho những người nổi tiếng và giàu có đương nhiên không hề sung sướng ngạc nhiên đến mức la hét khi nhìn thấy hắn tổng kết lại cuộc sống của tả húc là muôn màu muôn vẻ lại là nhất thành bất biến này vì sao anh không tiếp tục là diễn viên quá vất vả à hay là vì đã kiếm đủ tiền rồi lương yêu tiền gấp quấn tạp chí lại cười tủm tìm nhìn hắn tả húc kín đáo cười vậy sao cô lại làm cảnh sát là vì thấy cuộc sống quá an nhàn nên chán hay là vì cảm thấy mình sống đã đủ lâu rồi nếu muốn biết bí mật của người khác thì trước hết phải nói ra bí mật của mình đã cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau ông nội tôi là tranh án mà tôi là trưởng giám ngục cho nên tôi đương nhiên phải đi làm cảnh sát. Cái này gọi là mở dây chuyền phục vụ. Được, giờ đến viên anh nói. Tả Húc nhấn mày, xem ra cô gái này tuy nhỏ nhưng già thế cũng không nhỏ đâu. Mỗi ngày đứng trước máy quay để diễn cuộc đời của người khác là không có ý nghĩa. Tả Húc tìm đại một lý do, qua loa cho xong. Lưng ưu tuyển nghiêng đầu nhìn hắn. Trước lúc tiếp cận tả Húc, cô đã điều tra hắn. Thậm chí, còn từng một lần xem phim của hắn. Không thể không nói, diễn xuất của hắn cực kỳ biểu cảm. Không ai có thể không cảm động, chính là một diễn viên thiên tài, hoàn toàn không giống với một số diễn viên thần tượng hiện nay, chỉ có khuôn mặt đẹp, chứ không có tài năng. Lương yêu tuyền còn nhớ rõ, trong buổi ra mắt lần trước, cô chú ý thấy trong lúc đang chiếu phim, bất kể xung quanh có ồn ào cỡ nào, tả hốc cũng không để tâm dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào diễn xuất của các nhân vật. Nếu có người nào diễn hay, hắn tuyệt đối không keo kiệt mà vỗ tay ca ngợi. Tôi có thể nhìn ra được, anh vẫn rất yêu thích nghề diễn viên. Tả hút khóe miệng mỉm cười, hắn không nói gì, chỉ quay lưng lại phía lương ưu tuyền. Lương ưu tuyền thò người ra nhìn lại. Yêu thì nói yêu, không yêu nói không yêu, có gì mà không dám nói. Càng khó hiểu hơn, sao cô lại có cảm giác hắn đang rất buồn. Tả hút, anh đói à, muốn tôi đi lấy cho anh bánh trung thu không? Lương ưu tiền tuy không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố tốt bụng. Đói, tôi muốn ăn bánh đậu cùng ngũ nhân, tốt nhất là thêm một ly cà phê nữa, cảm ơn. Lương ưu tiền suy sụp hạ bả vai, mình mẫn cảm quá rồi, hắn thật sự không hề buồn bã gì hết, ngược lại, đang rất sung sướng là đằng khác. Một lúc sau, Lương Yêu Tuyền lẻn vào văn phòng của viện trưởng. Nhân lúc ông đang ngủ, liền lấy trộm một hộp bánh trung thu rất to. Trên đường khiêng hộp bánh quay về phòng, lúc đi ngang qua sân cỏ, Lương Yêu tiền vô tình nhìn thấy mặt trăng vừa to vừa sáng. Cho nên cô đứng ở ngoài cửa sổ, gọi Tà Húc cùng xuống ngắm trăng. Tả Húc lười không muốn đi, nhưng thấy Lương Yêu Tuyển rơi nắm đắm lên, thì đành thở dài bước xuống. Dưới gốc cây, Lương Yêu Tuyển ngồi xếp bằng, chọn một cái bánh nhân đậu cùng một lon nước chanh đưa cho tả húc tả húc cắn bánh trung thu trong lòng không hiểu nổi trên đời này sao lại có thể có người mỗi ngồi đây ngắm trăng khơi chứ tôi còn tưởng rằng hàng ngày anh đều dùng súp vây cá xúc miệng chứ lưng ưu tiền bây giờ mới phát hiện tả húc hóa ra không hề kén ăn cho cái gì ăn cái đấy làm diễn viên rất cực khổ thường xuyên không được ăn no có cái ăn là tốt rồi tả húc trèo lên cây thở dài cái nghề này để kiếm được tiền rất vất vả, thậm chí còn có thể vì một bộ phim mà mạo hiểm tính mạng nữa. đừng lừa tôi, làm sao có thể như thế được? lương yêu tuyền cười nhạo. Tả húc cười không nói gì, cắn một miếng bánh trung thu, lại uống một ngụm nước chanh. trong đáy mắt xuất hiện một ánh nhìn khó tả, nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện. không ngờ lương yêu tuyền lại nhận ra được tia biến hóa đó trong mắt hắn. Cô vỗ vỗ vai tả húc Tôi biết anh cũng không thích ở trong này mãi Tôi đương nhiên cũng không muốn rồi Cho nên hay là anh thành thật một chút đi Tả húc lấy cô một cái Hùng hãn hắt tay cô ra nói Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu Tôi không biết gì hết Anh khôn ngoan như vậy Vì sao lúc này còn nói dối nữa Lương yêu tiền nói Anh vừa có tiền vừa có địa vị Ngộ nhỡ tin anh ở trong viện tâm thần Bị chuyển ra ngoài cổ phiếu công ty anh nhất định sẽ đi xuống. À, đúng rồi, tôi biết anh có trong tay 20% cổ phần của tập đoàn Tinh Hòa, chính là đại cổ đông đó. Nồng cạn, cô không cho rằng đó chính là một loại lang xê sao? Cô không biết giới giải trí chính là một thế giới trắng đen điên đảo sao? Tả hút bất đắc sĩ lắc đầu, tin ừ, tức này dù tốt hay xấu thì cũng đều là do chính các công ty giải trí đưa ra cả thôi. Ví dụ thử đi, Chẳng hạn như tin cô là người yêu của tôi được tung ra, khiến mọi người kịch liệt thảo luận. Lại đúng lúc phim được ra mắt, nên đã lăng xê cho bộ phim. Nhận tiện nói cô nghe, hiện giờ cô đang được cư dân mạng đem ra làm thịt đó, còn bộ phim lại rất ăn khách. Phải có sợi căng đan thì mới bán ra được, cô biết chưa? Lương yêu tiền đôi mắt vụt sáng, cười ngốc hỏi. Tôi giúp anh lấy bao nhiêu tiền? À, cũng không nhiều, mấy chục vạn thôi. Tả húc không biết từ đâu, lôi ra 10 tờ tiền mệnh giá lớn đặt trong lòng bàn tay của Lương Ưu Tuyền. Cũng không thể không cho cô lợi nhuận, chia hoa hồng. Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn Tả húc đang cười xào quyệt, tức giận đem tiền ném lên người hắn. Anh to gan nhỉ, dám dùng thủ đoạn ấy với cả cảnh sát sao? Có gì mà phải tức giận, cùng lắm mấy ngày nữa thì bọn họ cũng quên cô đi thôi. Tả húc vuốt vuốt áo, nhất phái tự tại. Lương ưu tuyển đảo mắt, kéo Tạ Húc về phòng, cô mượn đề tài để nói chuyện, anh kiếm tiền thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi tò mò muốn biết mấy người trên mạng viết cái gì. Cô nghi tả Húc là thông qua internet để cùng tội phạm liên hệ, cho nên cực kỳ cần password máy tính để vào xem xét. Password là 1234. Lưng Ưu Tuyển nghe thế thì dừng lại, im bặt, cô ngoái lại nhìn về phía sau, thấy hắn tươi cười với vẻ mặt "Tôi hiểu cô mà", trong lòng cực kỳ ức chế anh có biết tôi đang nghĩ nên cho anh một trận không? Tôi đã nói từ trước rồi mà, cô cứ bám theo tôi ở chỗ này cũng không chiếm được thông tin gì có giá trị đâu. Tả húc nhẹ nhàng vứt ra một ánh mắt mê hoặc. Lần yêu tiền sợ nhất chính là gặp phải loại đối tượng như thế này. Từng câu từng chữ của hắn đều là nói thật, nhưng thật ra chẳng có câu nào là đáp án cả. Giống như có người đang đặt một cái bẫy, dù không muốn cũng phải bước vào, mà bước vào rồi lại chỉ có thể đứng đó, không cách nào thoát ra được. Đúng lúc này, cái loa công suất lớn bắt đầu phát ra tiếng gọi mọi bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi. Có một nhóm y tá chạy trên mặt cỏ đuổi bắt một nhóm, mặt trăng, hàng Nga và thỏ ngọc. Lương ưu tiền thấy bọn họ mồ hôi đầm đìa, đang đuổi theo mấy bệnh nhân thì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Giữ được hai bệnh nhân cùng phòng với nhau, cùng mỗi tay sách cùng một người, kiện quyết kéo bọn họ về phòng bệnh. Tả Húc nhìn lưng yêu tiền, tự nhiên không kềm chế được sùng mình. Một lúc sau, Tả Húc và lưng yêu tiền cùng quay trở lại phòng bệnh. Lúc mở cửa, lưng yêu tiền chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ. Cô kéo Tả Húc đứng lên che chắn cho hắn. tai nghiêng nghiêng nghe ngóng. Làm sao vậy? Lương yêu tiền ra dấu im lặng, chăm chú lắng nghe. Tích, tích, tích. Cô cẩn thận lại thêm một bước nữa. Tiếng đồng hồ vốn có quy tắc ban nãy Bỗng nhiên nhanh hơn liên tục vang lên Cô trong mắt kinh hãi Bởi vì tình hình lúc này dù chạy cũng không kịp Nên cô nằm úp xuống Sau đó cô đột nhiên nhớ ra Linh yêu tuyển đẩy ngã tả húc Rồi nhảy lên lưng hắn Hai tay bảo vệ đầu của hắn Dùng chính thân thể mình để trai chắn cho hắn Chỉ nghe thấy Có một tiếng nổ lớn Phòng bệnh nháy mắt bị bom phá tan Cùng lúc đó Còi báo động vang lên nhức óc các y tá xung quanh đều hoảng sợ Tất cả các bệnh nhân đều bị hoảng loạn Lương yêu tuyển cố hết sức bỏ lên vụ vỗ tả húc lúc này sắc mặt tái nhợt Xem đi, kẻ thù tới tìm tận cửa Á à, Cô nói còn chưa hết câu Đã bị tả húc một tay ôm gọn vào trong lòng Lương yêu tuyển cảm thấy Hình như hắn đang run rẩy Cô xoa xoa lưng hắn như dỗ một đứa trẻ nhỏ Không có việc gì Tôi sẽ bảo vệ anh Tả húc nghe vậy càng không vui hắn siết chặt hai vai lương ưu tuyền không hề cảm kích thậm chí có phần kích động hỏi thử hơi ai cần cô bảo vệ tôi nói tôi muốn được cô bảo vệ sao lương ưu tuyền hai vai bị hắn siết rất đau đến mức mất hết khả năng mở miệng thấy một cái tay lương ưu tuyền bị thương tả húc ôm cô vào lòng dứt khoát đưa cô đến phòng cấp cứu mười phút sau cảnh sát đi đến hiện trường may mắn là lực sát thương của bom nhỏ nên không có nhiều thiệt hại cũng không có thương vong, nhưng phòng lưng Ưu Tiền thì đã biến thành một đống hỗn độn, cộng với mùi khói súng nồng nặc. Căn cứ vào việc nạn nhân là bệnh nhân tâm thần, đội công an đem vụ án lên trình báo với đội cảnh sát hình sự để điều tra. Trong phòng cấp cứu, y tá đang giúp lưng Ưu Tiền rửa sạch miệng vết thương, những mảnh vỡ của ván cửa khi bay ra đã đâm rách làn da cô. Tuy nhiên vết thương không tính là nghiêm trọng. Chờ băng bó xong, lưng Ưu Tiền ôm cánh tay đi tìm tạ hút cô tìm khắp nơi trong bệnh viện rốt cục thấy hắn đang ngồi trên sân thượng tả húc ngồi trên hàng rào tay cầm điếu thuốc vừa hút vừa ngắm trăng lương yêu tiền không biết rốt cục hắn đang tức giận hay đang sợ hãi tức giận thì chẳng có đạo lý gì cả mà sợ hãi thì sao thấy không giống lắm cô leo lên ngồi cạnh tả húc anh không cần cảm thấy ai náy đấy là công việc của tôi tả húc nhìn những ngụm khói đang bay lên không nói gì Lương yêu tiền mí môi Tuy lực sát thương của bom không lớn Nhưng đủ để lấy mạng anh Hiện giờ hoàn cảnh của anh đang vô cùng nguy hiểm Tôi đã liên hệ với tổ chuyên án Chục nữa sẽ có người đón chúng ta Tả hút sật mẩu thuốc Cười vô cảm Nâng cánh tay bị thương của lương yêu tiền lên Tôi chán ghét những người phụ nữ tự chủ Cực kỳ chán ghét Cực kỳ phản cảm Tôi nói anh nghe Đây là công việc của tôi Anh cho rằng tôi muốn chết chắc nếu chết thật thì sao? Nếu chết thì đó chính là số mệnh. Chẳng lẽ tôi chết còn biến thành quỷ tìm anh đòi mạng sao? lưng yêu tuyển không cho là đúng cười. Tả hút lặng lặng nhìn cô, sự tức giận ban nãy dần dần tan biến. Hắn vươn người ra khẽ chạm môi và môi của cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng tôi hy vọng cô sẽ dừng việc bảo vệ tôi lại. Sứ mạng của cô hãy trao cho người nào đó xứng đáng. Đợi chút, anh nói mấy lời vô nghĩa đó thì hôn tôi làm gì lương yêu tuyền nghiêng đầu trong mắt có tia tức giận tả húc cũng giật mình ặc à, vì sao hắn lại hôn lương yêu tuyền trả lời đi chứ để cảm ơn anh là người ngoại quốc chắc mà tay không được à tả húc thong thả nháy mắt mấy cái nghiêm túc giải thích gần đây có nhiều phim tình cảm mà cô cứ coi như vừa phối hợp cùng tôi đóng một cái mv tình cảm đi lương yêu tuyền giơ nắm đấm lên đột ngột tờ phiếu không đánh thứ ba đặt ra trước mặt cô đáng chết lại không được đánh kẻ đáng bị đánh tả húc xé toang tờ phiếu từng vụ nhỏ rơi xuống bãi cỏ như thiên nữ tán hoa hắn âm thầm thở hát ra nhảy xuống rồi xoay người nói ân nhân cứu mạng cậu cần tôi đỡ cô không lưng ưu tuyền khinh thường hờ nhẹ vừa vặn nhìn thấy một chiếc audi chạy qua cổng bệnh viện vì thế cô chống tay tự mình nhảy xuống hứ chỉ đây đủ khả năng không cần mi giúp đi thôi người của tôi đến rồi tôi có thể về nhà rồi phòng bị nổ tung như vậy mà còn muốn về à lưng yêu tuyền toàn thân tỏa ra uy lực đi theo chị còn nhỏ này khẳng định ngày nào không uy hiếp người khác thì ngày hôm đó ăn cơm không ngon chiếc xe rẽ vào ngõ đón người rồi đi ra lưng yêu tuyền ngồi trên ghế phụ tả hốt ngồi gỡ ghế sau Tả Húc nhìn người con trai đang lái xe, lúc thẩm vấn hắn có gặp qua người này, bởi vì mình không có phối hợp, nên anh ta đã tức giận đến đập bàn. Những cảnh sát khác gọi anh ta là lương đội trưởng. Lương yêu hoa nhìn em gái thân yêu, lại qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Tả Húc một cái. Về cục trước đã, lương yêu tiền ngoan ngoãn nghe lời, cô phát hiện sếp của mình cũng chính là anh trai, không có giới thiệu mình với Tả Húc, cho nên cô cũng không nhiều chuyện dù sao việc bọn họ là người một nhà càng ít người ngoài biết càng tốt trên đường lương đội trưởng nhận được điện thoại nội dung đại loại là luật sư của thả húc yêu cầu cảnh sát lập tức phóng thích hắn tên đó còn nói cảnh sát đã cố ý đem tính mạng thả húc ra đùa giỡn nếu giờ còn cố ý tạm giam thì sẽ đem việc này ra kiện có đủ ý thức pháp luật hay sao lương yêu hoa nói đầy ẩn ý Tả Húc đương nhiên không thể tùy ý tuân theo sự sắp đặt của cảnh sát. Hắn nhún nhún vai, muốn đem tôi ra làm mồi thì cũng phải để ý đến giá cả của mồi chứ. Lương Ưu Hoa khinh thường hờ nhẹ, không sai, anh đúng là rất nhiều tiền, nhưng anh có nghĩ tới tính mạng của mình chắc. So với việc bị giết người diệt khẩu, sao không phối hợp cùng cảnh sát bắt tội phạm đi? Hơn nữa, tôi nghi ngờ quả bom kia là do anh bày ra. Lương Ưu Tiền sửng sốt, đội trưởng em có thể chứng minh không phải em im ngay quả bom mini kia đặt ở dưới giường của em dựa theo diện tích của vụ nổ người chết đầu tiên chính là em quả thật có thể không khoa trương mà nói rằng lúc lương ưu hoa mới biết được vị trí của quả bom anh đã bị dọa cho toát hết mồ hôi hột lương ưu tuyền giật mình nháy mắt mấy cái cô quay đầu nhìn tả húc thì thấy hắn đang nhíu mày nhìn không ra hắn rốt cục đang nghĩ gì Nói như thế, đối phương cũng không phải muốn giết người diệt khẩu, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo thôi. Đội trưởng, chẳng phải máy quay của bệnh viện có theo dõi những người ra vào sao? Lương yêu tiền phát hiện chuyện này ngày càng phức tạp, nhưng ít nhất thực tế đã chứng minh tả húc tuyệt đối không phải là không biết gì. Hùng thủ lựa chọn Tết Trung Thu để động thủ, chính là đã biết trước tối nay có hoạt động. Hắn thở dịp hỗn loạn bèn đột nhập, có hơn 100 người ra vào, còn tại hiện trường thì vẫn đang điều tra, thu được một số manh mối. Lương Ưu Hoa nói những lời này, đương nhiên là cho Tả Húc nghe. Tả Húc lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dù không có gì đáng để nhìn, trầm mặc không nói. Lương Ưu tuyền mấp máy môi, hành vi của Tả Húc đối với bản thân hắn là rất bất lợi, bất quá, cô có thể lý giải là vì hắn không hề cảm kích, lại cho rằng cảnh sát chỉ muốn phá án, chứ không hề quan tâm sự an nguy của hắn muốn thay đổi cái nhìn của tả húc trước hết phải cùng hắn thành bằng hữu được hắn tín nhiệm đã đêm nay hay là ở tạm nhà tôi đi lương ưu tuyền cười tùm tỉm nói với tả húc tả húc còn chưa kịp mở miệng lương ưu hoa đã đột ngột phanh xe biểu tình cực mâu thuẫn tả húc liếc hắn tả ác cười lương đội trưởng nếu anh không muốn cùng cãi lý với luật sư của tôi thì hai đêm nay tôi ở lại nhà hai người vậy đúng rồi tôi phải ngủ cùng một phòng với tiểu tuyền thì mới có cảm giác an toàn anh tôi cảnh cáo anh đừng có giở trò với em gái tôi lương ưu Hòa tức giận chỉ tả hút. anh hai anh đang nói cái gì lương ưu tuyền kinh ngạc À, cảnh sát quả nhiên lợi hại tôi với em gái anh chính thức là như thế đó tả húc xem thường tả húc anh đừng có nói hiu nói vườn anh tôi sẽ cho là thật đó lương ưu tuyển kinh hãi sự thật sẽ thắng hùng biện không cần giải thích tả húc nhìn lương đội trưởng hai mắt bốc hỏa đúng là vui thật anh à tả húc hắn đang cố tình chọc anh đó không phải thế đâu vậy sao em lại cho hắn đến nhà em kẻ địch ở trong bóng tối tả húc đang gặp nguy hiểm mà anh lương đội trưởng vĩ đại à anh bình tĩnh nào Hít sâu Lương yêu tiền vội vàng giúp anh trai hạ hỏa Anh hai mà nổi giận Là có bạo động đó Lương yêu hoa trừng mắt nhìn tả húc Để lộ ra khuôn mặt Đàn ông nhìn thấy thì phải ghen tị Còn phụ nữ nhìn thấy thì đều rung động Thật có lòng nhất thương Không cần nhìn khuôn mặt này Lương ưu tuyền thấy tả húc Giống như không có việc gì Cười tùm tìm liền cởi dép ra ném hắn Anh mau nói rõ cho anh trai tôi đi lúc này mà anh vẫn còn đùa được à tả húc cười không nói gì không người nhà chiếc giáp lên lại phủi cho sạch bụi rồi đưa cho lương ưu tuyền thể hiện bộ dạng săn sóc tỉ mỉ bịch một tiếng lương yêu hoa xuống xe kéo tả húc ra kéo 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 đến một chỗ tối lương yêu hoa ép sát tả húc vào tường tóm lấy cổ hắn chất vấn anh thực sự là thích em gái tôi hay là có ý đồ gì nhà các người ai cũng thô lỗ thế sao tả húc nhìn thẳng đối phương cũng không đổi sắc tôi hiện tại không phải cảnh sát tôi đang lấy thân phận là anh trai của lương ưu tuyền để hỏi cho nên không thể coi là cảnh sát đánh dân thường được tôi chưa nói muốn kiện anh không cần căng thẳng tả húc cười trừ hắn đẩy tanh lương ưu hoa ra vuốt lại châu áo bị lương ưu hoa làm nhàu thong thả nói em gái anh không xinh đẹp cũng chẳng có dáng người hấp dẫn lại không thông minh cũng không có tiền một nam nhân hoàn mỹ như tôi thì có thể có ý đồ gì với cô ta? Nếu có thể, chỉ có cái sự ngu đần không sợ sống chết của cô ta hấp dẫn tôi. Lương yêu hoa không nói gì nuốt nước bọt. Thân là anh trai, nếu lại đồng ý với quan điểm của tả húc thì có phần không hay lắm. Phút chốc, anh nắm tay tả húc, ánh mắt nhìn hắn mong chờ. Tả húc dựa sát vào bức tường, người này còn muốn làm gì nữa đây? Tiểu tuyển vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình đầu, con bé hiện tại lo sợ chuyện yêu đương thậm chí thấy người khác phái đến gần là đấm là đá tôi cũng rất lo con bé sau này phải cạo đầu đi tu cho nên tôi hy vọng anh có thể cứu con bé lương ưu hoa hiện tại cũng không quan tâm tả húc có phải tội phạm bị tình nghi hay không chỉ hy vọng anh ta mạo hiểm sinh mệnh mà tiếp nhận lương ưu tuyển nhà bọn họ tả húc vốn chỉ muốn chọc lương ưu hoa thức chết làm thế quái nào mà anh ta có thể cho rằng hắn thật sự yêu cô nàng đó cơ chứ tôi tả hút khoát tay nóng lòng muốn giải thích tôi cảnh cáo anh chưa kết hôn chưa được làng nhàng đâu đó tất cả hành vi sai đạo đức đều là phạm tội lương yêu hoa ngắt lời hắn rồi lại vỗ vỗ vai tả hút ai ra tôi càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt nhất định con hai đứa sẽ rất xinh đẹp đấy thật là một đôi trời sinh anh hai có trọng cậu lắm đấy Lương đội trưởng, tôi bị tâm thần mà. Không sao, em tôi cũng thế. Tôi bị tình nghi mà. Không sao, cảnh sát nhất định sẽ trả lại cho cậu công lý. Tôi có thể chính là chùm. Không sao, tôi đã điều tra tài khoản của cậu. Toàn bộ đều là tiền sạch sẽ. Tốt nhất, nên kết hôn sớm. Rồi cậu chuyển hết tài sản sang cho em gái tôi là được. Đã lì dị, so với việc cái lỡ thì vẫn tốt hơn nhiều. Tôi vừa rồi là nói đùa mà ở trước mặt cảnh sát mà dám nói đùa không muốn sống nữa hả lương ưu hoa để lộ khẩu súng nằm bên trong âu phục lúc này anh không còn là huynh trưởng mà đã trở thành một chiến binh chính nghĩa rồi như vậy là ép hắn hay sao chỉ chốc lát sau hai người đàn ông sau khi giao dịch thành công đã lên xe lương yêu hoa mặt tươi như hoa trực tiếp đẩy em gái xuống ngồi phía sau lương yêu tuyền không rõ cho nên chiếc quan sát thật kỹ tả húc thấy không có vết thương nào liền quàng qua tay tả húc nhỏ giọng hỏi hai người nói cái gì thế sao anh tôi lại cười như thế anh trai cô đem hàng hóa ứ đọng bán lại cho tôi nên tâm tình tự nhiên tốt tả húc im lặng hỏi trời xanh còn đã làm gì sai hả trời bán hàng hóa ứ động lương ưu tuyển nghĩ nghĩ quả thật trong kho của cục cảnh sát có thu được không ít tang vật quần áo hàng hóa mấy trăm dương Cô đập vào đầu lương ưu hoa một cái Anh, anh là cảnh sát Sao có thể trao hàng tài sản quốc gia Huống chi là hàng giả mạo chất lượng kém Lương yêu hoa xoa xoa đầu Nói cái gì thế Anh bán gì Tả húc nói Anh bán cho anh ta một đống hàng hóa ứ động Hả Tên tiểu tử này Lại nói em gái mình thành hàng hóa ứ động à Nhưng cũng đúng Cứ mạo hóa thế cũng được Ách Lương yêu hoa lại bị em gái đấm cho một cái nữa vội vàng cho xe chạy. Lương yêu tuyển mệt mỏi ngồi trên ghế, giải thích cho anh nghe, chỉ bằng đi ngủ luôn. Cô biết, anh vì việc đại sự trung thân của mình mà sốt ruột, nhưng cũng không thể gặp ai cũng nhận nhàng chứ. Lúc tả hút bước vào lương gia, hắn thầm nghĩ, giờ bỏ chạy không biết có kịp không. Lương gia chiếm hết một tầng, có ba căn hộ riêng biệt, nhưng lại vẫn thông với nhau, bài trí rất đơn giản. Nói ngắn gọn, lúc mở cánh cửa phòng ngủ ra, anh có thể đi vào nhà của ông nhưng cũng có thể đó là nhà của cha mẹ chính là tam thế cùng đường trong truyền thuyết lương ông đảm nhiệm chức vụ tránh án theo thói quen liền dùng một loại ánh mắt chuyên dùng quan sát tội phạm chăm chú nhìn tả húc lương bà là giám ngục trường đang quan sát xem tả húc nhìn có giống một kẻ tội phạm hay không lương bà đã về hưu trước là cảnh sát ở cuộc ma túy thì vui lòng cười may là đứa nhỏ này không hút thuốc viện lương mẹ biểu hiện bình thường nhất bà vốn làm ở cục thế nên gặp ai cũng như nhau mặt không chút biểu cảm mà tả húc cuối cùng cũng biết vì sao lương ưu tuyền không gả được đừng nói đến bản chuyện hôn nhân muốn đi vào trong căn nhà này cũng đã yêu cầu lòng can đảm của một vị đại anh hùng rồi các vị trưởng bối cháu tên tả húc trước phải cúi chào đã áp lực thật sự quá lớn lương ông trang nghiêm nhìn ừ chồng cũng được ông à Tả Húc không phải bạn trai con đâu. Lương Yêu Tiền vội vàng báo cáo. Anh con không nói như thế. Tiểu Hoa, trước đưa em con về phòng đi đã. Lương bà hạ đau đưa ra mệnh lệnh. Lương Yêu Hoa vội vã thi hành, khiến em gái lên phòng tạm thời giam giữ ở đây. Những trường bối của Lương gia cùng chung suy nghĩ, lập tức đổi đội hình, vây xung quanh Tả Húc. Ngồi đi, Lương mẹ thật tốt bụng, đã chuẩn bị sẵn cho Tả Húc một chiếc ghế xoay 360 độ ánh sáng của đèn bàn chiếu đến gương mặt tả húc khiến hắn nhau mắt lại trong lòng hắn thầm nghĩ nếu nhà này cùng nhau thẩm vấn phạm nhân khẳng định tên nào cũng lập tức thú tội trải qua một cuộc khảo vấn những vị trưởng bối của lương gia đã thấy ấn tượng ban đầu với tả húc không hề sai kỳ thật bọn họ yêu cầu không hề cao gia đình trong sáng đã tốt nghiệp đại học chính quy ba đời gần nhất không có phạm tội hết nói về việc chính trị lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu, mọi người vẫn không buồn ngủ. Còn về phần tả húc, có buồn ngủ hay không, thì đó không phải việc các vị trưởng bối lo lắng. Cậu là giám đốc một công ty giải trí, tôi lại phải nói cho cậu nghe thế này. Hiện nay, TV để phát những bộ phim vớ vẩn thôi, mấy cái người trẻ tuổi đó cứ ôm nhau một cái là lại hôn nhau. Thật trả bù cho những phim khi xưa, hay mà không lỗ mãng tẹo nào, dù gì đi chăng nữa thì cũng không thể vì tiền mà làm những bộ phim kiểu đó được." Lương Gia than thở một tiếng. "Dạ, nói thì dễ dàng, chứ có phải ông trả phí để chế tác đâu ạ." À. "Cái phim tổ trọng án số 6 hiện đang chiếu cũng không tệ lắm, đáng khen ngợi." Lương Ba đồng ý gật đầu. "Vâng ạ, à. tuy thế nhưng đề tài đâu phải vô hạn đâu, cũng phải có đến ba bộ phim kiểu đó rồi." "Có mấy bộ phim Hàn Quốc đang chiếu cũng hay lắm." Nhưng mà người Hàn Quốc cũng thật đáng thương Đến thịt heo mà lúc ăn cũng không được ăn nhiều Bạc đầy mỗi lần nấu thịt heo cách thủy Lại cảm thấy bọn họ thật tội nghiệp Lương mẹ thương cảm Dạ Chắc chắn bác là người của cục thế rồi Cuối cùng Người tốt nhất là nương bà nội Đứng lên đưa cho tả húc một trái táo ngon lành Bà vừa cười vừa can dặn Hiện mấy người trẻ tuổi như các cô các cậu Đều không để ý đến chuyện sức khỏe nhớ là tuyệt đối không được dùng thuốc phiện để kích thích, phải quý trọng sinh mệnh, tuyệt đối không được lại gần thứ đó đâu đấy. Mẹ ơi, còn muốn về nhà. Lương yêu tuyền nhìn ông nội, bà nội, với ba mẹ vẻ mặt sung sướng, lại nhìn đến tả húc tội nghiệp. Hiểm khi thấy mọi người trong nhà đều thoải mái như vậy, xem ra, đành để anh chịu oan chút vậy. Tả húc, tôi nấu anh bát mì nhé. Nếu cô thật sự có thành ý, thì mở cổng tay cho tôi đi đã tả húc cũng không biết sao mình lại xui xẻo như thế này bị cả nhà bọn họ tra khảo còn chưa tính đến mà lương ưu tuyển đã đem còng tay ra còng tay hắn lại rồi đưa đến ban công còn đưa cho hắn một bộ chăn đệm nữa thế là thế nào bắt hắn đêm nay ngủ ngoài ban công sao lương ưu tuyển không nhanh không chậm đi lên trước chúng ta làm sao dịch đi anh giả dạng bạn trai tôi lúc ở nhà của tôi thì diễn trò như thế Tôi đỡ bị bọn họ ép đi coi mắt. Thế thôi hả? Ừ, giao dịch thì phải đôi bên có lợi chứ, tôi ngoài việc phải chịu đựng nỗi khổ thay người khác thì không được gì sao? Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, ăn cây nào rào cây ấy, câu này lẽ nào anh chưa từng nghe qua? Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn vong ân bội nghĩa, nếu anh tự thấy mình không bằng con chó con mèo, tùy anh cả. Cô nói, đó là công việc của cô mà tôi có yêu cầu cô bảo vệ chắc. Tả húc sớm đã biết rõ, trên đời này tuyệt đối không có chuyện giúp không công. Đúng là công việc của tôi, nhưng mà thêm chút xíu lợi ích thì có sao đâu. Lưng yêu tuyền nhặt lấy thanh côn trên ban công. Tả húc suy sụp, nghiêm túc nói, tôi không thể có bạn gái được. Từ liệu viết anh không có bạn gái, đấy là vì bản thân tôi có vấn đề. Lưng yêu tuyền giật mình, nhìn nhìn đánh giá tả húc, khẽ mở miệng. Chẳng lẽ anh thật sự là đồng tính tả húc mệt mỏi thở dài nhất quyết đồng ý đúng thế cho nên không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của cô được bạn trai tôi mà biết thì sẽ ghen tuông mệt mỏi lắm lương yêu tuyền mát sáng người anh giữ bí mật giỏi ghê tôi chưa từng thấy qua gay bao giờ đâu nhé nói đi các anh thấy thế nào à mà bạn trai anh có đẹp trai không ngạc nhìn cái gì lẽ nào cô thích gay nghe nói ngày các anh không thích người khác phái xem ra đó là lý do anh ghét tôi đúng không không giới tình của cô vẫn dĩ với tôi không phải vấn đề tả húc nói câu này đồng thời lấy đềm xa che không cho lương ưu Tuyền đánh mình lương ưu tuyển cho rằng tả húc không có nói dối hắn quả thật lúc nào cũng xa lánh phụ nữ hơn nữa có thể ăn nói với con gái một cách độc ác như vậy nhất định là hắn không hề thích phụ nữ cô vỗ tay một cái rồi tháo cổng tay cho tả húc thật tốt quá tôi còn lo anh có ý đồ xấu nhưng như thế cũng tốt anh cứ tiếp tục trước mặt gia đình tôi giả người yêu tôi cũng sẽ giữ bí mật cho anh anh chỉ cần xuất hiện trước gia đình tôi một hai lần còn khi ở bên ngoài thì tôi sẽ là vệ sĩ cho anh sao hẹn thế nhé nói xong cô cưỡng ép tả húc cùng ngoặc tay thề vệ sĩ ừ tôi mới nhận được mệnh lệnh anh có thể quay lại công ty làm việc rồi còn tôi chính là vệ sĩ được anh thuê về Anh không những không cần trả tiền Còn có vệ sĩ đi theo 24 trên 24 Đương nhiên Anh cũng biết rõ Tôi cũng sẽ thuận tiện theo dõi anh Phóng dây dài câu cá lớn Hờ hờ, vui vẻ chứ Lương yêu tiền đã sớm không muốn giấu giếm nữa Bởi đằng nào tả húc cũng sẽ đoán được hết Vui Vui đến mức không cười nổi Tả hút gối đầu lên cánh tay Tôi nói trước nếu nhà các người vô tình gặp tôi ở bên ngoài, kêu tôi là con rể, thì tôi khẳng định không nhận. Dù cô có đánh chết tôi, cũng không dám nhận. Yên tâm đi, trừ khi anh đến trước cục thế buôn lậu thuốc viện bị bắt, vì đưa đến gặp thẩm phán, rồi bị ném xuống nhà ngục, thì mới có thể gặp được người nhà họ lương chúng tôi. Cô vẫn còn ở đây làm gì nữa? Đi nấu mì đi chứ. Tả hút liếc cô một cái. Lương yêu tuyền nghĩ đến, mình là đang giả làm bạn gái người ta, nên cam tâm tình nguyện nghe lời. Thôi thì khi ở nhà cứ chiều lòng hắn chút vậy. Tiểu Tuyền, em chưa ngủ à? Lương Yêu Hoa nghe thấy ở bếp có tiếng động, bèn đi đến. Dạ, bạn trai em muốn ăn đêm. Lương Yêu Hoa nhìn vẻ mặt em gái hạnh phúc tươi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh cũng đang đói bụng, cho anh một suất đi. Dạ. Lương Yêu Tuyền ngoài nhìn anh cười, cho đến khi thấy anh đã rời đi rồi mới thu biểu tình ban nãy lại diễn kịch quả nhiên rất mệt lúc ăn mì lương yêu hoa đáng lẽ ra không nên cùng tả húc uống rượu để chúc mừng việc em gái cuối cùng cũng có người dám yêu bởi vì quá vui vẻ nên lương yêu hoa vốn mệnh xanh ngàn chén không say uống rất nhiều lương yêu tuyền phải rất vất vả mới đưa được anh trai mình về phòng ngủ sau đó lại tìm cho tả húc bộ đồ dùng cá nhân cuối cùng đến gần 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Tả Húc tắm xong, lắc lắc cái đầu ướt sũng. Lúc đẩy cửa ra thì phát hiện, lương ưu Tuyền đã ngủ say. Ở dưới giường cô đã trải sẵn một bộ chăn đệm. Không tệ, tùy vẫn là ngủ dưới đất, nhưng ít nhất cũng không phải là ngoài ban công. Thấy mình còn chưa buồn ngủ, tả Húc bèn ngồi xuống trước máy tính, mở mạng ra xem tin tức giải trí. Trong lúc vô ý mở lầm folder, tả hút phát hiện ra bức ảnh lương ưu Tuyền đang mặc cảnh phục còn có mấy tấm khác là lúc lương yêu tiền chụp chung với bạn trai cũ lâm trí bác so sánh cô lúc 19 tuổi với bây giờ đúng là khác biệt rất lớn khi đó cô vui tươi yêu đời ánh mắt sáng lấp lánh đúng như những cô gái lần đầu biết yêu còn bây giờ cô luôn khoác lên bên ngoài ánh mắt lạnh lùng bất cần tả húc có thể hiểu lý do vì sao lương gia nóng lòng muốn tìm đối tượng cho cô ta như thế quả thật nếu cứ tiếp tục tình trạng này lưng ưu tuyền rất dễ ở giá đến già tả húc nhìn qua một lượt phòng lương ưu tuyền chẳng có chút vật dụng nào cho ra sáng con gái cả trên tường thì dán áp phích súng ống trên giá áo thì chỉ treo bộ cảnh phục trên giá sách toàn là giấy khen đai lưng nhu đạo đến cả rèm cửa cũng là màu trung tính hắn quay lại ngồi trước máy tính muốn định đăng nhập mai nhưng đầu ngón tay ngập ngừng một chút rồi rất nhanh liền đăng nhập vào tài khoản khác Thật xin lỗi vì những sự việc có liên quan đến vụ buôn lậu súng ống đó. Giữa trưa ngày hôm sau, Lương Yêu Tiền sắp xếp một ít quần áo cùng tả húc đi đến nơi ở hiện tại của hắn, tầng cao nhất của trung cư tập đoàn giải trí Tinh Hòa. Điều đầu tiên, Lương Yêu Tiền làm là kiểm tra hết các ngóc ngách trong phòng, xem có may nghe trộm trong nhà tả húc hay không, nhưng kết quả vẫn là làm người ta vừa lòng. Tạm thời không phát hiện thứ gì khả nghi. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không được lương ưu tuyển cho phép đều không được phép một mình bước vào nhà của tả húc kể cả nhân viên vệ sinh cũng không được bởi thế công việc quét dọn đều do lương ưu tuyển phụ trách một lúc sau tả húc mặc quần áo đi làm từ trong phòng ngủ đi ra cách ăn mặc của hắn vốn đơn giản chỉ thuộc một số style nhất định chú trọng thoải mái hơn là hình thức mà lương ưu tuyển do sắm vai vệ sĩ nên chỉ mặc được một bộ quần áo đen mặt mộc không trang điểm, tóc đuôi gà, Tả Húc nhìn cô ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ nên rất vừa lòng. Tả Húc nghe hai cú điện thoại, hôm nay lịch trình đã được sắp xếp từ trước, đầu tiên là đến phim trường của một bộ phim nào đó, bởi vì đạo diễn mới đây đã rất bực mình. Buổi tối 8 giờ cùng giám đốc Vương đàm phán về việc đầu tư vào một bộ phim nhựa, thuận tiện xem nữ diễn viên chính giám đốc Vương đề cử lương ưu tuyển phụ trách lái xe cô ngồi trên xe liên côn điều khiển tay lái trong lòng không khỏi hưng phấn bởi vì từ trước tới nay ngoại trừ lúc đi thi bằng lái cô chưa lần nào được đụng đến xe tả húc ngồi ở phía sau xem văn kiện dù sao lương ưu tuyển cũng đã nắm trong tay cái mệnh của hắn rồi chết thì cùng chết vụt chán tả húc cùng ghế trước thân mật tiếp xúc ha <laughs> thật xin lỗi trần gà dẫm hơi mạnh chút xíu Lương yêu tuyển cười gượng hai tiếng Tả hút trầm mặc không nói Vì rất nhiều lý do Càng lúc hắn càng cảm thấy cô gái này thật ngốc ngách Không tiếng động Chính là thứ áp lực vô hình đáng sợ nhất Lương yêu tuyển không dám nói nhiều Xoa xoa lòng bàn tay Cẩn thận khởi động xe Lấy vận tốc 20km trên giờ làm tối đa Chậm rãi chuyển động Đến bà lão đi bộ cũng đi nhanh hơn cô Lương yêu tuyển liếc mắt về phía bà cụ đang đi trên vỉa hè bà cụ này thấy cô nhìn mình, còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Những chiếc xe khác đi vượt qua xe bọn họ, những chiếc xe bị xe bọn họ chắn đường thì bấm còi inh ỏi. Chỉ riêng tả húc vẫn say sưa đọc công văn, thái độ bình thản. Lừng yêu tiền càng bị dục càng cáo tiết, cô hạ cửa sổ giống lên giận dữ. Đừng có bóp còi nữa, bíp bíp cái gì, càng bíp bíp càng chậm. Lúc đi lấy bằng lái, chỉ phải lái vượt qua mấy cái chướng ngại vặt lẻ tẻ thôi. Hơn nữa, cũng chỉ tầm 10 mét thôi. Còn đây là lái xe lên côn. Hơn nữa, còn là một quãng đường dài, cũng cần phải có thời gian để thích nghi chứ. Tả hút cười cười, dùng hút màu viết lên một tờ giấy, rồi dán lên cửa kính phía sau xe. Lái xe bị bệnh dại kinh niên, xin mọi người bảo vệ tính mạng của mình. Không vội, tôi đến trường quay trước 8 giờ là được. Hiện tại mới 1 giờ chiều, lộ trình không đến 30 km, quả là khênh nhau rồi. Lưng ưu tuyển không phục nheo nheo mắt, cầm chắc tay lái, vì thế chỉ thấy đường cái có một cái xe liên côn màu đen, dưới ánh nắng mặt trời chạy thuộc mạng, còn vượt đèn đỏ. Nửa giờ sau, cuối cùng của cuối cùng cũng đến được trường quay, là một ngôi trường cấp 3. Tả hút xuống xe, chỉ bãi đỗ xe cách đó không xa. Bên kia có một bãi đỗ xe khá lớn, tôi có thể tin tưởng là cô biết đỗ xe không? Lương Yêu Tuyền quay đầu nhìn lại. Cuối tuần là ngày nghỉ, bãi đỗ xe đúng là chẳng có cái gì chắn đường. Chẳng qua, xe linh côn hơi to. Cô thật hy vọng mình có thể đỗ mà không va chạm cái gì. Thừa dịp tả húc đã quay người đi vào không để ý. Cô một mình đi tập tĩnh đỗ xe. loay hoay một lúc, bỗng nhiên có một ông cụ đến gõ gõ cửa kính. Cô bé, dùng xe linh để tập lái, đúng là xa xỉ quá. Cháu có bằng lái rồi mà, kỹ thuật tệ như vậy mà đã mua xe rồi sao? Ha! Lương Yêu Tuyền không còn mặt mũi nào ở lại bãi đỗ nữa. Cô vội đỗ xe rồi đi vào trường học tìm Tả Húc. Lương Yêu Tuyền theo ánh đèn từ camera tìm lấy một phòng học ở tầng 1. Ông đạo diễn có vẻ như đang cãi nhau với một nam diễn viên trẻ. Đạo diễn chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói diễn viên kia ngoại trừ ngoại hình ra thì diễn xuất dở tệ, làm lãng phí cả bộ phim. Mà Tả Húc ở bên cạnh chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Lương yêu tuyển không hiểu về giới nghệ thuật, tuy nhiên, nam diễn viên kia thì cô có từng gặp trên TV, gần đây rất nổi tiếng. Mãi sau, tả húc mới kéo cả vạt ra, hắn cởi âu phục, mặc áo sơ mi bước ra, lại chỉ diễn viên kia mà nói. Tôi diễn qua một lần, cậu xem đi rồi nhớ cho kỹ. Tả húc khẽ ngậm một điếu thuốc, nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đi ra giữa sân khấu. Thực ra, để có thể biểu đạt được sự thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn đáng sợ uy nghiêm không hề dễ dàng nhất là ánh mắt của diễn viên phải vừa có thể khiêu khích nữ giới nhưng lại vừa đứng đắn nghiêm trang đạo diễn cuối cùng nhảy cẫng lên vì phấn khởi chính là thế này tôi muốn có cảm giác này quá xuất sắc lương yêu tuyền âm thầm tán thưởng thật ra anh chàng diễn viên kia diễn xuất không hề kém nhưng tả húc kia lại diễn tả được vẻ du côn của nhân vật không những thế còn có mị lực khiến người khác không thể rời mắt xem ra hắn đúng là người được thiên phú khả năng diễn xuất tả húc mặc lại áo vét nhìn diễn viên kia nói tôi đây còn cầu toàn hơn cả đạo diễn kia cho mỗi người ba cơ hội nữa lời nói này khiến toàn bộ diễn viên đều bị sốc nặng hàm ý quá rõ ràng nếu diễn không tốt sẽ đổi diễn viên tổng giám đốc xin hỏi làm sao mới có thể diễn được như ngài ban nãy nam diễn viên chính đuổi theo tả húc khiêm tốn thỉnh giáo phải suy nghĩ như nhân vật hoàn toàn không coi ai ra gì phải coi mình như người đẹp trai nhất thế giới trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai nếu cậu ngay cả việc tưởng tượng đó cũng không làm được tốt nhất đừng làm nghề này nữa tả húc nói rồi quay qua nhận chìa khóa xe từ tay lương ưu tuyền hai người một trước một sau rời khỏi trường quay lương ưu tuyền tuy rất tội nghiệp với diễn viên kia nhưng tả húc nói thế cũng không có sai cô không thể không thừa nhận chỉ cần tả húc ở địa bàn của mình hắn tuyệt đối là vua khi tả húc nhìn đến cái xe liên côn của mình cả người tiêu tán hắn thật không biết lương yêu tuyền sử dụng kỹ thuật lái xe của phương nào để đỗ xe đây lương yêu tuyền tự giác không đợi hắn mở miệng vội nhận tội tôi cam đoan trong ba ngày là sẽ có thể điều khiển xe tôi xin thề tả húc thở phào nhẹ nhõm cho cô người ở tay lái phụ nháy cái đã đưa xe ra khỏi bãi đỗ lưng yêu tuyền ngồi bên cạnh len lén học trộm tiểu thư cổ đỗ xe kiểu gì vậy hả phanh không ăn tả húc xấu hổ hắn xuống xe nhìn mặt đất một vệt phanh xe dài dưới lốp xe lưng yêu tuyền gãi gãi tay, tại bãi đỗ lúc ấy hình như là đúng là đồ phụ nữ thua bạo á à. Lương lưng yêu tuyền một bên xin lỗi một bên giơ nắm đấm ra đấm tả húc sĩ khả sát bất khả nhục, không thể nhục. Lúc đến nhà hàng, nhìn ánh mắt tôi mà biểu hiện, nghe chưa? Lương yêu tuyền gật gật đầu, lại mê muội ngẩng đầu. Nhưng tôi làm sao biết? Ý tứ mắt anh chứ? Thử ví dụ cái đi. Cô cứ nhìn, là biết ngay ấy mà. Cứ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình xa. Tả húc len lén cười ngầm. Lương yêu tuyền nheo nheo mắt, sao thấy có điểm mờ ám ở đây? Tám giờ tối, đèn đường sáng rực, tả húc cùng lương ưu tiền đi vào một nhà hàng cao cấp bên trong nhà hàng đối tác cùng thư ký của tả húc và nhà sản xuất đã đang ngồi bàn bạc tổng giám đốc đây là vương chủ tịch của tập đoàn điện tử xx thư ký lưu na vội đứng lên giới thiệu cô là một phụ nữ trung niên đãi đà khuôn mặt hiền lành khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn mỉm cười tả húc vớt cảm ngồi xuống nhìn đến cô gái gợi cảm đang ngồi gần vương chủ tịch thấy hắn nhìn cô ta khẽ cắn đầu ngón tay nhìn tả húc đầy quyến rũ đúng như tả húc đoán vương chủ tịch muốn hắn dẫn cô gái này bước vào giới điện ảnh lương ưu tuyền lặng lẽ đứng bên cạnh tả húc thể hiện rõ khí chất của một vệ sĩ quá trình chế tác một bộ phim thường gồm năm bước như sau bước một là tiền bước hai là quay phim bước ba là đài truyền hình quyết định có hay không mua bản quyền phim tuy nhiên nếu không đài truyền hình nào quyết định mua bộ phim thì toàn bộ kinh phí sẽ coi như công cốc. Bước 4 là đài truyền hình bắt đầu quảng cáo bộ phim. Bước 5, tùy thuộc vào doanh thu của bộ phim mà đài truyền hình có tiền hoa hồng. Lần này, nhà đầu tư là một công ty điện tử khá nổi tiếng, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì muốn nổi tiếng. Nhưng đây cũng là hạng mục khá nhiều rủi ro, phải cần nhiều can đảm mới dám mạo hiểm đầu tư. Nếu một bộ phim không có người xem, coi như toàn bộ kinh phí đổ sông đổ bể. Tiền không thành vấn đề, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, đó là để vị tiểu thư xinh đẹp này làm nhân vật chính. Vương chủ tịch ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua, lại quyết định sẽ đầu tư 800 vạn, chỉ muốn làm mỹ nhân vui vẻ. Vẻ mặt nhà sản xuất trở nên rất khó coi, bộ phim này của ông là một phim cổ trang nhiều tập, vị tiểu thư này bề ngoài giàu hoạt, không phù hợp để vào vai một cô gái thuần khiết như nữ chính. Nếu cô ta thật sự muốn tham gia phim này, thì ông sẽ xem xét lại vai tú bà, Mày ra còn hợp. Tả húc uống một ngụm nước. Cũng có thể, nhưng phim này trong quá trình quay có nhiều pha nguy hiểm, không biết vị tiểu thư này có đủ can đảm diễn không? Cô gái kia thản nhiên cười nói, cái này tôi biết, chẳng phải đã có diễn viên đóng thế hay sao? Đúng thế, nhưng vai nữ chính là một đạo tặc. Theo kịch bản thì cả một tập đều là cảnh đánh nhau, để báo tù nữ chính còn không e ngại móc con mắt mình ra đưa cho kẻ thù làm lễ vật đương nhiên cái này không ảnh hưởng đến diễn viên nhưng mà tôi sợ cô sẽ vất vả đấy chỉ riêng thời gian hóa trang thôi cũng đã gấp năm lần những vai khác rồi bởi thế tôi hy vọng cô sẽ nghĩ cho kỹ lẽ dĩ nhiên nếu cô thấy khó khăn quá mà bỏ diễn giữa chừng thì chúng tôi cùng lắm là bấm máy lại từ đầu nhưng tổn thất của vương chủ tịch thì e là không nhỏ Tả Húc nghiêm mặt nói. Nghe xong, cô gái gợi cảm kia mặt biến sắc. Cô ta chu đôi môi đỏ mỏng, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích tình nhân kiếm việc bất lợi. Nhà sản xuất cùng thư ký hai mặt nhìn nhau, trong kịch bản vốn không hề có chi tiết móc mắt. Rõ ràng, tổng giám đốc lại đang lừa mấy người kia rồi. Vương chủ tịch vỗ vỗ khuôn mặt của cô tình nhân nhỏ, hiển nhiên đang bắt đầu do dự. Lúc này, tả húc cười cười. Đáng tiếc, tôi chỉ có thể tiếp vương chủ tịch trong hai mươi phút thôi à mà đây chính là diễn viên đóng thế tôi mang đến cho ngài xem xét nói xong hắn đẩy lương ưu tuyển ra phía trước tiếp tục chém gió người này có kinh nghiệm đóng thế hơn ba năm chính là một thiên tài trong lĩnh vực võ thuật tiểu tuyển à bỏ kính ra cho vương chủ tịch nhìn thử đi lương ưu tuyển âm thầm nắm tay lại đã biết trước tên này tuyệt đối không phải người tốt rồi mà nhưng cô đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của tả húc nên dù không muốn thì vẫn phải bỏ kính xuống như một món hàng đem ra triển lãm vương chủ tịch bây giờ mới chú ý đến lương ưu tuyền hắn không khỏi hai mắt sáng ngời nhìn nhìn cô tình nhân bên cạnh lại khó hiểu nhìn tả húc hỏi sinh thế này mà lại chỉ có thể làm diễn viên đóng thế sao sinh mong ngài nhìn kỹ dáng người rất bình thường hơn nữa cô ta là người mới tiền kiếm được không cao ra mắt cô ta chịu không ít ví tồn tả húc không cho là đúng liền đáp lại lưng yêu tuyền quả thật không thể xem là đại mỹ nữ nhưng ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo làn da trắng nõn càng xem càng thuận mắt hơn nữa quan trọng nhất là cô một chút cũng không hề trang điểm chẳng qua chỉ những người hiểu rõ lưng yêu tuyển mới biết cô bề ngoài hiền lành ngây thơ thực ra tính tình dữ như một con hổ cái kịch bản được chế tác rất hoàn mỹ theo kinh nghiệm của tôi, lợi nhuận tốt thì không bầu thường. Bất quá, chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác. Vương chủ tịch cũng không cần nóng lòng ký hợp đồng. Cứ suy nghĩ thật kỹ đi đã. Về phần nữ chính, kỳ thật chúng tôi đồng ý dùng người ngài tiến cử. Chỉ là quá trình đóng phim này đầy gian nan, tỷ lệ thành công chỉ có một phần vạn. Xin hai vị cân nhắc kỹ lưỡng. Tả húc nhìn thư ký bên cạnh nói. Giám đốc trường hẹn mấy giờ? Thư ký nhanh chóng hiểu ý, liền mở laptop ra xem. Dạ thưa, đêm nay 9 giờ 30 ạ. À. Tả húc nghe thế liền đứng dậy, còn cố tình làm đổ cốc nước trên bàn. Lương ưu tuyền nhanh tay lẹ mắt, không người đỡ được cái cốc thủy tinh rồi đặt lại lên bàn. Một giọt nước cũng chưa rớt ra. Trầm nghe không bằng một thấy. Mới đầu vương chủ tịch có hoài nghi, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng lương ưu tuyền, thật sự là cao thủ võ thuật. Nếu để vị mỹ nữ này làm diễn viên đóng thế, thì hắn thật xấu hổ thay cho cô tình nhân của mình hơn nữa hắn tự thấy mình chính là ếch ngồi đáy giếng cứ nghĩ chỉ cần nhan sắc là có thể làm diễn viên không nghĩ đến muốn nổi tiếng trong ngành này thì còn cần nhiều yếu tố hơn nữa huống chi vị trương giám đốc kia thực sự gây áp lực lớn vương chủ tịch lúc này hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên đợi chút tả tổng giám tôi tin tưởng anh không cần suy nghĩ thêm nữa lập tức ký hợp đồng thôi về vấn đề nữ chính thì để khi khác vậy nghĩ lại vương chủ tịch dù sao cũng là thương nhân muốn lấy lòng tình nhân kia thì chỉ cần vài cái vòng kim cương là được rồi chúc hợp tác thành công tả húc rời chén rượu lên thong thả cười thư ký nhanh chóng đem bản hợp đồng lên về phần ký kiết tả húc vốn không cần quan tâm mà nhà sản xuất thấy thật nhẹ nhõm một câu vô nghĩa cũng chưa nói đã có tiền chế tác đến tận tay Lương yêu tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc, đúng là đồ gian xảo, dám lợi dụng cô để kiếm tiền. Hợp đồng ký kết thành công, Tả Húc cũng không ở lại cùng đối tác ăn cơm mà tự chi tiền túi ra mời Lương ưu tuyền đi ăn lẩu. Thời điểm này vừa đúng là thời gian ăn cơm tối, quán lẩu đông vui náo nhiệt. Vừa ngồi xuống, Lương yêu tuyền đã gọi rượu. Nam bình yên kinh nhớ ướp lạnh đấy. Tả Húc nhíu mày, tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được đâu. Hả? À, tôi gọi cho tôi chứ có gọi cho anh đâu mà lo. Lương yêu tuyển bưng một đĩa thức ăn nhẹ lên. Cô đang đói lắm. Nữ tử quỷ và nữ thùng cơm. Khi hơi nước bắt đầu bốc lên nghi ngút, lương yêu tuyển xoa xoa tay, gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng. Tả húc ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, như nhìn con quái vật chết đói mười năm. Thế này mà cũng gọi là phái yếu á. Uống rượu như hũ, còn há miệng hết cỡ ra để nhét thức ăn vào đúng là y hệt đàn ông nhưng mà hắn ngược lại thích loại người như thế này không câu nệ ý tứ ăn no được thì nhất định phải ăn cho no hôm nay biểu hiện rất tốt anh hai thường cho em rồi nhá tả húc vừa như vô ý gắp cho lương ưu tuyển một ít rau thơm chỉ có thể ăn trong vòng mười ngàn sao lương ưu tuyển nhíu mày với sức ăn của cô thì thế sao đủ tôi cũng rất hào phóng đấy nhưng đừng vượt quá năm mươi ngàn tả húc trêu chọc đáp lưng yêu tiền khinh bỏ liếc hắn miệng anh không bỏ đói tôi là được rồi tôi cũng không phải ngôi sao điện ảnh như các anh phải nhìn ăn hàng ngày tôi chỉ ăn ít một chút đã không chịu nổi rồi cô mới đi cùng tà húc một ngày liền phát hiện các diễn viên khi ăn cơm luôn tiện thể hóa trang với đọc kịch bản dĩ nhiên cảnh sát hình sự khi ăn cơm cũng thường tiện thể kiểm tra súng ống nhưng đó chỉ là những khi có nhiệm vụ khẩn cấp rõ ràng là hoàn toàn khác nhau từ lúc nào tôi phải lo lắng chuyện cơm nước cho cô thế tả húc tả ác cười tôi lái xe cho anh lại còn bảo vệ anh thậm chí còn bị người ta xỉ nhục là dáng người xấu xí nữa chẳng lẽ đến cơm ăn anh cũng không cho tôi à Lương yêu tiền cảm giác mình thật thảm hại tả húc nhịn không được bật cười được được ai bảo cô là lục tỷ chứ sao lại là lục tỷ chỉ có mấy loài sâu lá mới xanh thôi mà mà cảnh phục thiêu đều là lục tỉ hết nhanh ăn đi tả húc đem rau dưa bỏ vào bát cô lưng yêu tuyền uống một hớp bia lạnh sảng khoái nhờ mắt lại muốn thịt có thịt muốn rượu có rượu muốn ngủ liền có giường thật thoải mái thiên đường chính là đây tả húc trợn trừng mắt cô uống vừa thôi đừng tưởng nhân cơ hội chiếm giường của tôi phụt lưng yêu tuyền lãng phí ngủ bia kia mất đắc sĩ nói thật đúng là không biết xấu hổ Tôi mà có ý đồ với anh tôi chết liền Tôi chỉ thích người bình thường thôi Cô không hỏi dùng mình Cô hóa ra kỳ thị người đồng tính Cẩm thú Tôi không phải kỳ thị Chỉ là không ưa thôi Anh là do mẹ anh sinh ra Mẹ anh nhờ ba anh mới sinh ra anh Nếu thế giới này nam yêu nam Nữ yêu nữ Thì lấy đâu ra con Mà giả sử nhận nuôi con đi chăng nữa Thì kêu ba với mẹ như thế nào Lương yêu tuyển tạc lưỡi Thở dài một tiếng sau khi cơm no rượu say, Linh yêu tiền ngồi ở ghế phụ xoa xoa bụng. Ngày mai nhất định phải luyện lái xe, quyết không để bị tà húc xem thường. Nửa giờ sau, họ đã về đến nhà của tà húc. Tà húc vừa muốn mở cửa, Linh yêu tiền đã giật mình phát hiện, thấy trong nhà có ánh đèn. Cô lấy một tay ngăn tà húc ở phía sau, cẩn thận lắng nghe. Ngược lại, tà húc dựa vào tường trong một điếu thuốc, một chút cũng không giống một nạn nhân đang ở trong tình thế nguy hiểm cho đến khi lưng ưu tuyền rút súng ra nhẹ nhàng hết sức lên đạn tả húc mới mở miệng tôi biết ai ở trong nhà không cần hoảng sợ lưng ưu tuyền ngoái đầu lại trừng mắt nhìn hắn cất súng đi cô mở cửa ra phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn không có bóng người tả húc lách qua người lưng ưu tuyền cởi áo khoác ra chỉ nghe phòng ngủ kết một tiếng liền mở ra theo sau là một người con trai cao gầy mặc áo ngủ màu xanh lam ôm theo một cái gối rất to đi ra tiền đó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của lương ưu tuyền run rẩy bước đến chỗ tả húc đặt chán ở vai hắn trông thực vô cùng đáng thương nãi đường tôi buồn quá anh ta dùng giọng nói trầm trầm của mình để làm nũng nghe thật sự là rất tả húc vỗ vỗ vai anh ta tuy không nói gì nhưng nhìn ra rất rõ là đang an ủi lương ưu tiền lùi lại vài bước nghiêng đầu đánh giá người con trai này tuy rằng anh ta style cực kỳ quái, tóc nhuộm màu bạc kim, nhưng quả thực rất đẹp trai, mà hai người kia bộ dáng ái muội thật khiến cô mở rộng tầm mắt. Hừm, người này chắc là bạn trai của ta húc nhỉ, hay là bạn gái, thật không biết sừng hồ thế nào nữa. Nhưng mà, lương yêu tuyển cũng chưa quên công việc của mình, đối với người lạ mặt kia vẫn cần kiểm tra an toàn đã. Anh chàng kia hình như đang định nói gì đó đột nhiên phát hiện trước mặt có một bàn tay nhỏ bé hắn nhíu mày móng vuốt của ai đó trải sạn kìa xấu xấu lương yêu tuyền quanh năm làm việc vất vả nên ngón tay bị chai cũng là bình thường cô cũng biết bản thân mình không được xinh đẹp nhưng mà cái người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này đúng là quá ác mồm độc miệng đúng là người yêu tạ húc có khác lương yêu tuyền kéo cổ áo tên kia ra lệnh anh đi ra đây với tôi một lúc lại đường, bà chặn lửa này là ai? Tên kia thấy lương yêu tuyền, vẻ mặt nguy hiểm, kéo kéo cổ tay tả húc. Đừng cầu cứu cần bỏ sữa đó nữa, vô ích thôi, theo chị ra đây. Lương yêu tuyền nhìn tả húc, ánh mắt toát lên thông điệp, đừng có cản trở nhiệm vụ của tôi, giết đấy. Tả húc nhún nhún vai, ra vẻ tùy thôi, rồi thản nhiên quay về phòng tắm rửa. Tên, bạn người mê, có tiếng các đốt ngón tay khục khục, đình đới vĩ lương ưu tuyền giật mình lẽ nào cái số điện thoại có chữ d mở đầu kia là số của tên này à cái người mà tả húc ôn nhu cười nói với lại là người đàn ông này á à? buồn nôn buồn nôn quá tuổi cô đúng là không biết phép tắc chưa nghe câu tuổi tác của người đẹp trai là bí mật à răng rắc chiếc bút trong tay lương yêu tuyển gãy làm đôi đình đới vĩ lén lút lườm cô 26. nghề nghiệp cô đến tôi cũng không biết à nhà quê lên tỉnh à mở to mắt ra mà nhìn kỹ lại Buồn đại ra đi lương yêu tuyền nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn nghề nghiệp đình đấy vĩ suy sụp hạ bả vai cả sĩ tôi với nại đường là chuyện ấy không quan trọng đưa chứng minh thư đây tôi cần kiểm tra hồ sơ của anh đình đế vĩ không nhìn thêm được nữa đập bàn cái sầm cô cái đồ đàn bà chua hoa. cô có quyền gì mà kiểm tra hồ sơ của tôi cô tưởng mình là cảnh sát chắc cảnh cảnh huy ngoan ngoãn nằm trên bàn đinh đấy vĩ giơ ngón tay cái lên ngoan ngoãn lấy từ trong ví chứng minh thư lương yêu tiền sao chép chứng minh thư của đinh đấy vĩ gọi về đồn yêu cầu kiểm tra rất nhanh nhận được tin báo người dân lương thiện không có tiền án từ khi gia đình Tà húc mua lại khu biệt thự ở phía tây đã thành hàm xóm của tả húc cũng có thể nói tả húc và đinh đấy vĩ chính là bạn từ nhỏ cô trao trả lại chứng minh thư cho đinh đới vĩ nghiêm nghị nói đinh tiên sinh xin hãy giữ bí mật thân phận của tôi nếu anh tiết lộ ra ngoài tôi sẽ kiện anh tội cản trở người thi hành nhiệm vụ đinh đới vĩ khóe miệng run rẩy cả lơ phất phơ nói dạ madame lương yêu tuyền thật ra đang rất tò mò vì sao đang là bạn từ nhỏ lại chuyển thành tình yêu được nhưng với thân phận cảnh sát của mình cô không tiện dò hỏi vì thế lương yêu tuyền đã quyết định sẽ hóng hớt xem mọi chuyện ra sao. Đình đời vĩ hướng cô nháy mắt mấy cái. Lương cảnh sát à, cô sao còn chưa về nhà? Chật, xem ra đã trướng mắt với cô rồi đây. Lương yêu tuyển ho nhẹ một tiếng phân tích. Tả hút gần đây nhận được mấy thư lạc xanh uy hiếp. Cảnh sát chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho anh ta. Anh đừng lo, cứ làm việc của mình đi. Cả như tôi không tồn tại là được rồi. Đình đấy vĩ tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo bọn họ làm nghề này bao nhiêu năm, đương nhiên không có ít fan cuồng, thì thoảng cũng nhận được những bức thư kiểu cấm không được yêu gửi đến. Tất nhiên, bọn họ không coi là chuyện lớn, ngược lại còn cảm thấy cảnh sát cứ chuyện bé xé ra to. Làm sao xem cô như không tồn tại đến bây giờ? Tôi lúc ở nhà có thói quen khỏa thân. Đình đời vĩ mở đồ uống, có vẻ thoải mái như đang ở nhà mình. Ồ, tôi cũng khá giỏi võ đây nhé, Lương yêu tiền từ từ chuyển ánh mắt sang giữa hai chân Đinh đới vĩ. Đình đấy vĩ theo bản năng kẹp hai chân lại. Nhà đã đường sao lại xuất hiện quái vật thế này? Lương yêu tiền duỗi lưng một cái, thấy đình đấy vĩ đang có ý định ngồi xuống sofa, bèn nằm luôn xuống, nói: Đây là địa bàn của tôi, anh vào phòng ngủ mà ngủ. Đình đấy vĩ quay đi, hắn là người bình thường, cản bản chưa muốn chết. Trong phòng ngủ, tả húc lau lau tóc đi ra thấy đình đầy vĩ đang nằm trên giường mơ màng nhìn hắn bằng một ánh mắt như một người vợ hiền lành tần tảo tả húc quang khăn mặt vào mặt hắn lấy khẩu cung xong rồi ừ mà cái cô nàng kia đáng sợ quá tội nghiệp cậu đình đầy vĩ nhìn tả húc thương hại tả húc lắc lắc mái tóc ngắn ngồi ở đầu giường xem kế hoạch ngày mai đình đầy vĩ tựa vào vai hắn như con chim nhỏ miệng thổi thổi lớp sơn bóng vừa mới sơn lại thất tình Tả Húc không ngồng đầu lên hỏi, tôi buồn quá. Mấy câu này tôi nghe không dưới 50 lần đâu, đồ đa tình. Đình đế vĩ than thở một tiếng, cô ấy rõ ràng là đã yêu tôi, mà tôi cũng vừa mới tỏ tình thôi nhá. Vừa mới đó, liền tay còn chưa nắm, tự nhiên lại bị bọn chó phóng viên kia chụp hình. Sau đó, tôi thấy quản lý có vẻ không vui khi nghe tin, nên mới đứng ra trước giới truyền thông phủ nhận. Thế mà tự nhiên cô ấy lại đòi chia tay là sao? Tả hút cười khẽ Đúng là nỗi khổ của thần tượng nhỉ Chẳng ai lại muốn bị người khác sòm ngó việc riêng tư cả Nhưng nói đi cũng phải nói lại Không có mấy cái sợ căng đan ấy Thì cậu làm sao nổi tiếng hơn được Mấy cái đó tôi đương nhiên biết Nhưng mà bọn này chưa có lên giường mà Làm sao cam lòng được Đình đới vĩ cầm tay tả hút lên cọ cọ Kết quả bị tả hút một quyền ngăn cản Đúng rồi Lương yêu tuyền có hỏi quan hệ của chúng ta không? tôi cũng định nói nhưng cô ấy bảo là không cần thiết tả húc gật đầu ừ cô ta nghĩ cậu là người yêu của tôi cứ cho cô ta hiểu lầm tiếp đi đình thấy vĩ giật mình ngay lập tức đem mặt mình đặt trước mặt tả húc cái gì cơ tôi một trăm phần trăm là đàn ông nam tính đấy nha tuy rằng người phụ nữ kia có vẻ hung dữ nhưng trông cũng khá xinh xắn tôi còn tưởng cô ta nội tiết mất cân đối khiến tâm lý vặn vẹo tôi đang định giúp cô ấy cải tạo quy chính nữa mà á à, đình đế vĩ còn chưa dứt lời đã bị tà húc một cước đã xuống giường tả húc ôm lấy cổ áo bạn hiền của mình liếc mắt đưa tình nói honey à em là của tôi đình đế vĩ mặt méo sạch như một con khỉ nhảy về phía tà húc đúng vậy tôi yêu cậu chết mất yêu đến mức chỉ muốn đưa cậu lên nắp tủ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi tả húc cười ha ha hai người cứ như vậy đánh nhau trên giường lộn từ bên này qua bên kia quay cuồng loạn sảng một tiếng lưng yêu tuyền đứng ở cửa hộp xà phòng trong tay rơi xuống cô nghe thấy trong phòng ngủ ồn ào tưởng là có chuyện gì ai dè quả thực sự tình không hề nhỏ đình đấy vĩ quay đầu nhìn ra cửa nhìn lại mình đang nằm bên dưới tà húc mà áo ngủ của tà húc trong lúc vật lộn đang lệch xuống bả vai ôi má ơi xin lỗi xin lỗi đã quấy giày rồi xin lỗi lần sau nhất định tôi sẽ nhớ gõ cửa lương yêu tuyền rút lui khỏi phòng ngủ toàn thân nổi da gà thì ra con trai trong lúc đó rất hung hăng đã được mở rộng tầm mắt rồi Tạ húc bỏ lên trên giường ôm chặt gối ngủ thôi đỉnh đấy vĩ thấy lương ưu Tuyền kinh ngạc thì không cho là đúng hắn bò bò lên giường kéo khửu tay của tạ húc nghiêm túc nói nè mấy ngày tôi phải đi chụp hình với quay mv từ giờ cho tới lúc đó chúng ta cứ đi cùng nhau đi cho đám phóng viên có tin tức để viết ừm nói cách khác cậu muốn ở nhà tôi mấy ngày này chứ gì không chào đón tôi sao đình đới vĩ bày ra bộ dạng bị bỏ rơi cực đáng thương vì sao tôi phải chào mừng một người ăn không trả tiền còn tự kỷ chiếm lĩnh rừng của mình tả húp nhíu mày đình đới vĩ nhún vai vứt cho tả húp một ánh mắt chấp nhận đi như người ngủ phòng bên ngoài lương yêu tuyển đi từ toilet ra các phòng ở đây thiết kế không tệ cách âm khá tốt cô vừa ngáp vừa trải đệm nằm xuống còn chưa quên nhìn lại phòng ngủ một cái rồi mới tắt đèn sáng sớm hôm sau lương yêu tuyển là người rời giường đầu tiên cô nấu một nồi cháo đặt trên bàn ăn bên cạnh đặt sẵn bát đũa rồi mới cầm chìa khóa xe đi xuống cô đã quyết tâm sẽ học lái xe đời này kiếp này chuyện lưng yêu tuyển cô có thể làm được nhất định phải làm thật tốt cô đi thang máy xuống gara lại đi ngang qua một khu vực bị dán giấy niêm phong đây là gara tư nhân của tả húc lưng yêu tuyền nhìn cái thẻ mật mã trong tay chợt phát hiện ra một sự thật tả húc đối với những việc nhỏ nhặt thường ngày thường không chú tâm chẳng hạn nói đến việc đặt mật mã một hai ba bốn mà cũng xem là mật mã nói đi cũng phải nói lại thế này thì giả sử Gara có bị đột nhập cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu Dương ưu tuyền đứng lại trầm tư như thế kẻ thật sự buôn lậu vũ khí cũng không nhất định là người thân thiết với tả húc chẳng lẽ tả húc đại khái biết người đó là ai nhưng trong danh sách ấy có bạn bè hắn hắn không muốn hại đến bạn bè nên không dám nói ra cũng đúng hiện tại đã có một số người rất đa nghi bao gồm thư ký lưu na lái xe trương cường người yêu đinh đới vĩ Ừm, tạm thời chỉ có ba người này thôi. Lương tiểu thư dậy sớm vậy. Nói tào tháo thì tào tháo đến. Vừa nghĩ thôi thì lái xe trương cường đã xuất hiện. Còn nhiệt tình chào hỏi. Lương yêu tiền quay lại gượng cười. Thấy trong tay anh ta có cầm chìa khóa liền hỏi. Tổng giám đốc chưa cho anh nghỉ sao? Làm sao được chứ. Tổng giám đốc kêu tôi mang đến mấy văn kiện. Chứ mấy ngày nay tôi vẫn chạy tới chạy lui ở CBO đấy. Trương Cường ngốc ngách cười. Lương ưu tiền vội gật đầu. Vậy làm việc đi. Cô vừa nói vừa quan sát cử chỉ hành động của Trương Cường. Trương Cường nguyên là lái xe taxi, nhưng do ham mê bài bạc nên phải bán xe. Ba năm trước, được tả húc thuê làm lái xe riêng, quan hệ chủ tớ, chưa nói đến ân tình. Lương ưu tuyền ngồi sổng trước gara. Trong gara không có một chiếc xe nào, chỉ toàn súng ống, Tuy thế nhưng cảnh sát trong quá trình điều tra không thu được một dấu vân tay đầy đủ nào, chứng tỏ thủ phạm rất xảo hoạt. Về phần cảnh sát, làm sao nhận được tin báo, thì là do có điện thoại nạc xanh gọi đến. Nhưng khi điều tra, thì thấy đó là dãy số đến từ buồng điện thoại công cộng. Phạm đã đi qua, đều sẽ để lại dấu vết. Lương ưu tuyển tin chắc nhất định cuối cùng sẽ bắt được thủ phạm, đem ra phơi bày trước công lý. Một giờ sau, Lương ưu tiền tập lái xe xong liền quay về chung cư, thấy tả húc đang cùng đinh đấy vĩ ngồi ăn sáng. Đinh đấy vĩ cứ vừa ăn vừa nói, còn tả húc ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa ăn cháo. Lương ưu tuyển liếc liếc, đúng là giống hệt đôi vợ chồng. Bà vợ thao thao bất tuyệt, ông chồng già vờ mắt điếc tai ngơ không để ý. Tiểu tuyển tuyển, sao không phải cháo yến mạch cùng thịt hun khói, kèm trứng ốp lết. Đinh đấy vĩ theo thói quen bắt đầu đùa giỡn tôi nấu cho anh món bánh bao nhân thịt người nhé. Linh ưu tuyển lạnh lùng. Đinh đới vĩ nheo nheo mắt, đột nhiên nhớ tới, hắn với tả húc đang giả làm tình nhân, không khỏi muốn chọc ghẹo. Vì thế, hắn tựa xuống vai tả húc, chớp chớp mắt hờn rỗi. Đa Linh à, người ta thích ăn cơm tây cơ. Tả húc không ôn không hỏa nhìn hắn, mặt cười cười, lại thuận có cái đèn che khuất, liền đạp thật mạnh xuống chân đinh đới vĩ. Đinh đới vĩ nhè sang trợn mắt, cố gắng không thét lên vì đau đớn, đồng thời cố nặn ra một nụ cười. Đấm như mưa và vai tả húc, đáng ghét, lại đùa giỡn người ta. Nhìn qua thì tưởng đang trêu đùa với người yêu, nhưng thật ra là toàn lực dồn vào cú đánh. Lương yêu tuyền thấy thế, đầu tê dại, vội trốn vào toilet. Đúng là cái đồ, đã bê đê còn bị biến thái. Tả húc nhân dịp lương yêu tuyển đi khuất, lập tức phản công, kêu đình đế vĩ là đồ bẩn thỉu này nọ, đình đới vĩ ôm bụng cười to đúng là vui thật đấy nhưng mà nhìn trộm cảnh sát tắm xem chừng còn thú vị hơn tả húc đang ngồi đọc báo lúc ngẩng đầu thì giật mình đình đới vĩ đang trườn đến nhà tắm oạch tả húc bước lên trên lưng đình đới vĩ không có gì đâu mà nhìn ngược bé tí không phù hợp tiêu chuẩn của cậu đâu hả cậu thấy rồi à không công bằng tôi cũng phải nhìn tả húc cúi người xuống túm lấy cổ áo hắn kéo đinh đế vĩ quay về bàn ăn như kéo chó nghiêm chỉnh mà nói cậu cũng phải kiếm bạn gái đi sống độc thân mãi rồi cũng thành ông già bất lực cho xem đinh đế vĩ khốn khổ hút một thìa cháo tại hút nhẹ nhàng mỉm cười người khác không biết lẽ nào cậu cũng không có khả năng sao nói đến việc này đinh đế vĩ phát hiện mình đang phá hủy quãng thời gian sống chung tươi đẹp hắn cười gượng hai tiếng rồi điên cuồng cúi xuống ăn cháo nhưng cũng phải nói tả húc đối với hắn thật quá nhẫn tâm sau khi ăn xong bữa sáng tả húc liền cùng lương ưu tuyển đi đến tầng 3 của tòa nhà cụ thể là studio của tập đoàn tinh hỏa đình đới vĩ lúc này đang đứng trước đèn flash bày ra đủ các loại tư thế quyến rũ những người mẫu của tập đoàn tinh hỏa đứng bên cạnh hắn cũng rất phối hợp khi thì tỏ ra ngây thơ ngơ ngác khi thì thể hiện sự quyến rũ hấp dẫn nhưng dù là tư thế nào thì nhìn cũng vẫn rất tình cảm. Lương yêu tuyền nhìn thấy cảnh đó không khỏi che miệng, buồn nôn. Tuy bây giờ, nhìn hắn như một thằng nam, nhưng trong đầu cô vẫn đang diễn đi diễn lại cảnh, hắn nũng na nũng nịu với tả húc sáng nay đây này. Đình đới vĩ liếc tả húc, ý bảo hắn chờ một lát nữa, sẽ có phóng viên tới phỏng vấn. Tả húc biết thế nên ngồi xuống, thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn ở đây khiến cô người mẫu của tinh hỏa kia cứ thấp thỏm không yên. Người trong giới không ai không biết, tả húc đối với cấp giới của mình khắc nghiệt như thế nào. Đối với bọn họ, tả húc là một bạo chúa lãnh khóc vô tình. Mỉm cười, ngọt ngào hơn nữa. Nhiếp ảnh ra hạ máy ảnh xuống, chỉ đạo cô người mẫu. bà nãy vẫn tốt như vậy, sao tự nhiên cô ta lại căng thẳng thế này? Tả húc một tay đặt trên bàn, lại thấy mãi vẫn chưa có cà phê đưa tới, liền ngẩng đầu lên mắng cô gái đứng bên cạnh cô là bình hoa đấy à hắn vô tình đã hoàn toàn quên mất cô gái này là cảnh sát chứ không phải trợ lý của mình lương ưu tiền mặt mũi tối tăm nhìn hắn may mắn là một người đại diện của một thần tượng nào đó đã tiến lên đưa cho hắn một ly cà phê người đó tất nhiên không biết tả húc có mặt ở đây là vì mướn giúp đinh đới vĩ phỏng vấn nên vẫn định ngọt mỉm cười tả tổng giám được ngài đến giám sát thật là vinh dự cho chúng tôi tả húc không đáp lại chỉ đơn giản nhấp một ngụm cà phê. Sự lãnh đạm của hắn khiến người đại diện kia không biết nên nói gì nữa. Lúc này, Lương Yêu Tuyền mới phát hiện ra tất cả những nhân viên ở đây đều tránh không đi qua chỗ này. Bốn phía xung quanh tả húc trở nên trống trải không có một ai. Này, bộ anh có bệnh truyền nhiễm hả? Cô thì thầm hỏi. Tả húc nhếch mày. Đúng thế, cô còn không tránh đi. Lương yêu tuyển ngược lại đặt mông ngồi xuống tay xoa bóp đôi chân mỏ nhiều của mình dù sao cũng không có ai để ý đến tôi tội gì tôi cứ phải đứng từ nãy đến giờ nhưng mà việc lưng yêu tuyển ngồi xuống cảnh tạ húc ngược lại khiến toàn bộ nhân viên ở đây sốc nặng cô gái này thật to gan dám ngồi gần tả húc đại nhân trong giới rất chú trọng địa vị loại hành động này rõ ràng là không có phép tác gì cả huống chi tả húc từ trước đến nay không cho phép những cô gái trẻ tuổi tới gần mình mọi người đều căng thẳng chờ tả húc mở miệng ra quạt Lương yêu tiền một trận không ngờ tả húc không hề tỏ thái độ chán ghét thậm chí còn dịu dàng đầy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt lưng yêu Tuyền nữa mà Lương yêu Tuyền cũng không khách khí đơn giản là cầm dĩa lên bắt đầu ăn hiện giờ trong mắt mọi người cô chính là quái vật đấy biết không hả chẳng ai đoán chúng suy nghĩ của tả húc bây giờ hết hắn vốn là muốn đuổi cô gái này ra chỗ khác nhưng không ngờ cô ta lại không những không tránh đi thậm chí còn phá hoại hình tượng hắc ám hắn mất cầu xây dựng bao lâu nay hả lương ưu tiền liếm liếm môi lại ngẩng đầu nhìn lên xung quanh quả nhiên tất cả mọi người đều đang mắt to mắt nhỏ liếc liếc mình ý anh là sao cô ngồi xuống là phạm pháp chắc sao ánh mắt mấy người đó lại như đang nói cô phạm sai lầm lớn thế này không ai ép cô cứ đứng bên cạnh tôi cô hoàn toàn có thể về phòng xem tivi hoặc chơi điện tử. Tả húc mặt không biểu cảm, nhìn cô, hoặc là giống như con gái bình thường vẫn làm, nghĩ xem bữa trưa nên làm món gì. Làm cơm trưa là việc của những người yêu nhau. Lương yêu tuyển nhíu mày, hắc hắc. Người khác không biết, nhưng cô biết. Tả húc đến đây không phải để giám sát, mà là để thăm bạn gái của hắn. Tả húc cùng đinh đới vĩ ngầm trao đổi ánh mắt. Bạn bè nhiều năm, đương nhiên hiểu hàm ý sâu xa trong ánh mắt đó đến lúc hành động rồi tả húc ho nhẹ một tiếng liền đi đến đứng đằng sau nhiếp ảnh ra đình đời vĩ thấy phóng viên đang đi vào liền cố ý làm một động tác nhảy lên cao lúc tiếp đất liền bày ra bộ dạng đứng không vững rồi ngay lập tức ngã chồng vó trên mặt đất tả húc bước lên mấy bước đỡ đinh đới vĩ đứng dậy còn thân thiết hỏi thăm hắn có bị thương không Tất nhiên màn diễn này thành công thu hút sự chú ý của phóng viên, thậm chí còn nhanh tay chụp được mấy kiểu ảnh. Tả Tổng Giám nghe nói ngài rất thân thiết với nghệ nhân Đinh Đới Vĩ. Hiện nay, Đinh Đới Vĩ đang nổi như cồn, có phải tất cả là do ngài sắp đặt không? Phóng viên nọ sắc bén hỏi thẳng Tả Húc. Tôi chỉ có thể nói, Đinh Đới Vĩ là một ca sĩ rất xuất sắc. Ít nhất, cá nhân tôi cũng rất hâm mộ cậu ấy. Tả Húc nói ra một đáp án rất mơ hồ lúc trước không ký hợp đồng với đinh đới vĩ bây giờ ngài có hối hận không phóng viên tiếp tục hỏi sẽ không hợp tác cũng có nhiều cách thức khác nhau vừa vặn gần đây chúng tôi đang tuyển diễn viên chính cho một bộ phim truyền hình sắp tới có thể cùng ngài đinh đới vĩ đây nói chuyện hu tổng giám đốc tả có phải đang nói đinh đới vĩ sẽ là diễn viên chính của bộ phim đó không phóng viên kích động tạm thời chưa rõ còn tùy vào yêu cầu của đạo diễn thế nào tuy nhiên tôi sẽ đề cử đinh đới vĩ tả húc hương ống kính tươi cười đinh đới vĩ xoay xoay cổ tay âm thầm ngưỡng mộ người bạn tốt của mình đúng là vương bài chỉ mấy câu nói thôi mà đã một mũi tên trúng nhiều con chim rồi thứ nhất công ty đĩa nhạc sẽ coi trọng đinh đới vĩ hơn thứ hai album sắp tới của hắn sẽ bán chạy hơn nhưng quả nhiên tả húc sàn xảo tên này nhân cơ hội giúp bạn tốt mà cũng cảng cáo luôn cho bộ phim sắp tới của công ty mình đúng là đồ xảo quyệt, lưu manh Lương ưu tiền nhìn thấy máy ảnh liền tránh đi chỗ khác nhưng không biết tiếp theo mình phải làm gì cô cúi xuống nhìn đồng hồ quả thật đã đến giờ ăn cơm trưa rồi bởi thế cô nhìn tạ hút xa xấu rồi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà chuyện đầu tiên Lương ưu tiền làm khi quay về phòng chính là gọi cho đội trưởng tổ chuyên án Lương ưu hoa nhằm thông báo tình hình Hắc Miêu, Hắc Miêu, em là Hổ Lộ Hoa. Anh kiểm tra Na, thư ký của Tả Húc nhé. Không thành vấn đề. Thế thôi, nếu có tin tức gì thì gọi báo cho em. Chờ đã, bà gọi em với Tả Húc về ăn cơm. Không được, em đang bận. Lương yêu tuyền quả quyết cự tuyệt. Tả Húc có phải bạn trai thật của cô đâu mà cô dẫn về nhà? Em, hai người ở cùng một chỗ đã xảy ra chuyện gì chưa? Hắc Miêu, em đang làm việc mà được rồi, hổ lộ a, à. em cùng nghi phạm quan hệ sâu sắc kia đã tiến hành gì chưa? ý anh muốn nói, em phải bảo vệ chính mình, không được vì nhất thời xúc động mà tạo ra một tiểu nghi phạm. nghe rõ chưa? cạch, lường yêu tuyền ngắt điện thoại. cô lấy từ trong tủ lạnh ra ba túi sủi cảo đông lạnh. một bên chờ nước sôi, một bên đánh trứng gà gọt cà chua làm canh. lường yêu tuyền tuy không giỏi nấu nướng, nhưng ít nhất cũng là biết nấu. Nửa giờ sau, lúc lúc sồi cào được vớt ra, thì hai người kia quay về phòng. Đình đới vĩ thấy bữa cơm trưa quá bình thường, liền cầm đũa lên cào nhào. Tiểu tuyền tuyền cổ đã đuổi giúp việc của Đa Linh đi, thì tốt xấu gì cũng phải nấu một bữa cơm trưa đàng hoàng cho người ta ăn chứ. Lương ưu tiền bắn ra một tia sắc lạnh. Ai cho anh gọi tôi là tiểu tuyển tuyền kê tởm. Đình đới vĩ hiếp mắt lại, thái độ của lương ưu tuyển như thế đã chứng minh cô rõ ràng không phải fan hâm mộ của hắn rồi darling darling muốn ăn pizza không người ta gọi nhé tùy có thì ăn tả húc ngồi ở sofa đọc kịch bản hắn còn một đống thứ cần lo lắng đây này lưng ưu tuyển nâng một đĩa rủi cào lên ngồi xuống đầu kia của sofa mở tivi vừa xem thực thi pháp luật vừa ăn bánh tả húc người mùi thơm tỏa ra từ bánh há miệng ra Lương yêu Tuyền đang xem phá án thì vô ý thức bón cho hắn một miếng sủi cảo. Tả Húc nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa đọc kịch bản. Thấy sủi cảo khá ngon, liền không khỏi dịch lại gần, tựa vào người Lương yêu Tuyền. Bởi thế, Tả Húc cứ há miệng, Lương yêu Tuyền lại bón cho hắn một miếng bánh. Đình Đời Vĩ ngồi trước bàn ăn, vuốt vuốt cằm, quan sát hai người kia đang tự nhiên hành động. Hành động kia chứng minh bọn họ không hề ngại ngùng hay đề phòng gì nhau hơn nữa còn khiến hắn có cảm giác như một gia đình chẳng lẽ hai người kia đã ở chung với nhau lâu rồi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đình đời vĩ kéo tả húc vào phòng ngủ truy hỏi nói thật đi cậu với con nhóc kia sống chung bao lâu rồi tả húc giật mình khoảng một tháng làm sao cậu không phát hiện thái độ của cậu với cô ta rất khác thường sao không biết đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy cậu cùng một người con gái thân thiết như thế nữa Tả hút nhíu mày, đừng có nghĩ lung tung, chẳng qua tôi không coi cô ta như con gái thôi. Đình đời vĩ nắm chặt bả vai tả Húc, mở ám hỏi, này, cậu cấm dục bao lâu rồi? Tả hút hất tay hắn ra, đi thẳng đến toilet. Đình đời vĩ thấy tả hút không trả lời, liền bước lên chắn trước cửa toilet. Sao không trả lời, đừng nói với tôi nhiều năm như vậy, cậu vẫn tự mình giải quyết. Cậu đừng có nhàm chán như thế được không? Tả hút nhẹ giọng cười, Đình Thái Vĩ đột nhiên thay đổi, thủ bào đánh mạnh vào cánh cửa, tức giận nói, tất cả là tại người đàn bà kia, cậu nghĩ cho kỹ đi, cậu căn bản vốn chẳng hề nợ nần gì cô ta, cô ta lấy quyền quái gì đòi cấm cậu yêu đương. Nụ cười của tà húc cứng lại, cậu sao lại nổi nóng lung tung thế này, cô ấy có cấm đoán gì đâu, chẳng qua là tôi không muốn yêu đương. Đình Thái Vĩ khinh thường hờ lạnh, cậu còn giúp cô ta bao biển, chính cậu rõ hơn ai hết, Lý do khiến cậu phải lui về phía sau màn ảnh, không phải sao? Cậu không coi trọng bản thân mình như thế, tôi đương nhiên thức giận. Nếu là cậu, liệu cậu có thể chịu đựng bản thân của mình bị hành hạ sang như thế này không? Tả hút cười trừ, vô vỗ bả vai bạn hiền, ra vẻ ái muội nháy mắt. Có cậu cùng tôi, thế là đủ rồi. Đình đới vĩ vội đẩy hắn ra. Tóm lại, cậu nhìn lại chính mình đi. Dù chúng ta có thân thiết cỡ nào, thì tôi cũng không thể thay thế tác dụng của một người con gái được. Tôi nói cậu nghe, cậu mà không nhanh tìm người yêu, không chừng sẽ thành đồng tính thật đấy. Huống chỉ hiện tại, vừa vặn có một con dê béo được dâng tận tay, cậu thằng ngu mới không làm thịt. Tả húc vô vị dương khóe môi lên, trong mắt lại trải qua một tia lo âu cùng bất đắc dĩ Đình đới vĩ, vì ra đến rồi. Lương yêu tuyển không có nghĩa vụ giúp hắn trả tiền, chỉ có thể tốt bụng hướng phòng ngủ kêu to đình đấy vĩ than thở một tiếng liền bước ra ngoài trong lúc thanh toán tiền vô tình liếc qua lương ưu tuyền cô ở trong nhà sao còn mặc áo khoác đây không phải nhà của tôi lương ưu tuyền trả lời thản nhiên cứ thoải mái đi cô dù không mặc gì lượn qua lượn lại trước mặt tôi với đa linh thì cũng chẳng có ai thấy sao đâu đình đới vĩ sử dụng hết khả năng của mình kích động lương ưu tuyền cởi đi tiền đó cấm dục đã lâu đương nhiên cần phải được thỏa mãn thị giác hé cũng đúng lưng yêu tuyền cũng từng lên mạng tìm hiểu về đồng tính luyến ái nghe nói gay đối với con gái hoàn toàn không có phản ứng gì hết dĩ nhiên bọn họ cũng chưa chắc đã căm ghét nữ giới thậm chí nếu hợp vu còn có thể cùng nhau làm tri kỷ nhưng tuyệt đối sẽ không có làm gì xa xôi hơn nghĩ vậy lưng yêu tuyền liền cởi áo khoác ra sàn ống tay sơ mi lên Rồi sao ở nhà thì cũng nên thoải mái một chút đình đới vĩ thấy cô có vẻ thích đồ nam liền vào phòng lấy ra một cái túi giấy đưa cho lương ưu tuyền đúng rồi công ty thời trang mới tặng tôi mấy bộ tôi không mặc đến chất liệu cũng khá tốt cô cầm lấy mà mặc ở nhà a à, cảm ơn lương ưu tuyền cầm lấy mở ra nhìn thử bên trong là mấy cái tật xít rộng thùng thình đình đới vĩ đảo mắt của nam quả nữ ở cùng một chỗ mà không có gian tình thì đúng là không bình thường hắn làm thế này chính là hy vọng người bạn tốt của mình sẽ vì kích động mà làm loạn. hắn lấy trong ví ra một ít tiền, dối vào tay lương ưu tuyền, tươi cười nói: để chúc mừng hôm nay tôi thuận lợi hoàn thành công việc, cô đi mua ít bia rượu để thả lòng chút đi. cô cũng biết đấy, tôi không tiện xuất hiện ở bên ngoài, đành phải làm phiền madam đi siêu thị vậy. được, anh đưa danh sách đồ cần mua đây, tí nữa tôi sẽ mua. cô tưởng lượng thế nào? Tôi sợ nhất là những người mới uống một chén đã say đó. Đình đời vĩ biết tiểu lượng của tà húc không tệ, liền gián tiếp thăm dò lương ưu tuyền tầm mấy chén sẽ say. Tội á, một tá bia cũng không thành vấn đề, còn rượu thì chắc uống được khoảng nửa lít. Lương ưu tuyền từ nhỏ đã được dạy uống rượu. Lương bà thường nói, rượu phẩm như nhân phẩm, điều tối kỵ nhất của cảnh sát, đó là tiểu lượng kém. Uống mấy chén đã say rồi, để lộ hết chuyện cơ mật, đình đời vĩ há hốc miệng ra kinh ngạc còn mẹ nó tiểu lượng cao thế thế thì mấy chai ca mới gục hả trời lương ưu tuyền nhận lấy tiền rồi đi đến siêu thị gần nhà tay đẩy xe đẩy tay cầm tờ giấy ghi những đồ đinh đới vĩ muốn mua lương ưu tuyền đi dọc siêu thị lúc cô đi đến khu bán sữa thì gặp một đôi tình nhân đứng chặn giữa đường đôi tình nhân kia rất ngang nhiên chắn đường cô gái cần kéo tay người đàn ông thì thầm gì đó mà lương ưu tuyển không tài nào vượt lên trước được, đành phải cố kiềm nén đi sau bọn họ. Đột nhiên, cô gái kia cúi xuống trọn sữa. Lúc thấy mặt cô ta, lương ưu tuyền ngẩn ra. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mặt tái nhợt đi, cô ta chậm rãi xoay người, cố gắng che đi cảm xúc bàng hoàng, khinh thường cười. Người đàn ông kia cũng quay lại. Lương ưu tuyền nhìn người đàn ông trung niên to béo kia, trên người mặc âu phục, chân đi giày ra. Nhìn chất liệu bộ vét, với cái đồng hồ, cô đoán người đó nhất định cũng phải là người có tiền. Lương yêu tuyền cười mỉa mai, xem ra cô đã bắt được một đôi gian phu dâm phụ rồi. Không biết sao, cô hay gặp phải mấy chuyện dơ bẩn thế này thế nhỉ. Lương yêu tuyền cũng không cần gì phải chất vấn quan hệ của Tiếu Hồng với người đàn ông này, cũng không có hứng thú muốn biết. Bởi thế, những gì cô làm chỉ đơn giản là tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Nhưng không ngờ, Tiếu Hồng lại dùng gót giày chặn cô lại, Cô ta khẽ nâng cầm, ý bảo Lương Yêu Tuyền đi ra phía cửa nói chuyện. Tiểu Hồng, đó là người quen của em à? Người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng phổ thông không lưu loát. Tiểu Hồng thả nhiên cười, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho người đàn ông kia. Dạ, đó là bạn cũ của em, anh cứ đi trước đi, em sẽ đi tìm anh ngay. Lương Yêu Tuyền khinh thường, đúng là đồ nói dối không biết ngượng. Cô cũng chả rảnh mà đi cùng Tiếu Hồng ra ngoài cửa, Liền tiếp tục đi chọn thức ăn, còn Tiếu Hồng hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt đi theo Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền, đã lâu không gặp. Tôi biết cô sao, làm ơn tránh xa tôi một chút, được chứ. Lương Ưu Tuyền nhét chai ca vào trong xe đầy. Tiếu Hồng nịnh nọt cười. Tôi có nghe chế bác nói, cô suýt nữa bị bom nổ chết. Cô nói xem, có phải có người tốt bụng muốn thay tôi báo tù không? Lương Ưu Tuyền dừng lại, bình thản nói chờ tôi chết đi rồi, cô hãy đốt pháo chúc mừng. Tất nhiên là nếu như lúc đó cô vẫn còn sống. Cô... Quên đi, hôm nay tôi sẽ không cùng cô cãi nhau. Tôi với người đàn ông kia không có gì hết. Chỉ là quan hệ hơi mập mờ chút thôi. Ông ta là ông chủ một công ty luật sư nổi tiếng. Tôi chẳng qua cũng chỉ mong muốn có được một công việc ổn định thôi. Tôi không hề ngủ với ông ta. Lương yêu tuyền khinh bỉ nhìn Tiếu Hồng nói những lời đó mà sắc mặt vẫn thản nhiên lửa dần dần nảy lên trong lòng. Tiểu Hồng, cô thật khiến tôi kinh tởm. Thật không biết cô có thật sự yêu thương Lâm Chí Bác không nữa. Cô kích động cái gì, đừng ra vẻ mình thanh cao nữa được không? Tôi biết thừa rồi, cái người bệnh ở cùng phòng với cô chính là tổng giám đốc của Tinh Hòa. Người ta cao sang như thế, cô đã làm thế nào để câu được anh ta? Tiểu Hồng theo Lâm Chí Bác xem xét bệnh án của Tả Húc, không nghĩ tới cái thằng thần kinh hay pha đám chết tiệt kia lại là người đàn ông kim cương của giới giải trí. Lương Ưu Tuyển không muốn cùng cô ta nói chuyện nữa, liền bước đi. Cô không thấy tội nghiệp gì cho Lâm Trí Bác, đấy đều là số mệnh, chẳng ai biết mối nhân duyên của mình kéo dài được bao lâu. Huống chi, cô dĩ nhiên không tin có việc gì có thể che giấu mãi được. "Đợi chút, Lương Ưu Tuyển, cô sẽ không nói với Trí Bác đúng không?" Tiểu Hồng không còn mồm mép nữa, trong giọng nói của cô ta có phần cầu khẩn. Lương yêu tiền không nhiều chuyện như thế Cô cầm túi đồ đi thẳng ra ngoài siêu thị Ây da Đúng là Tiếu Hồng cứ xuất hiện Là y như rằng cô lại bị chọc tức mà Một lúc sau Lương yêu tiền mang theo thức giận đẩy cửa phòng Đem túi đồ vừa mua Cùng trọng lượng ngã xuống bàn tiếp khách Cô lại đi đến toilet Dùng một cước đá cửa Quỳnh một tiếng đóng sọc cửa lại Mở vòi hoa sen Ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy ào ào Đình đối vĩ bị sốc đến mức giữ nguyên tư thế chào hỏi ban nãy mới ra ngoài một chút mà đã thế này sao lương ưu tuyền đã nghĩ rằng mình là hẳn rất vui khi gặp chuyện ban nãy nhưng cô lại không tài nào cười nổi tiểu hồng tuy là người thứ ba nhưng đã chiến thắng lại không hề quý trọng tình cảm khiến lương ưu tuyền cảm thấy chính mình không đáng giá tả húc xem kịch bản xong liền lan ra ngủ đến giờ mới dậy hắn lười biếng đi ra ngoài lại thấy trên bàn có đồ ăn vặt nên rất vui vẻ bóc một túi, vừa ăn vừa nằm dài trên sofa xem tivi Này, lưng yêu tuyền hình như có chuyện. Đình đời vĩ chỉ phòng tám nói. Thật không? Trong bếp có thuốc rửa rán đó, cậu lấy ra đưa cho cô ta ăn, lấy độc trị độc Tả hút lời biến, sụt sâu xuống sofa. Đình đời vĩ vốn định nói thêm gì đó, đúng lúc nghe thấy trong toilet có tiếng loảng sảng. Một phút sau, lưng yêu tuyển xài bước đi đến bên bàn. Nhấc một chai vodka lên, bước vào bếp tìm dụng cụ mở chai. Đến 10 phút sau vẫn chưa thấy ra. Đình thấy vĩ vò đầu bứt tay lay lay khuỷu tay tả Húc. "Cậu đi xem đi, cô ta sẽ không uống hết chai vodka kia chứ? Rượu 60 độ đó." tả Húc thở ơ đứng lên, đi đến nhà bếp, vừa đi vừa nghĩ cách chế nhạo lương ưu tiền. Hắn không ngờ, cô đang chôn đầu ở trên gối, vỏ chai rượu lăn lóc dưới chân. Tả Húc vội thu lại nụ cười không đứng đắn, đi vào trong bếp, đồng thời đóng cửa lại. Hắn ngồi xổm trước mặt Lương Ưu Tuyền hỏi, "Có chuyện gì?" Lương Ưu Tuyền lắc đầu, chỉ tay ra hiệu cho hắn ra ngoài. Tả Húc cũng thật nghe lời, liền đứng lên rời đi. Nhưng là chỉ một lúc sau, đã thấy hắn quay lại, tay cầm theo một chai vodka. Hắn đặt chai rượu ở bên cạnh Lương Ưu Tuyền. Uống rượu tuy hại thận, nhưng không uống thì sẽ hại tâm. Lương Yêu Tuyền qua khe chân, nhìn thấy một chai rượu còn đầy. Cô hít một hơi, liền cầm lấy chai rượu kia đưa lên miệng tu một hơi. Cô lúc này tâm trạng đang cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, cô không rõ nguyên nhân vì sao mình lại khó chịu. Tả húc bước đến tủ lạnh, lấy ra một cái ly thủy tinh, lại chia tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, còn mấy trái nho nhỏ chưa ăn hết, vui vẻ nói. Tôi có đồ nhắm đây, đổi đồ ăn lấy chén rượu được không? Lương yêu tuyền nhìn mấy quả nho khô ở trong làng bàn tay hắn, không hiểu sao vì cười, lại nhìn đến chén rượu ở trong tay, lúc này cô mới nghĩ ra. Tuy không hiểu mấy dòng chữ ghi trên chai, nhưng hình như lúc tính tiền trên bảng giá có ghi, rượu 60 độ thì phải. Hàng giả sao, sao uống mãi mà vẫn chẳng thấy gì hết này. Lương yêu tuyền đào đào mắt, hỏi tả húc. Tác dụng chậm, đừng sốt ruột, ăn chút gì đi rồi khác thấy say. Tả Húc ngồi trên ghế uống một ngụm rượu, nhào mắt lại. Lấy chai rượu lại đây, tôi dạy cô cách uống. Tả Húc ném một quả nho vào trong miệng, lại mang đến một cái cốc thủy tinh. Ở trong cốc, có cho thêm hai miếng chanh cắt lát cùng một ít đá. Hắn rót rượu và non nửa cái cốc, rồi dùng một miếng lót che miệng cốc, lại xoay cái cốc một góc 90 độ, rồi lắc thật mạnh. Một lúc sau, nghe thấy tiếng oành, rồi từ bên trong cốc bỗng trào ra một tầng bọt trắng xóa. Sau đó, hắn lật ngược cốc lại, bỏ miếng lót ra rồi đưa cốc cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền thấy bọt sắp tràn ra ngoài, liền theo bản năng lè lưỡi ra hớt một ngụm lớn. a à, hương vị quả nhiên không giống lúc trước. Không chỉ mát lạnh hơn, mà vị nồng đậm của rượu cũng tăng lên. Cô thử không? Tả húc đưa cô một cái cốc sạch khác. Lương Ưu Tuyền gật đầu, cô cũng giống như tả húc lát đến khi trong bình đổ cái oành nhưng lúc lưng ưu tiền bắt chiếc tả húc xoay cái cốc thì do động tác không đủ lưu loát bởi thế bỏ trong cốc sẽ cả ra ngoài tuy không thành công nhưng lưng ưu tuyền vẫn hồ hời cười hai mắt lộ ra vẻ thích thú tả húc xa vai cô nhẹ nhẹ sống trên đời không nên hối hận cho dù có quay lại chọn một con đường khác cũng chưa chắc sau này đã không hối hận lưng ưu tiền thậm chí có chút hỗn loạn mơ mơ màng màng gật đầu, nước mắt không biết vì sao chảy xuống. Cô cảm thấy mình thật quá đáng thương. Mỗi tình đầu tan vỡ đã khiến cô mất hết niềm tin đối với tình yêu. Hơn nữa trên đời này, liệu có ai muốn gắn bó cùng cô suốt phần đời còn lại không? Thật sự đáng thương, thật sự cô độc. Đột nhiên, lưng ưu tuyển nhận ra mình đang khóc trước mặt tả húc. Cô lảo đảo đẩy tả húc ra. Ra ngoài đi, anh ra ngoài trước đi bởi vì cô đột nhiên đẩy như vậy tả húc vô ý trượt phải vỏ chai rượu trống không hắn ngã về phía sau may là chống được nhờ cánh cửa nhưng không may là rượu đã bắt đầu có tác dụng lưng yêu tiền lảo đảo hai bước lại nghiêng về phía trước ngã vào trong lòng tả húc nhưng do tả húc vẫn chưa đứng vững lưng yêu tiền lại đột nhiên nhào đến khiến cả hai cùng mất thăng bằng ngã nhào bịch tả húc so xoa xoa cái chán lại cảm thấy có đôi tay đang sờ sờ trên vai hắn lưng ưu tuyền nghiêng đầu nhìn hắn gầy ngô cười khanh khách tả húc liếc cô một cái liền cố gắng nâng cô đứng lên bỗng nhiên hắn dùng mình nhận thấy có một hơi thở ấm áp đang phả lên môi mình tả húc chăm chú nhìn hai má lương ưu tuyền lại thấy cô chớp chớp mắt một tay đã đặt dưới cằm tả húc trong lúc lương ưu tuyền nắm cằm của hắn tả húc đã cảm thấy có nguy hiểm nhưng hắn chưa kịp né thì hai đôi môi đã chạm vào nhau hành vi của lương ưu tuyển lúc này chính là hành vi của một nữ tặc ngang nhiên cưỡng ép người ngây thơ yếu đuối vô tội còn tả húc lúc này là người đang bị hại lương ưu tuyển không biết là say rượu hay là mượn rượu để cướp tiện nghi đang dùng kiểu tay chống đỡ khiến tả húc căn bản không cách nào chống cự hắn không còn cách nào khác chỉ có thể đập đập cửa cầu cứu đinh đới vĩ trợ giúp nhưng mà đinh đới vĩ đương nhiên lựa chọn biện pháp thấy chết không cứu. Đằng nào thì kế hoạch, mà kể ai sai trước, ai sai sau, cứu loạn là được của hắn cũng đã thành công. Đà Linh, đêm nay tôi có hẹn rồi, chắc không về được. Hình đấy vĩ tạc lưỡi cười cười, cầm áo khoác lên thanh thản bước ra ngoài. Đêm nay đánh đi tán gái vậy. Mặc kệ đầu lưỡi với hương thơm đồng của rượu, đang cố gắng tách môi của mình. Tả hút nhắm tịt mắt, cố gắng hít thở không khí, cố gắng để không cảm thấy những cảm xúc khi hôn. Lương ưu tuyển thấy thế, liền mờ mờ ám ám cười, dạng chân trên đùi hắn, lại liếm mở môi hắn cười cười. Cô khẽ khẽ cắn vành tay của tả húc, điều bộ thích thú như đang nghịch một món đồ chơi. Tả húc không nhịn nổi nữa, cho dù hắn có cố gắng giữ mình thế nào, cũng không ngăn được cơ thể tự động phản ứng. Vì thế, hắn vòng tay qua gáy lương ưu tuyển, đột ngột hôn cô nồng nhiệt khiến lưng yêu tuyền giật mình vài giây, cô đầu óc trống rỗng chỉ biết chừng mắt. Một bàn tay nóng bỏng đã xuyên vào bên trong lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, ít nhất thì cũng không còn cảm giác cô đơn nữa. Dù sao nghĩ thế nào nghĩ, lưng yêu tuyền vẫn theo bản năng bảo vệ ngực của mình. Quả thật bản năng tự bảo vệ của cô vô cùng lớn. Đột nhiên Lương yêu tuyển cảm thấy thân thể bị sốc dựng lên, lập tức mất thăng bằng. lưng yêu tuyển vội vàng một tay dựa lên tủ bát đĩa, tay còn lại nắm chặt bả vai tả húc. Tả húc lúc này nhe sang cười, đem cô đặt lên trên tủ bát đĩa. Hắn vừa hôn cô, vừa vớt ve thân thể cô, khiến lưng yêu tuyển không cách nào nghĩ đến chuyện bảo vệ thân thể mình nữa. Lại nói, một người đàn ông khi đã bắt đầu tấn công, thì dù con gái có hung dữ cách nào, cũng phải chịu thua khi cơ thể lưng ưu tuyền đã hoàn toàn không một mảnh vải hiện ra trước mắt tả húc đột nhiên cảm thấy mê muội không phải chóng váng đầu óc mà là cảm thấy hoa cả mắt cô gái này dáng người tuy không đủ đẫy đà nhưng quả thật rất được hoàn toàn cân đối không biết từ bao giờ các cô ca sĩ diễn viên người mẫu vì muốn được tả húc nâng đỡ đều đến tìm hắn tuy bọn họ luôn nói họ đến với hắn vì tình cảm nhưng tả húc lẽ nào không nhận ra những hành động đó đều có mục đích tuy thế kiểu non được dâng đến cận cửa mà không làm thịt thì thật không có đạo lý bởi thế dù không yêu hắn vẫn qua đêm với không biết bao nhiêu cô gái hôm nay cũng thế hắn vẫn như trước không có tình cảm với đối phương hơn nữa dù bị dục vọng chi phối nhưng tả húc vẫn nhận ra lưng yêu tuyền chẳng qua là say rượu không hề có mục đích gì với hắn nhưng tả húc vẫn không tài nào dừng lại được ngược lại hắn thậm chí còn tò mò không biết sáng mai tỉnh lại cô gái này sẽ phản ứng thế nào nếu như cô ta làm ầm mỹ thì hắn sẽ vào vai một người vô tội bị hại hơn nữa còn phải nói với cô ta hắn không cần cô ta chịu trách nhiệm đâu he nhưng đến chết hắn cũng không nghĩ tới lương ưu tuyền lại vẫn còn là con gái trời đất mấy cái thủ pháp thuần thục như ban nãy làm sao cô ta học được nhất định là đã lén lút xem rất nhiều phim cấp 3. Tả hút một tay bê chán, hắn thế mà không nhận ra. Giờ trò sàng bậy với nữ cảnh sát, thôi xong rồi, chết chắc rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đằng nào cũng chết, chọn cái chết có lợi nhất thì hơn. Bởi thế, tả hút rất khoát ôm lương ưu tuyền hướng về phòng ngủ, hết sạch hy vọng sống rồi, giờ chỉ mong được thỏa mãn rồi chết vậy. Có người say rượu thích nói lung tung, có người say rượu chỉ vùi đầu vào ngủ cũng có người say rượu lại thích hoa chân múa tay tay đấm chân đá mình chứng sinh động nhất chính là lương ưu tuyển nhà chúng ta tả húc vừa đặt lương ưu tuyển xuống giường đã bị cô trực tiếp đá một cái bay xuống giường tả húc tưởng lương ưu tuyển đã tỉnh rượu muốn đánh mình thì hoảng sợ nhưng chưa kịp hét lên câu xin tha mạng thì đã thấy lương ưu tuyển hướng phía hắn mà ngã vật ra Tả húc lén lén nhìn lương ưu tuyền thì thấy cô mắt nhắm tịt. Đến lúc đấy, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Đã không tình thì ta phải nhanh nhanh hành động thôi. Thật ra, tả húc đã đấu tranh tư tưởng rất dữ rồi. Tuy nói chính lương ưu tuyền là người bắt đầu trước, nhưng bản thân hắn cũng là đồng phạm. Tuy chẳng qua là hắn đi theo cây lao do lương ưu tuyền phóng ra, nhưng như thế vẫn không thể phủ nhận việc chính hắn là cố tình. Lúc này, nội tâm tả húc vô cùng đau đớn dễ dụa làm hay không làm hai từ này đang tra tấn cái thần kinh yếu ớt của hắn ngay tại lúc tả húc đang đấu tranh với chính mình thì lương yêu tuyển theo bả vai hắn từ từ cắn khe khẽ lên đến khuôn mặt rồi đến phiên đôi môi đỏ mọng đó cảm ơn các bạn đã đón nghe phần một câu chuyện nhớ like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình se để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Vừa nghe lời này, Lương Yêu Tuyền càng thêm ho khan. Cô một bên đấm đấm vào ngực mình, một bên kéo kéo tay áo tả hút, dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu. Tả hút nhíu mày, thì thầm bên tai cô điều kiện. Tôi chẳng những có thể cứu cô, còn có thể giúp cô đuổi hắn đi, nhưng cô phải cam đoan, từ sau không được đánh tôi nữa. Hiện tại, Lương yêu tuyền đầu óc thực loạn Lập tức giơ tay lên thề với trời Tôi thề sẽ không đánh chết anh Tả húc chuyển ánh nhìn Hướng lâm trí bác cười nói Này Đừng tưởng rằng anh mặc áo bác sĩ Thì tôi không nhận ra bản chất lưu manh đều giả của anh Đây là phòng của tôi Đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ chứ Ách Tả húc bị lương ưu tuyền đứng bên cạnh Đá cho một cước bay khỏi cửa sổ Lầm trí bác sẽ không so đo Với bệnh nhân tâm thần hắn ngạo mạn quay qua lưng ưu tuyền nhưng khi hắn vừa muốn kéo cổ tay cô thì đã bị tả húc chặn lại đứng lên ngăn giữa hai người hắn nhìn qua bảng tên của lâm trí bác rồi nói bác sĩ lâm xin hãy tự trọng chút đi anh chiều nghèo bạn gái tôi chính là không đứng đắn mau đi ra ngoài đi lưng ưu tuyền đã nhận ra tả húc căn bản không hề giúp cô gì hết hắn rõ ràng là đang mắt nạt cô mà Lâm Chí Bác giờ mới nhận ra Tả Húc cao hơn mình. Hắn bước đến đầu giường, rút bệnh án của Tả Húc ra, thở dài. Tâm thần phân liệt à? Tuổi trẻ lại tuấn tú như thế, do tự sát không thành hay là giết người? Sở dĩ có loại bệnh này là vì người bệnh có những tâm sự u uất, không thể bày tỏ cùng ai. Lẽ nào bác sĩ Lâm không biết điều đó? Tả Húc hiểu khích cười. Lâm Chí Bác giật mình, bệnh viện này có những người bệnh có chỉ số thông minh hơn người ví dụ như chuyên gia tài chính sĩ nghiệp giả giáo sư toán học nghệ thuật gia luật sư bác sĩ xem ra người bệnh nhân này trước khi không bị bệnh cũng không phải hạng người bình thường tiểu tuyền lúc sau anh sẽ đến tìm em ảnh nhất định sẽ giúp em điều trị đừng lo lắng không cần tôi là giả điên đến nằm viện cùng anh ấy lương yêu tiền bỗng nhiên ôm lấy cổ tả húc mặc kệ tả húc sẽ ruộng như thế nào cô mạnh mẽ thơm lên hai má của tả húc lương yêu tiền cũng đã dần bình tĩnh lại cầu người không bằng tự cứu tả húc nếu giải vây giúp cô mới là việc lạ đấy tả húc nhìn lâm chí bác đang chờ phản ứng của hắn trầm mặc không nói mà lương yêu tiền thấy tả húc mãi không mở miệng để nói thầm với hắn hai câu khiến khóe miệng tả húc khẽ nhếch nhún nhún vai ngạo mạn nói có một thứ tôi có rất nhiều Tên nó là mị lực. Huống chi, anh làm sao bằng tôi được đây? Trước hết, không nói tới vấn đề nhân cách, anh bề ngoài không bằng tôi, cái đầu không bằng tôi, dáng người cũng thua kém tôi. Anh thấy đúng không, bác sĩ Lâm? Lưng yêu tuyển nhịn không được cười nhạo, thấp giọng hỏi. Đồng yên à? Cất nhắc rồi, tiền Thổ Nhĩ Kỳ là ly ra, bây giờ một đô la bằng 27 vạn. Lưng yêu tuyển trừng mắt, thật hay giả, tiền Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ lại vô giá trị như thế sao? Là cảnh sát mà lại như thế sao? Tiền đang mất giá trên toàn cầu. Tôi không phải cảnh sát. Ở trước mặt tôi mà nói dối thì sẽ bị xét đánh chết. Xét mà đánh tôi thì tôi giết anh. Lâm Chí Bác không rõ hai người họ đang nói gì với nhau. Nhưng nhìn bộ dạng thân mật của hai người liền cười trừ, mỉa mai nói. Ít nhất tôi cũng không có vấn đề về thần kinh tả húc tươi cười bình thản nói ai ra anh nói câu này khiến tôi thật thất vọng anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người bệnh nhân rồi đó đấy là chưa nói đến nếu trên đời không có người bị bệnh thì đến cơ hội được đứng đây nghe tôi sỉ nhục anh cũng chưa chắc đã có đâu còn không mau quay về đóng cửa phòng viết bản tự kiểm điểm đi lưng yêu tiền miệng há hốc quả thực đã nhìn tả húc bằng một con mắt khác Hắn nói chuyện không hề thô tục như thế nào lại khó nghe như vậy có khi cho mười vị đại thần nhanh mồm nhanh miệng đến đấu võ mồm với hắn cũng chưa chắc đã thắng được mất lầm chí bác khinh thường khẽ hừ tiểu tuyền xem ra em cũng không có oán hận gì anh như thế còn gì tuyệt vời bằng nếu như em với bạn trai có thể phục hồi trước khi bọn anh tổ chức hôn lễ thì hoan nghênh hai vị đến chung vui anh nghĩ tiểu hồng nếu nhìn thấy em nhất định sẽ rất cao hứng nói xong hắn vội đóng cửa lại chạy bán sống bán chết tiểu hồng đồ tiểu tam đáng giết lưng yêu thuyền cắn cắn môi dưới tiếc là ngay cả tả húc mắng lầm trí bác một trăm câu cũng chưa có câu nào khiến hắn phát điên lên tả húc cũng không quan tâm tới hai người kia ngồi ở bên giường vẽ vẽ phiếu không được đánh mười tờ hắn đã phối hợp cùng lưng yêu thuyền diễn kịch để cô không bị tên bác sĩ đó bắt nạt Ngược lại, hắn sẽ có 10 cơ hội ngăn cô không đánh mình. Mỗi cơ hội bằng một tờ phiếu. Tả hút một bên viết, một bên thầm mỉm cười. Đã rất nhiều năm, hắn không chơi vui như vậy. Nay đường đường là vua trong giới giải trí, lại phải dựa vào phiếu để ngăn nữ nhân kia không được hạ thủ với mình. Viết xong rồi, ký tên. Số 110 không thể đổi ý được. Hiển nhiên, còn tình cảm hay không đã không còn quan trọng vì muốn quyết đấu với tên đó cái gì cô cũng đáp ứng hết lương yêu tuyển vẫn ướt cầm tờ phiếu thì thào nói đúng là đồ điều còn muốn được tôi chúc phúc nữa chứ anh nói trước đây tôi thế nào lại coi trọng hắn chứ tả húc nghiêm trang nói thật sự mà nói việc cô cũng từng có người yêu đã cho tôi một cú đả kích vô cùng lớn anh nghĩ khi dùng hết 10 tờ phiếu này mình sẽ như thế nào nói xong lương yêu tuyển đã xé toạc một phiếu tả húc liếc liếc cô hắn không phải đang dờ vờ sợ hãi hắn là thật sự lo ngại số một một nửa đêm sẽ hạ độc thủ với mình nữ nhân này ra tay không nặng không nhẹ hơn nữa cũng không phải chỉ hoa chân múa tay từ trước tới nay có thể nói tả húc chính là lớn lên trong ánh hào quang cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ hắn sáu tuổi đã tham gia diễn xuất quay chụp một bộ phim liền được giải thiếu niên ưu tú. Sau đó, hắn không ngừng được mời đóng quảng cáo. Cho đến 5 năm trước, hắn dứt khoát giải nghệ, nhanh chóng trở thành tổng giám đốc một công ty giải trí nổi tiếng. Hắn thừa nhận, lời nói hắn luôn ác độc, đơn giản bởi vì những người tiếp cận hắn, không phải những kẻ khúm núm xào hoạt, thì cũng là đám người tất cung tất kính. Hoặc là đám người hợp tác với hắn, chưa nói tới tốt hay xấu, từ trước đến nay, hắn cũng chưa gặp ai dám ở trước mặt hắn mà hung hăng bạo lực hết. Cùng lúc đó, một y tá cứ thập thà thập thò ở ngoài cửa kính hơn 10 phút, rốt cục, khiến vô số y tá khác vây quanh phòng bệnh để xem mặt bệnh nhân số 438. Quá giống, ngũ quan quá giống, bộ dạng cũng giống như đúc nữa kìa. Y tá A hết trói tay, đẹp trai như thế mà lại thần kinh, chật chật, tiếc quá. Nhưng mà, có cái màu da thì không giống tẹo nào. Y tá B hoàn toàn đồng ý, bất quá, Mỹ Nam năm đó màu da trắng nõn. Người đó hôm qua mới nhập viện, rốt cuộc thì bệnh viện chúng ta cũng có một bệnh nhân thượng đẳng, ha ha. Y tá C hào sắc nói lung tung, đổ giỡn với bệnh nhân tâm thần, thì cũng giống như bệnh nhân tâm thần đi giết người, đều không bị coi là phạm tội. Tả húc lại quay đầu lại, khiến nhóm y tá phấn khởi không thôi. Nè, Đại giá ca, sao thấy anh giống nãi đường lúc đã trưởng thành thế? Một y tá ánh mắt sáng lấp lánh. Nãi đường chính là nghệ danh của tả húc khi còn làm diễn viên. Cái tên giống y con người, chỉ nhìn thôi đã thấy dư vị ngọt ngào ngon miệng rồi. Rất kích thích bản năng làm mẹ. Nãi đường từ trước đến nay thuộc top 10, hơn nữa được coi là người tình lý tưởng cho những người đồng tính. Sau này ở châu Á lại rộ lên các thần tượng Hàn Quốc các diễn viên càng khoanh đảo ngàn vạn thiếu nữ yêu Việt nam trở thành hàng bán chạy tả húc cảm thấy cực kỳ khó chịu hắn chính vì cái nghệ danh đáng xấu hổ kia nên mới quyết định đổi nghề lại đem làn da trắng nõn của mình đi phơi nắng cho đen đi mỗi ngày đều đi tập thể hình kiểu tóc cũng thay đổi cho cá tính hơn so với hình ảnh nam xưa đã hoàn toàn không giống huống chi hắn đã 5 năm, năm ở ẩn thế nào lại vẫn có người nhận ra hắn Tả Húc kinh hãi nhìn nhóm y tá đang rầm rộ đi vào. Hắn gác chân lên bàn, dùng đầu gối kín đáo huyết lương ưu tuyền. Một một không, sông lên. Lương ưu tuyền nheo mắt nhìn hắn, u ám mở miệng nói, chán sống à. Tả Húc lại thấy nhóm y tá tiến thêm ba bước. Hắn ngồi xổm xuống phía sau lương ưu tuyền, hai tay đặt lên vai cô, ra vẻ nhát gan nói. Cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ nhân chứng an toàn. Hơn nữa, một khi thân phận tôi mà bị lộ, đối với cảnh sát các người mà nói chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi. Tả Húc nói đúng, tổ chuyên án về tránh đào thả kinh xà nên phải âm thầm điều tra. Việc Tả Húc nhập viện trị liệu giới truyền thông hoàn toàn không hề hay biết. bởi vậy Tả Húc trừ việc không thể rời bệnh viện còn có thể thoải mái nghe điện thoại xử lý công chuyện. hắn mà giống đường mặt á, kiểu mạch nhà cũng không bằng nữa là. mấy người mau ra ngoài, ra ngoài đi. Lương Yêu Tuyển lấy tư cách là một bệnh nhân, trừng mắt nhìn đám y tá. Tất nhiên, có bệnh hay không có bệnh, cô cũng đều trừng mắt như vậy. Càng nhìn gần càng thấy giống. Chụp ảnh chụp ảnh đi, để còn áp lên blog nữa. Ha! lưng Yêu Tuyển thấy đám y tá đang lôi di động ra. Không nói hai lời, vội lấy chăn trồm lên đầu tả hút. Đá ghế đá bàn hù dọa dạ mấy y tá. Không được chụp nữa, các người là bệnh y thiên sứ, hay lông trắng cầu tự hả bệnh nhân phát bệnh mọi người xông lên ngăn cô ta lại gần xem càng giống cũng chụp ảnh chụp ảnh tí nữa còn đang lên blog chứ các y tá anh dũng lâm nguy không hề run sợ chỉ lương ưu tuyển ra hiệu toàn quân xông lên lương ưu tuyển không có khả năng đánh mấy người bọn họ giống như đánh tả hút chỉ có cách chạy ra khỏi phòng bệnh nhằm đánh lạc hướng căn phòng lại bình lặng như lúc ban đầu Tả Húc lén lén nhìn qua chăn bông, thấy trên bãi cỏ có một cuộc thi chạy marathon, liền lắc lắc đầu tạc lưỡi, chật chật, làm nằm vùng đúng là không dễ dàng chút nào. Một lúc sau, thư ký Tả Húc nhắn tin đến thông báo việc cực kỳ hệ trọng. Đêm nay, 10 giờ rưỡi có bộ phim của hãng Tinh Hòa. Tình yêu là chiếc giang khôn khởi chiếu, sinh ngài đúng giờ đến nơi. Tả Húc nhíu mày, bộ phim này do tập đoàn Tinh Hòa độc lập chế tác, Số tiền phải bỏ ra để thuê đạo diễn với diễn viên vô cùng lớn. Năm nay, ý định dựa vào phim này giành giải thưởng. Hắn nhìn lương ưu tiền đã chạy mất hút, khả năng lời cô ta để ra ngoài, có lẽ là con số không tròn chỉnh, làm sao bây giờ? Kết thúc cuộc chiến đẫm máu, Lâm Chí Bác giúp lương ưu tiền giải vây. Đương nhiên cô cũng chẳng vì thế mà biết ơn hắn. Cô thừa nhận mình lấy lại tinh thần rất nhanh, mau chóng vui trở lại. Nhưng cô vừa mới quay lại phòng bệnh thì Tuyền Tả hút hướng cô nháy mắt liên tục Lưng yêu Tuyền dùng mình Theo bản năng vội cầm phích nước nóng lên Tả hút cả gan tiếp tục đi lên ba bước Đứng trước mặt lưng yêu Tuyền Hắn dồn hết can đảm Để cầm tay cô lên nói Phật tổ viết 500 năm ngoái đầu nhìn lại Mới đổi được một kiếp gặp thoáng qua Này tôi có thể nắm tay cô Chứng tỏ chúng ta đã lướt mắt đưa tình với nhau hàng vạn lần cô nói liệu có phải hay không trời xanh an bài duyên phận chúc mừng anh còn chưa biến thành mắt cá vàng lương yêu tuyền nhanh chóng rút tay về lau lại lau tả húc bất cẩu ngôn tiếu chăm chú nhìn cô yêu tôi thì cứ nói ra không cần phải giả bộ như thế để gây chú ý đâu lương yêu tuyền định trong lòng đã ổn định liền một tích tác đem tả húc vật ngã xuống đất tả húc che mắt đúng là đồ bạo lực tự nhiên kìm lòng không đậu thầm than vãn Tuyền Tuyền cái đầu anh Kêu tỷ Lương yêu tuyền một cước bước lên ngực tả húc Tỷ Có chuyện này muốn thương lượng với tỷ Có chuyện mau nói Có dám mau phòng Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau Tôi đã biết cô đúng là cái lâu nay tôi vẫn tìm kiếm Tả húc kỳ thật Thường ngày vẫn luôn trao dồi khả năng diễn xuất Vì thế Bất kể đang ở trong tình huống nào Hắn cũng có đủ khả năng để nhập vai Ý gì tôi nợ anh cái gì sao lại tìm tôi lương yêu tiền ngơ ngác chính là tình cảm tả húc che miệng buồn nôn chết mất lương yêu tiền bắt đầu nổi ra gà tôi thấy anh là muốn bị ăn đòn tả húc lập tức giơ tờ phiếu thứ hai không được đánh một một không đừng náo loạn nữa buổi tối cùng tôi đến buổi hẹn hắn kéo căng ra mặt không diễn nổi vai này nữa đành đổi kịch bản thôi anh nói ra mấy lời điên khùng như thế mà còn nói tôi đừng náo loạn á tôi vừa được mật báo tả húc nhào nhào mắt nhìn xung quanh thần thần bí bí ghé tai lương ưu tuyền nói có liên quan đến tôi có liên quan đến cô đêm nay phải hành động cô hiểu chưa có liên quan đến hai người bọn họ lẽ nào chính là muốn nói đến vụ buôn lậu kia lương ưu tuyền tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ kéo rèm cửa lại tiện thể truy vấn địa điểm cụ thể tả húc cẩn thận lắc đầu vì sự an toàn của tôi cô có dám hay không dám đơn thương độc mã đi theo tôi dám mấy giờ lương yêu tiền trong mắt hiện lên ánh mắt sắc bén đêm nay mười giờ rưỡi cái miệng của cô không an toàn nên tạm thời địa điểm phải giữ bí mật nhưng chúng ta làm sao đi ra ngoài bây giờ tả húc ra vẻ khó xử ngủ ngốc trẻo tường chứ sao thực ra không đúng dịp y tá hỗ trợ cô lại đang nghỉ đông tả húc mấy môi gật đầu hắc hắc, thành công. Lương yêu tuyền nhìn đồng hồ, đưa tay xuống dưới nệm lôi ra một khẩu súng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường lắp đạn vào. Được rồi, tôi thừa nhận mình là cảnh sát, nhưng anh đã nói, tôi ngoài giám sát anh còn phải đảm bảo an toàn cho anh. Đừng lo lắng, nhất định tỷ tỷ sẽ bảo vệ cậu. Tạch tạch. Cô lên đạn. Tả húc thấy thế lui lại vài bước. Đúng là đời người trắng đen lẫn đồn, thế này là bảo vệ, bệnh viện vì tránh những phát sinh ngoài ý muốn cho nên bên ngoài hành lang luôn có đèn sáng trưng cả năm không tắt bao giờ mà khi bệnh nhân đi ngủ thì bên ngoài phòng bệnh luôn có cửa sắt để bảo đảm lương yêu tiền tính tình nóng này nhưng thao tác thì thừa độ chuyên nghiệp kế hoạch chạy trốn như sau phá hỏng đường dây điện để mấy cái đèn được đưa đi sửa chữa đồng thời mở cửa sắt chính là nhờ vào dung nhan của tả húc dùng lời ngon ý ngọt để dụ y tá khiến cô ta quên khóa cửa. Tả húc mặc áo khoác bên ngoài áo bệnh nhân. Trần mắt chéo ngồi trên ghế, rất ngưỡng mộ lưng ưu tuyển. Lưng ưu tuyển lúc làm việc thần thái nghiêm túc, không nóng vội, không nóng này, thủ pháp thuần thục. Tả húc cuối cùng cũng thấy cô rất chuyên nghiệp. Cô bán có chuẩn không? Đây mới là vấn đề hắn thực sự quan tâm. Ý anh là gì? Màn cây bia đang chuyển động hay đang đứng yên? Tả hút nhìn chính mình, xem ra phải miêu tả lại hoạt động của cái bia. Thí dụ như, trong lúc đang đuổi theo đối tượng, lúc ban ngày, cách đối tượng vài thước, thì cô bắn có trúng hắn được không? Không nhất định, còn muốn xem hướng gió, tốc độ, có hay không có chứng ngại vật. Lương yêu tiền xem hắn bằng một con mắt, nói đầy ẩn ý. Một phát không trúng thì có sao đâu, đạn vẫn còn là được rồi. Tả húc có súng người lại, quả nhiên là một cảnh sát bạo lực. Hơn nữa, cô ta còn được phép sử dụng súng. Thôi được rồi, tất nhất sau này nên bớt chọc giận cô ta. Cạch, tóe lửa, một mảng tối đen. Lưng ưu tiền nhảy xuống đất, phủi phủi tay. Y như kế hoạch, hai người đều nằm im trên giường giả vờ ngủ. Năm phút sau, y tá cùng thợ điện đã đến. Khi ánh đèn pin chiếu xuống, tả húc trở thành bộ dạng buồn ngủ, mắt hiếp hiếp để tấn công trái tim y tá nọ. Hắn liếm nhếm môi khát vọng nói mau hôm tôi đi bạch y thiên sứ mỹ nam ngủ chính là đang chờ đợi thiên sứ đến đánh thức lương yêu tuyển lúc này thực sự hối hận buổi tối đã ăn hai cái bánh y tá vẫn còn trẻ làm sao chống lại được thể loại mê hoặc như thế này cô xấu hổ mân mê vạt áo cô là rất muốn hôn nhưng lại ngại người thợ điện đang ở bên ngoài lúc này làm sao có thể rời trò với bệnh nhân được tả húc lén huyết và mu bàn tay của người y tá Y ám chỉ muốn ra ngoài toàn bộ Khủ khủ Số 438 Mau rời giường đi làm kiểm tra sức khỏe Cô y tá nghiêm trang ra mệnh lệnh Tả hút ngoan ngoãn nghe theo Nhắm mắt theo đuôi đuổi theo y tá Lương yêu Tuyền âm thầm vúng tay một cái Sỏi lắm Đúng là người này chỉ có mỗi khuôn mặt là hữu dụng thôi Thợ điện rất nhanh đã sửa xong cái đèn trông chừng người bệnh mà nói Không phải công việc của hắn Cho nên hắn mang theo dụng cụ vội bỏ chạy Lương yêu tiền nhanh chóng bỏ dậy, dùng chăn với gối giả dạng hai người đang nằm trên giường xong, cô ngồi chờ Tả húc quay lại. Mười phút sau, Tả húc lén lút quay lại phòng bệnh, kỳ thật, hắn muốn tự mình bỏ chạy, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải đụng mặt cô ta, liền quay lại, hắn còn chưa muốn chết. Lương yêu tiền bước ra cửa, hé ra một khoảng nhỏ, mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, thấy không có ai, hai người liền nằm dạp xuống đất tiến lên, thận lời bỏ qua quầy phục vụ. Lương Yêu Tiền trước đó đã thăm dò địa hình, liền dẫn Tả Húc đến một bức tường hơi thấp. Cô lui về phía sau vài bước, sau đó bật thật mạnh, nhanh chóng trèo qua bức tường. Tả Húc ngoan ngoãn ứng thanh, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp tiểu y tá. Tả Húc thở dài, huýt một tiếng sáo. Cô không làm cảnh sát thì cũng có thể làm diễn viên đóng thế, nam hay nữ đều được. Đừng lắm chuyện, mau lên đây. Lương ưu tuyển không có thời gian cùng hắn pha trò, vươn tay ra cho hắn. Tả húc thấy cô nhiệt tình như vậy, nếu tự mình nhảy qua tường, thì có lẽ là không để mặt cảnh sát tỉ tỉ, cho nên nắm lấy tay lương ưu tuyển, dưới sự giúp đỡ của cô nhảy qua bức tường. Vừa đúng lúc, có một chiếc taxi đi ngang qua, tả húc giơ tay ra vẫy lại, hai người một trước một sau ngồi trên xe, giảp tinh hỏa. Lương ưu tuyển thở phào nhẹ nhõm. À, Đúng rồi, y tá kia liệu có đi tìm anh không? Sẽ không, tôi rủ cô ta chơi trốn tìm. Lái xe dừng xe đột ngột, cuối cùng cũng đã phát hiện trang phục hai người rất có vấn đề. Bệnh viện tâm thần XX. Lái xe vừa muốn khuyên hai vị kia quay lại viện trị liệu, tả húc liền đem 200 khối đặt ở đầu xe. Tôi là diễn viên, đang thể nghiệm cuộc sống. Lái xe chất phát mắt giật giật, lại nhìn về phía lương ưu tuyền. Lương ưu tuyền lấy ra cảnh huy, bác tài, cảnh sát phá án. Lái xe yên lặng cầm tiền, không may là gặp phải hai người điên, may mắn là, là thật sao? Lương yêu tiền không dám khinh thường, dò so hỏi, đối phương mấy người? Ân, Ân, hơn 300, ám chỉ người xem, cả ba ngà, không phải, những người đó không quen biết nhau. Thủ lĩnh các bang phái hội tụ, lương yêu tiền trong lòng cả kinh, nếu là thật, thì quả nhiên đáng nghiêm trọng tả hút trà sát cầm tôi cũng không rõ ràng lắm đối phương chỉ nói gặp trong đêm tối cấm không được phát ra một tiếng động lưng yêu tuyển nặng nề gật đầu gặp nhau lúc tối khuya thế này có thể hiểu được dù sao cũng đều là tội phạm cả vì an toàn của anh chúng ta cái trang thể nhân tuyệt đối không được tách ra mặc dù đối phương trở mặt ta cũng có thể ngăn hắn lại một lúc nghe hiểu không lưng yêu tuyển nghiêm túc nói nghe lời cô vậy Bất quá, vạn nhất đối phương nổ súng bắn thì phải làm sao? Tả Húc trêu chọc nói, không cần anh quản, sợ chết sẽ không làm cảnh sát. Tả Húc cười như không cười, chăm chú nhìn lưng ưu tiền qua gương chiếu hậu, có thể thấy rất rõ thần thái cương nghị của cô, qua đó thấy cô không phải là nói suông. Hắn không tự giác đối với cô bắt đầu kính nể. Bác lái xe bất đắc dĩ thở dài, nam ảo tưởng mình là diễn viên, nữ ảo tưởng mình là cảnh sát, Hai người này thậm chí còn tưởng tượng mình đang ở trong một bộ phim Mafia. Đúng là không thể cứu chữa được. Không, không đúng, là tuyệt đối không thể cứu được. Xe taxi đến phía sau cửa giảm tinh hỏa, tả húc cùng lưng ưu tiền liền lên một chiếc xe khác. Thư ký của hắn không nói một câu vô nghĩa, trực tiếp thỉnh bọn họ mau vào trong. Hai gã tạo hình chờ đã lâu. Lưng ưu tuyển ngơ ngác, cũng không phải muốn tham gia vũ hội, vì sao còn muốn làm tóc với thay quần áo tổng giám đốc tả vị tiểu thư này đi cùng ngài với tư cách là thư ký lễ phép đánh giá lương ưu tuyền tả húc suy nghĩ một lát nói bảo tiêu ái nam ái nữ không được nhất định phải xả làm tình nhân lương ưu tuyền ngắt lời sau đó hướng cô thư ký ôn nhu cười tôi muốn mặc đồ con gái nhưng không mặc váy giải cao gót vị thư ký hơi kinh ngạc dùng ánh mắt trên cầu ý kiến của tả húc tả húc nhìn ánh mắt sải lang hồ báo của lưng ưu tuyền nếu hiện tại nói cho cô bọn họ chính là tới tham dự buổi lễ ra mắt một bộ phim không biết cô ta có làm gì kinh thiên động địa hay không nữa hắn bất đắc dĩ thở dài cứ tùy cô ấy đi thư ký quả thật không thể tin vào tai mình nữa đã năm năm nay tả húc vô luận tham dự buổi lễ nào cũng không bao giờ mang theo bạn gái không chỉ có thế tả húc ngay cả một nghệ sĩ nữ chụp một bức ảnh cũng không chịu nếu có phóng viên chụp được dù chỉ một góc, hắn cũng không nghề tình yêu cầu phóng viên đó xóa ảnh. Mà Lương ưu Tuyền ở giữa cũng không quan tâm hai người kia đang ánh mắt trao đổi. Cô lấy từ trên giá quần áo một bộ đồ màu đen cùng phụ kiện. Tiểu thư, buổi lễ hôm nay không thích hợp mặc áo sơ mi, để tôi giúp cô chọn đồ. Nữ tạo hình đối với việc cô lựa chọn bộ đồ duy nhất một màu, không dễ dàng tha thứ, liền đi thẳng đến giá áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi không tay, bó sát có in hình lá sen, một cái quần đùi màu trắng, một cái thắt lưng nhỏ màu đỏ cùng một đôi sang đan. Chiếc lá sen này có thể giúp ngực cô đầy đạn hơn, tả hút cố gắng hít hít không khí. Số 117 chính là cái tiểu nguyệt nguyệt bẩn thỉu nấm mốc để mình kia chứ gì. Ngày lúc tả hút đang cùng y tá nọ sảng co, lưng yêu tiền cầm một cái bánh trung thu quay lại phòng. Cô hướng tả hút ngoác ngoác ngón tay, nhanh ra đây, Viện trưởng kêu anh lên sân khấu biểu diễn. Thật ra thì không phải thế, cô chỉ là thấy Tả Húc có vẻ khó chịu, nên muốn làm hắn vui vẻ mà thôi. Còn cái bánh trung thu trong tay cô chính là do viện trưởng lén lút đưa cho cô. Chính là bánh làm từ đạo hương thôn. Tả Húc vội bỏ tay ra, cũng kỳ quái. Hắn trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại thực sự rất sợ lương ưu tuyền. Khi bọn họ đi vào hội trường liên hoan nghe thấy các loại tiếng kêu vang lên tả húc tưởng như mình đang ở sở thú trên sân khấu một người đàn ông đang biểu diễn ảo thuật bằng bài tây mà này thật ra rất quen chính là cho một khán giả lên bóc bài sau khi khán giả đó nhớ kỹ con bài mình vừa bốc liền đặt lại bài vào chỗ sau cùng nhà ảo thuật sẽ nói ra quân bài người đó đã bốc được thật ra thì ý tưởng là như thế nhưng người bốc bài lại không nhớ mình vừa bốc được con gì nghe thấy nhà ở thuật nói là tám bích cũng vội chè miệng liên tục giơ ngón tay cái mà dưới sân khấu một đám người rơi nổi vỗ tay tả húc đứng ở góc tường vẻ mặt ngây dài nói thật buổi tiệc cuối năm của công ty cũng không náo nhiệt như thế này lưng yêu tiền cầm bánh trung thu đưa cho tả húc bánh trứng cho anh một nửa đó tả húc nhẹ nhàng lắc đầu lạy chúc miễn đi đêm nay tập đoàn Tinh Hòa đã cử từng bộ phận đi tham gia các loại tiệc tùng. Đúng ra, hắn phải đến đài truyền hình để bàn bạc về vấn đề quảng cáo, nhưng cuối cùng lại bị chết dí ở đây với đám người này. Đại tỷ à, cho tôi về phòng ngủ đi được không? Hắn nhìn về người đã ngăn cản không cho mình đi. Lương yêu tuyển quy định cho hắn phải tham gia toàn bộ các hoạt động tập thể. Dựa theo cách cô nói, thì là như thế cho tiền, chứ cô không dành giám sát hắn. Cô còn phải xem biểu diễn nữa, lương ưu tiền đứng bên cạnh nghe thế liền cười đến ngửa tới ngửa lui sau đó nhìn tả húc trừng mắt ngủ cái gì mà ngủ anh nên đi lên đó biểu diễn đi tôi không biết ca hát cũng chẳng biết khiêu vũ hơn nữa ở đây cũng có trả tiền công biểu diễn đâu anh là diễn viên cơ mà tôi trước đây có xem qua phim của anh anh ở đại náo thiên cung đóng vai na cha còn gì ở dưới chân có cái gì đó hình như là vèo vèo cái mà có thể đi trên mây với phát xạ ánh sáng thực xin lỗi nếu cô nói đến cái ở dưới chân na cha thì nó gọi là phong hỏa luôn ạ à. Tả húc tạc lưỡi nếu hắn thật sự có cái vèo vèo đó việc đầu tiên hắn làm nhất định sẽ là đá bay tiểu quái thú lưng ưu tuyền lão viện trưởng hiền lành ở trên sân khấu vẫn nhìn lưng ưu tuyền ông tuy không biết lưng ưu tuyền là cảnh sát nhưng cũng thật lòng thích cô gái nhỏ này cô là một người rất tốt bụng đôi khi còn giúp ông xử lý câu chuyện nữa tiểu tuyền cháu cũng lên biểu diễn một tiết mục đi ha, ha lương yêu tuyền lưng cứng đờ nhìn viện trưởng xô xô tay tả húc trong mắt xảy qua một tia xảo hoạt ông trời không phụ lòng ta cuối cùng thì cũng có cơ hội trả thù lương ưu tuyền rồi vì thế hắn bất ngờ nâng lương ưu tuyển lên kẹp trên vai thoáng một cái đã đặt cô lên sân khấu lương yêu tuyền hạc giữa bầy gà đứng ở tiêu điểm hứng chịu ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người Lương ưu tuyền trừng mắt nhìn tá hút một cái viện trưởng nhanh nhẹn đem micro đến cho cô hướng cô vỗ vỗ tay Lương ưu tuyền không muốn mọi người thất vọng thoáng nhìn thấy cái bàn gần gần đó liền chỉ đạo mọi người đem cái bàn này đặt xa xa một chút cảm ơn ạ à. đám bệnh nhân dưới kia căn bản không có để ý tuy đã mang cái bàn đặt ra ngoài thật nhưng cuối cùng lại cùng nhau lan lộn trên bàn không chịu rời đi lường ưu tiền gập gập cổ xoay cổ chân lắc cổ tay đột nhiên một màn kinh người xuất hiện cô liên tiếp lộn cú mèo sáu cái về phía sau rồi vững vàng đứng trên sân khấu nghiêm trang vững vàng màn biểu diễn siêu khó kia khiến toàn hội trường khiếp sợ lần lượt từng người ổ lên vợ ơi vợ mau đến xem thần tiên namo a đà một người quỳ xuống cùng bản thân của mình dập đầu vái lạy tả húc hơi hơi nhếch mép võ đoàn nếu tìm cô ta biểu diễn không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền nữa mấy cái phim võ thuật hay thần thoại thì càng khỏi phải nói cô ta hoàn toàn có thể diễn các vai yêu ma quỷ quái không chừng sau này người ta sẽ không giả đám trẻ con bằng ông ba bị nữa mà thay bằng các vai diễn của lưng yêu tuyển cũng nên lưng yêu tuyển đắc ý nhún vai vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi sau đây tôi sẽ vì mọi người mà hát một bài khủ khủ mà khi cô chưa bắt đầu hát nhưng ánh mắt sùng bái lập tức biến mất mọi người lập tức lấy cớ đi vệ sinh để đứng dậy viện trưởng bệnh tim lại sắp tái phát vội dẹp tất cả sang một bên hỏa tốc đem lưng ưu tuyền xuống dưới sân khấu im lặng im lặng tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay xin mời diễn viên đại tài của viện chúng ta người đó đêm nay sẽ vì mọi người mang đến ba tiết mục thật vô cùng hãnh diện xin mời nãi đường của viện ta kẹo mạch nha lên sàn Kiểu Mạch Nha cố lên Nhóm y tá đồng loạt đứng lên Trong tay còn có mấy cái áp phích quảng cáo Hứ Đừng tưởng rằng hàng nhái thì không có fan nhé Cứ trai đẹp là thế nào cũng có fan Tả húc nhăn mặt hòa ra chính mình mới là trung tâm buổi biểu diễn Lương yêu tuyền cười lạnh hai tiếng Đá đá chân tả húc Có bản lĩnh thì anh lên biểu diễn đi Màu thành khẩn khai báo Cô đổi chác tôi lấy cái gì Một cái bánh trung thu nhưng vừa rồi cho anh thì anh không ăn Giờ có muốn cũng không còn nữa đâu Lương yêu tuyển chỉ chỉ bụng Cười khanh khách Bốn phía tiếng hô ngày càng to Tả húc một tay đặt dưới bàn Mì mắt hơi khép Bày ra một bộ dạng cực kỳ tao nhã trầm tư Nếu hiện tại mình không lên diễn Dám bị lương yêu tuyền đánh chết tươi lắm Lương yêu tuyền thấy hắn bày ra bộ dạng như thế Thuận chân đạp cho hắn một cái Tả húc giật mình đứng dậy đi đến sân khấu trong khi tiếng vỗ tay vẫn không dứt bên tai. Đầu tiên, tôi sẽ tìm mọi người mà kể một câu chuyện rất thú vị như sau. Tả húc đột nhiên thật cao hứng, bỏ qua tâm tình nặng nề, thật nhẹ nhàng thong thả bắt đầu. Một đêm đông lạnh giá, có một cô bé rất đáng yêu vì tìm kiếm mẹ của mình. Ba la ba la. Kết thúc câu chuyện, cô bé kia chết cống trong băng tuyết. Giọng nói cùng cách biểu cảm của tả húc vô cùng cảm động, khiến cho ở phía dưới sân khấu rột sùi tiếng khóc. Lương ưu tuyền khóe miệng run run, lấy tay lên lau nước mắt. Cô bé kia đáng thương quá. Còn bà nó, hôm nay không phải tiết thanh minh, sao lại kể chuyện này? Tả húc thấy vẫn chưa đạt được mục đích của mình, hắn lập tức thay sang bộ mặt vui vẻ, yêu cầu DJ đổi sang một bài hát sôi nổi. Hắn đeo kính râm cười nói, Được rồi, được rồi, mọi người sao lại buồn mã như vậy? Hôm nay là ngày vui cơ mà, tôi sẽ biểu diễn tiết mục thứ hai vì mọi người sẽ bắt chước Michael Jackson. Trong toàn hội trường, vang lên một hít nổi tiếng Black or White, không khí lập tức sôi động. Mọi người nghĩ hắn sắp thể hiện khả năng nhảy của mình nên ai cũng đều rất hào hứng. Đột nhiên, tả húc nằm lan xa, hai tay giao nhau trước ngực, khỏe miệng hơi dơ lên bình thản nằm giữa sân khấu. Kẹo mạch nha, mau nhảy đi chứ, hết nhạc lên rồi kìa. Ôi, xin lỗi, tôi quên nói. Tôi bắt chiếc Michael Jackson sau khi ông ấy qua đời. Tiết mục thứ ba là Đi xuống, đi xuống. Anh chiếm mất 12 phút 48 giây rồi. Đúng ra trong khoảng thời gian này tôi có thể kiếm được mấy triệu đô la rồi. Anh mau lùi xuống mà lấy lòng đựng cơm đi. Anh bị công ty chúng tôi khai trừ. Một người bệnh trước đó làm về kinh tế, tài chính, chỉ chỉ. Trên cổ tay có vẽ ra một cái đồng hồ Rolex. À, Thế thì tôi không làm binh ghét chậm trễ nữa vậy. Tả cúi đầu, không nhìn bốn phương tám hướng chuyển đến các loại chừng mắt, lại liên tục cúi người, tránh những chiếc xếp đang bay đến, mặt vẫn mỉm cười lui xuống. Viện trưởng lau lau mồ hôi nhỏ giọt, cười gượng hai tiếng. hiệu vũ đi, mọi người chuyển cái bàn đi. hiệu vũ, khiêu vũ. Một giai điệu duyên dáng vang lên, lập tức nam nữ thành nhóm, đều bị say mê trong đó. Lương yêu thuyền tò mò nhìn hắn, này, nếu anh không bị đuổi xuống, thì tiết mục thứ ba anh sẽ biểu diễn cái gì? Hả? Tả húc dự tính ngay tiết mục thứ nhất đã bị đuổi xuống, không nghĩ đến còn phải biểu diễn tiết mục thứ hai. Lúc này, hắn thấy một y tá đang đến gần, liền vội đứng dậy, hướng lưng ưu tiền chia tay ra. Nhảy điệu này đi. Lưng ưu tiền giật mình, tôi không biết nhảy. Tôi lui cô tiến, đơn giản thế thôi. Tả húc kéo lưng ưu tuyền một cái xoay tròn đã bước đến trung tâm hội trường. Lương yêu tuyền chưa từng khiêu vũ, thận trọng cúi đầu nhìn chân tả húc di chuyển. Tả húc nhảy từng bước hoàn hảo, mà cô nhảy cũng không ngờ, mình vốn ngốc như thế lại nhảy chân chu như vậy. Khó tin nhất là, tả húc không mắng cô ngốc nghếch, ngược lại còn thả chậm bước chân phối hợp cùng mình. Sau khi nhảy thành công một điều, cô không khỏi kinh hỉ kêu lên, khiêu vũ rất tuyệt nha. Tả Húc cười như không cười nhếch môi lên, cười rất ôn nhu. Lương Ưu Tuyền vì thế mà sừng sốt. Đừng nói là dáng vẻ hắn cười lại quyến rũ như thế này chứ. Có phải có người uy hiếp anh không? Hay anh đang bảo vệ ai? Lương Ưu Tuyền không đầu không đuôi hỏi. Tả Húc thu lại nụ cười. Không hiểu cô nói gì nữa. Chính là về đống vũ khí đó. Theo tư liệu điều tra được, giả thuyết anh là chủ mưu, xem ra không còn hợp lý nữa. Sáng nay, Lương Yêu Tiền đã nhận được tin thông báo đem mục tiêu chuyển hướng đến cha nuôi của Tả Húc, cũng chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tinh Hòa, Dương Lễ Trung. Dương Lễ Trung năm nay 65 tuổi, hắn trước khi thành lập tập đoàn giải trí Tinh Hòa, chính là một bộ đội đặc trùng. Tuy nói Dương Lễ Trung hiện nay định cư ở hải ngoại, nhưng hàng năm đều về nước từ 3 đến 5 lần, mà nhóm buôn lậu này có thể buôn bán cả ở Philippines, có đủ các loại sống phân biệt là súng lục ổ quay, tự động súng ngắn, đủ các loại súng ngắn. Bước đầu kết luận, súng đó tích trữ không phải nhằm mục đích bán, mà chỉ là hàng mẫu để giới thiệu. Tuy rằng cảnh sát tạm thời bài trừ khả năng sẽ xảy ra bạo động nhằm tranh cướp vũ khí, nhưng thu được đến ba loại súng siêu Việt lại toàn thuộc hàng buôn lậu như vậy. Án này nhất quyết không thể bỏ qua. Cả húc nhu nhún bay. Nếu tôi không phải đối tượng bị tình nghi thì khi nào các người mới để tôi về nhà tôi đang đợi anh nói ra sự thật đây tôi cũng chưa có nói anh không phải tòng phạm kỳ thật tôi sống ở đây cũng rất thoải mái Tả húc hiếu khích cười nói anh lương yêu tiền dừng lại buông tay tả húc ra cô vốn định quay về phòng bệnh nào ngờ đám người đang nhảy múa kia lại vấp lẫn nhau nên lần lượt té ngã lương yêu tiền đứng gần đó nên không kịp né ra cô khẳng định nhất định sẽ bị ngã cho nên lúc ngã về phía sau còn tìm cách đẩy tà húc ra nào ngờ tà húc có ý định đỡ cô hắn nhanh nhẹn nắm lấy bả vai cô khiến hai người chuyển vị trí cùng ngã xuống tiếng kêu thảm thiết vang lên tà húc biết lưng ưu tiền bị đè nặng nên vội tìm cách giảm bớt trọng lượng của mình xuống người cô đúng lúc này không biết thế nào lại sờ nhầm đùi lưng ưu tuyền hắn phản xạ né tránh nhưng trên người vẫn còn bốn năm người nữa đẻ lên hắn dưới tình thế cấp bách vội chống tay xuống tay dùng hết sức ách mềm mềm hình như không phải bà vai chỉ nghe lương ưu tiền thét một tiếng chói tai và bốp cho tả húc một cái tát vang rồi ánh trăng le lói chiếu sáng một người đang bất động lúc đầu nhìn bóng người sẽ tưởng người đó đang chống cảm suy tư nhưng nếu nhìn chính diện thì sẽ nhận ra được hắn đang ôm một bên má sưng đỏ đường đường là một tổng giám đốc thét xa lửa không ngờ có ngày lại bị một ma nữ cùng phòng đấm đá. Nếu tin này chuyển ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa. Đột nhiên, một cái khăn mặt lạnh xuất hiện trước mặt tả húc. Chiểm lạnh một chút, một cái tát sẽ không khiến anh dí trai đâu, đừng lo nữa. Lương yêu tiền ngợ ngùng nhìn tả húc. Bình thường, người ta ngũ quan thanh tú như vậy, mà giờ trên má in hẳn dấu tay của cô. Cô không thấy mình cần xin lỗi sao? Vì sao tôi phải xin lỗi? là tay anh chạm vào tôi trước mà. Lương ưu tiền chỉ chỉ ngực, lúc ấy tay hắn vừa bóp vừa sờ, cho nên cô mới theo bản năng cho hắn một cái tát. Tả hút một tay trưởng khăn lạnh, nhìn cô cười nhạt. Bao nhiêu nữ nhân ở trước mắt thoát y, tôi cũng chẳng có cảm giác. Cô nghĩ tôi muốn sợ cô chắc. Lương ưu tuyển bĩu môi. Đừng nói như thể mình là liễu hạ huệ. Tôi không tin nếu có phụ nữ cởi đồ trước mặt anh mà anh không có phản ứng, vậy cô cười thử đi xem tôi có hay không phản ứng có phải anh thấy chưa bị tôi đánh chết nên chưa thỏa mãn không tả húc nghiêng người về phía sau tôi muốn nói cô nghe cho rõ tôi nhường cô không phải vì tôi sợ cô mà là vì tôi là đàn ông lương yêu thuyền đang nằm im trên giường bỗng nhiên xoay người đổi tư thế tả húc lại tưởng cô ta muốn lao đến đánh mình liền vội vàng bật trở lại giường lương yêu tuyển thấy hắn như chim sợ cảnh cong không khỏi cười một tiếng. Sáu tuổi đã đi đóng phim giống anh, khẳng định từ nhỏ đã bị bạn bè bắt nạt. Tả Húc nhớ lại ngày xưa, hắn bận đến mức gần như không có thời gian tới trường. Những hôm hắn có mặt ở trường đều là những hôm có kỳ thi. Còn trường đại học thì cũng là trường dành cho những người nổi tiếng và giàu có. Đương nhiên không hề sung sướng, ngạc nhiên đến mức la hét khi nhìn thấy hắn. Tổng kết lại, cuộc sống của Tà Húc là muôn màu muôn vẻ, lại là nhất thành bất biến này vì sao anh không tiếp tục là diễn viên quá vất vả à hay là vì đã kiếm đủ tiền rồi lương yêu tiền gấp quấn tạp chí lại cười tùng tìm nhìn hắn tả húc kín đáo cười vậy sao cô lại làm cảnh sát là vì thấy cuộc sống quá an nhàn nên chán hay là vì cảm thấy mình sống đã đủ lâu rồi nếu muốn biết bí mật của người khác thì trước hết phải nói ra bí mật của mình đã cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau ông nội tôi là tranh án mà tôi là trưởng giám ngục cho nên tôi đương nhiên phải đi làm cảnh sát cái này gọi là mở dây chuyền phục vụ được giờ đến viên anh nói tả húc nhến mày xem ra cô gái này tuy nhỏ nhưng già thế cũng không nhỏ đâu mỗi ngày đứng trước máy quay để diễn cuộc đời của người khác là không có ý nghĩa tả húc tìm đại một lý do qua loa cho xong lưng ưu thuyền nghiêng đầu nhìn hắn trước lúc tiếp cận tả húc cô đã điều tra hắn thậm chí còn từng một lần xem phim của hắn không thể không nói diễn xuất của hắn cực kỳ biểu cảm không ai có thể không cảm động chính là một diễn viên thiên tài hoàn toàn không giống với một số diễn viên thần tượng hiện nay chỉ có quân mặt đẹp chứ không có tài năng lương yêu tuyền còn nhớ rõ trong buổi ra mắt lần trước cô chú ý thấy trong lúc đang chiếu phim bất kể xung quanh có ồn ào cỡ nào tả húc cũng không để tâm dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào diễn xuất của các nhân vật. Nếu có người nào diễn hay, hắn tuyệt đối không keo kiệt mà vỗ tay ca ngợi. Tôi có thể nhìn ra được, anh vẫn rất yêu thích nghề diễn viên. Tả hút khóe miệng mỉm cười, hắn không nói gì, chỉ quay lưng lại phía lương ưu tuyền. Lương ưu tuyền thò người ra nhìn lại. Yêu thì nói yêu, không yêu nói không yêu, có gì mà không dám nói. Càng khó hiểu hơn, sao cô lại có cảm giác hắn đang rất buồn. Tả húc, anh đói à, muốn tôi đi lấy cho anh bánh trung thu không? Lương ưu tiền tuy không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố tốt bụng. Đói, tôi muốn ăn bánh đậu cùng ngũ nhân, tốt nhất là thêm một ly cà phê nữa, cảm ơn. Lương ưu tiền suy sụp hạ bả vai, mình mẫn cảm quá rồi, hắn thật sự không hề buồn bã gì hết, ngược lại, đang rất sung sướng là đằng khác. Một lúc sau, Lương yêu tuyển lẻn vào văn phòng của viện trưởng. Nhân lúc ông đang ngủ, liền lấy trộm một hộp bánh trung thu rất to. Trên đường khiêng hộp bánh quay về phòng, lúc đi ngang qua sân cỏ, Lương Yêu Tuyển vô tình nhìn thấy mặt trăng vừa to vừa sáng. Cho nên cô đứng ở ngoài cửa sổ, gọi Tà Húc cùng xuống ngắm trăng. tả Húc lười không muốn đi, nhưng thấy Lương Yêu Tuyển rơi nắm đắm lên, thì đành thở dài bước xuống. Dưới gốc cây, Lương Yêu Tuyển ngồi xếp bằng, chọn một cái bánh nhân đậu cùng một lon nước chanh đưa cho tả húc tả húc cắn bánh trung thu trong lòng không hiểu nổi trên đời này sao lại có thể có người mỗi ngồi đây ngắm trăng khơi chứ tôi còn tưởng rằng hàng ngày anh đều dùng súp vây cá xúc miệng chứ lưng ưu tuyền bây giờ mới phát hiện tả húc hóa ra không hề kén ăn cho cái gì ăn cái đấy làm diễn viên rất cực khổ thường xuyên không được ăn no có cái ăn là tốt rồi tả húc trèo lên cây thở dài cái nghề này để kiếm được tiền rất vất vả, thậm chí còn có thể vì một bộ phim mà mạo hiểm tính mạng nữa. Đừng lừa tôi, làm sao có thể như thế được? Lương yêu tuyền cười nhạo. Tả húc cười không nói gì, cắn một miếng bánh trung thu, lại uống một ngụm nước chanh. Trong đáy mắt xuất hiện một ánh nhìn khó tả. Nhưng rất nhanh, đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Không ngờ, lương yêu tuyển lại nhận ra được tia biến hóa đó trong mắt hắn. Cô vỗ vỗ vai tả húc Tôi biết anh cũng không thích ở trong này mãi Tôi đương nhiên cũng không muốn rồi Cho nên hay là anh thành thật một chút đi Tả húc lấy cô một cái Hùng hãn hắt tay cô ra nói Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu Tôi không biết gì hết Anh khôn ngoan như vậy Vì sao lúc này còn nói dối nữa Lương yêu tiền nói Anh vừa có tiền vừa có địa vị Ngộ nhỡ tin anh ở trong viện tâm thần Bị chuyển ra ngoài cổ phiếu công ty anh nhất định sẽ đi xuống. À, đúng rồi, tôi biết anh có trong tay 20% cổ phần của tập đoàn Tinh Hòa, chính là đại cổ đông đó. Nồng cạn, cô không cho rằng đó chính là một loại lang xê sao? Cô không biết giới giải trí chính là một thế giới trắng đen điên đảo sao? Tả húc bất đắc sĩ lắc đầu, tỉnh ừ, tức này dù tốt hay xấu thì cũng đều là do chính các công ty giải trí đưa ra cả thôi. Ví dụ thử đi, Chẳng hạn như tin cô là người yêu của tôi được tung ra, khiến mọi người kịch liệt thảo luận. Lại đúng lúc phim được ra mắt, nên đã lăng xê cho bộ phim. Nhận tiện nói cô nghe, hiện giờ cô đang được cư dân mạng đem ra làm thịt đó, còn bộ phim lại rất ăn khách. Phải có sợi căng đan thì mới bán ra được, cô biết chưa? Lương yêu tiền đôi mắt vụt sáng, cười ngốc hỏi, tôi giúp anh lấy bao nhiêu tiền? À, cũng không nhiều, mấy chục vạn thôi. Tả húc không biết từ đâu, lôi ra 10 tờ tiền mệnh giá lớn đặt trong lòng bàn tay của Lương Ưu Tuyền. Cũng không thể không cho cô lợi nhuận, chia hoa hồng. Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn Tả húc đang cười xào quyệt, tức giận đem tiền ném lên người hắn. Anh to gan nhỉ, dám dùng thủ đoạn ấy với cả cảnh sát sao? Có gì mà phải tức giận, cùng lắm mấy ngày nữa thì bọn họ cũng quên cô đi thôi. Tả húc vuốt vuốt áo, nhất phái tự tại. Lương ưu tuyển đảo mắt, kéo Tạ Húc về phòng, cô mượn đề tài để nói chuyện. Anh kiếm tiền thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi tò mò muốn biết mấy người trên mạng viết cái gì. Cô nghi tả Húc là thông qua internet để cùng tội phạm liên hệ, cho nên cực kỳ cần password máy tính để vào xem xét. Password là 1234. Lương ưu tuyền nghe thế thì dừng lại, im bặt. Cô ngoái lại nhìn về phía sau, thấy hắn tươi cười với vẻ mặt. Tôi hiểu cô mà, trong lòng cực kỳ ức chế anh có biết tôi đang nghĩ nên cho anh một trận không? Tôi đã nói từ trước rồi mà, cô cứ bám theo tôi ở chỗ này cũng không chiếm được thông tin gì có giá trị đâu. Tả húc nhẹ nhàng vứt ra một ánh mắt mê hoặc. Lần yêu tiền sợ nhất chính là gặp phải loại đối tượng như thế này. Từng câu từng chữ của hắn đều là nói thật, nhưng thật ra chẳng có câu nào là đáp án cả. Giống như có người đang đặt một cái bẫy, dù không muốn cũng phải bước vào, mà bước vào rồi lại chỉ có thể đứng đó không cách nào thoát ra được đúng lúc này cái loa công suất lớn bắt đầu phát ra tiếng gọi mọi bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi có một nhóm y tá chạy trên mặt cỏ đuổi bắt một nhóm mặt trăng hàng nga và thò ngọc Lương yêu tiền thấy bọn họ mồ hôi đầm đìa đang đuổi theo mấy bệnh nhân thì cũng nhiệt tình giúp đỡ giữ được hai bệnh nhân cùng phòng với nhau cùng mỗi tay sách cùng một người kiện quyết kéo bọn họ về phòng bệnh. Tả Húc nhìn lưng yêu tiền, tự nhiên không kiềm chế được sùng mình. Một lúc sau, Tả Húc và lưng yêu tiền cùng quay trở lại phòng bệnh. Lúc mở cửa, lưng yêu tiền chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ. Cô kéo Tả Húc đứng lên che chắn cho hắn. Tai nghiêng nghiêng nghe ngóng. Làm sao vậy? Lưng yêu tiền ra dấu im lặng, chăm chú lắng nghe. Tích, tích, tích. Cô cẩn thận lại thêm một bước nữa. Tiếng đồng hồ vốn có quy tắc ban nãy, bỗng nhiên nhanh hơn, liên tục vang lên. Cô trong mắt kinh hãi, bởi vì tình hình lúc này dù chạy cũng không kịp, nên cô nằm úp xuống. Sau đó cô đột nhiên nhớ ra, Linh yêu tuyển đẩy ngã tả húc, rồi nhảy lên lưng hắn. Hai tay bảo vệ đầu của hắn, dùng chính thân thể mình để trai chắn cho hắn. Chỉ nghe thấy, có một tiếng nổ lớn, phòng bệnh nháy mắt bị bom phá tan. Cùng lúc đó, còi báo động vang lên nhức óc các y tá xung quanh đều hoảng sợ Tất cả các bệnh nhân đều bị hoảng loạn Lương yêu tuyển cố hết sức bỏ lên Vỗ vỗ tả húc lúc này sắc mặt tái nhợt Xem đi, kẻ thù tới tìm tận cửa Á à, Cô nói còn chưa hết câu Đã bị tả húc một tay ôm gọn vào trong lòng Lương yêu tuyển cảm thấy Hình như hắn đang run rẩy Cô xoa xoa lưng hắn như dỗ một đứa trẻ nhỏ Không có việc gì Tôi sẽ bảo vệ anh Tả húc nghe vậy càng không vui hắn siết chặt hai vai lương ưu tuyền không hề cảm kích thậm chí có phần kích động hỏi thử hơi ai cần cô bảo vệ tôi nói tôi muốn được cô bảo xin chào khán thánh giả của truyện ngôn tình se hôm nay mai hà xin gửi tới các bạn câu chuyện chị cho em đường sống nhớ like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình se để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha nếu chúng ta ở cùng một phòng bệnh Cơm bằng làm quen dần với nhau đi Tôi là số 438 Tả húc đầu tóc rối bời Quay sang nữ bệnh nhân bị trói chặt bên giường bên cạnh Thần thiết chia tay ra Lưng ưu tuyển ánh mắt ngây dại Cô nâng chân lên giật giật ngón cái Xin chào tôi là số 110 110 Cô muốn tôi cởi trói giúp cô không Lưng ưu tuyển chậm rãi nghiêng đầu Hướng hắn cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên dồn sức kêu to Cứu mạng, cứu mạng muốn bà tám bóp cổ ta khủ khủ bác sĩ y tá mau cứu ta năm phút sau tả húc hai tay bị trói đặt trước ngực bị bác sĩ y tá hợp sức trói gô trên giường tôi nói cô cũng quá đáng thật đấy địa đạo chiến hắc địa đạo chiến mai phục hạ thần binh trăm ngàn vạn lưng ưu tuyền giọng nói thanh thoát hát vang một đoạn trong địa đạo chiến tả húc nhìn sang phía bên phải lườm lườm giả điên đúng không Tôi xem cô làm được đến bao giờ Lương Y Tuyền nhìn bức tường bên trái Lấy danh nghĩa người trong ngành giải trí Để bày trò con đồ Anh cho rằng giả điên nhập viện tâm thần Là thoát tội sao Tôi phỉ nhổ nhá Một tháng trước Cảnh sát được thông báo Gara riêng của tập đoàn giải trí tinh hỏa Phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí Bởi vậy Cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân Của cái gara đó Tổng giám đốc tập đoàn giải trí tinh hỏa Tả Húc, Nam, 26 tuổi. Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung. Hơn nữa, hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tả Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tả Húc bị chứng tâm thần phân liệt. Cho nên, tay luật sư già mồm át lẽ phải nói rằng Tả Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. Lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người. Cảnh sát không có chứng cứ, chứng minh hắn đang giả bệnh, nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế tà húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa như khó lọt, tuyệt đối không để tà húc nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Lương ưu tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kỹ càng, có đủ phong độ, tài năng, Lương Yêu Tuyền được xếp vào cùng phòng với Tả Húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp. Nói trắng ra, chính là âm mưu thầm chiến đấu, người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước. Một một không, vừa nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến cô cháu gái thân yêu thất lạc đã lâu. Tả Húc quay đầu, thần thiện nháy mắt mấy cái. Lương Yêu Tuyền chậm rãi nhìn hắn, thật sao, thế thì nên gọi anh là gì đây? Chả lẽ là ông... Tả húc rưỡi ra một cây ngón giữa, lại chậm chạp địa đổi thành ngón cái. Đầu ngón tay chính hướng dơ lên, ngược rơi xuống. Lưng yêu tuyển cố gắng vươn hai ngón tay, tạo thành hình chữ V. Tả húc nằm ở trên giường nhìn xung quanh, bệnh viện tâm thần so với tưởng tượng của hắn khá yên tĩnh. Bất quá, loại bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực giống hắn, phần lớn bị nhốt trong phòng. Chỉ cần làm ẩm ý, lập tức sẽ bị phạt. Mà với những loại bệnh nhẹ hơn, thì được thăng thả dạo chơi ngoài hành lang, người ngồi người đứng sinh động. Lúc này, một gã y tá mở cửa phòng bệnh, đứng trước giường của tả húc. Sau khi giúp hắn cởi áo, nét mặt không chút thay đổi nói. Số 438, theo tôi đến phòng trị liệu. Tả húc xoay xoay cổ tay, vội xỏ dép lê đi theo vị y tá. Trong phòng điều trị, một bác sĩ kêu hắn ngồi xuống, rồi sau đó mở bệnh án ra, tươi cười bắt đầu hỏi. Bác sĩ hỏi, anh có biết mình tên gì không? Tả Húc trả lời. Có, là Mr. 438. Bác sĩ nói, tốt lắm. Nếu anh ở sở thú nhìn thấy một bầy sư tử phá chuồng, anh sẽ làm gì? Tả Húc đáp. Xin hỏi, sư tử vì sao phá chuồng? Vị bác sĩ đẩy kính, bất đắc sĩ nói. Đây là một giả thiết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi. Tả Húc đáp. Ừm. Tôi từ giả thiết trên suy luận như sau, sư tử vốn không có khả năng tự mình phá chuồng cho nên chân tướng chỉ có một sư tử cùng người chăn nuôi nhất định là tình nhân bác sĩ thở phào nhẹ nhõm ở thí nghiệm bạo lực khuynh hướng trình độ tại một cột trong bản bệnh án ghi tinh thần ổn định tiếp theo bác sĩ lấy ra một bức ảnh màu sắc rực rỡ đặt ở tà hút trước mặt nói nhìn thẳng ảnh này trong 5 phút Hình ảnh được tạo nên từ đủ mọi màu sắc viên điểm. Thông thường mà nói, người có khuynh hướng bạo lực trong vòng một phút sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt và kèm theo là hiện tượng nôn mửa. Nhưng còn chưa đến 10 giây, tả húc đã thống khổ che hoi gò má. Đau đầu, đau đầu quá. Vì thế, bác sĩ theo bản năng lùi dần ra phía sau. Sau đó, kéo dài đến nửa giờ thí nghiệm sau. Bước đầu kiểm tra xong, người bệnh này quả thật có khuynh hướng bạo lực. Tả húc trên đường trở về phòng bệnh, hừ một cái, đúng là một đám cảnh sát ngu ngốc. Không biết hắn lúc học đại học có làm trợ lý cho một lớp tâm lý học sao? Loại thí nghiệm qua mấy bức ảnh trên phần lớn không đủ xác thực. Chỉ cần nghịch hướng tư duy giả vờ đi đảo một chút là chót lọt. Đáng sợ phải nói đến mấy cái máy đo lường nhưng mà thật không may bệnh án của hắn nói hắn thuộc lại phát bệnh theo chu kỳ. Loại bệnh này nói trắng ra là một phút trước vẫn còn giống như người bình thường. Một phút sau, có lẽ đã thành một con thú dữ chuyên ăn thịt người ngay lúc tả húc đang trên đường trở về phòng bệnh một vị cảnh sát đã có liên hệ trước với y tá rất nhanh giúp lương ưu tuyền nới lỏng dây chói nghiêm túc nói cho cô tả húc có lẽ thực sự tinh thần vấn đề nhớ chú ý an toàn nghe xong lương ưu tuyền không cho là đúng cô tuyệt đối không tin tổng giám đốc một tập đoàn giải trí danh tiếng lại có vấn đề về thần kinh bất quá cô cũng không muốn lấy chính tính mạng của mình ra để cá cược cho nên cô xuống giường bệnh đúng lấy cái đại thiết bồn rón rén ra đứng cạnh cửa chỉ đợi ta húc bước vào là đánh vào gáy của hắn làm cho hắn ngủ yên tiếng bước chân càng ngày càng gần cô vội vận hết sức lực ra chờ đợi chỉ nghe tiếng nắm cửa phát ra tiếng kít lương yêu tuyền vội nín thở tay giơ lên cao chuẩn bị ra trường nhưng là kế hoạch ban đầu bị cản trở Thả húc lưng dựa vào cánh cửa một bước, nhảy vào phòng. Lưng yêu tuyển lưng cứng đờ, mắt trợn trừng. Tả húc đắc ý, hướng lưng yêu tiền tay đang cầm hung khí, xua tay mỉm cười. Hai, tôi đã biết cô trốn sau cửa, định đánh lén tôi mà. Lưng yêu tuyển mặt đen sì vút chốc nhảy lên. Uỳnh, một tiếng đập vào trán của thả húc, làm cho tà húc đang mỉm cười đổ xuống. Đồng thời, cô ra phía sau lưng tả húc khom người dễ cho hắn không kịp đập xuống đất rồi đưa hắn đến giường bệnh trói chặt hắn lại vỗ vỗ hai má của hắn ngủ đi đứa nhỏ lương yêu tuyền liếc tà húc đang hôn mê khinh thường hư một tiếng anh nghĩ bị anh phát hiện thì tôi không dám đánh anh chắc quá ngây thơ rồi sáng sớm hôm sau tà húc mơ mơ màng màng mở mắt ra kỳ thật hắn đã tỉnh lại ngay sau khi bị đánh nhưng dù sao cũng không làm gì được chỉ bằng cứ thế ngủ tiếp cho thoải mái. Lúc sau tỉnh lại, hắn phát hiện con người bạo lực, bệnh nhân số 110 đã không còn ở trong phòng, mà hắn không biết từ khi nào, cũng đã được cởi trói. Hắn lười biếng bò dậy, nhìn qua cửa kính, thấy một đám người tâm thần đang quay cuồng trên bãi cỏ. Đột nhiên, một bàn tay đen xì đập vào kính thủy tinh, tả húc lui lại, sau đó thấy một bàn tay biến thành hai cánh tay, rồi một nam nhân bám vào thành cửa sổ, từ từ nhô đầu lên. Người đó và tà húc, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, anh ta cảnh giác nhìn quanh hỏi, cậu có muốn người nhện tôi ra tay cứu ra khỏi đây không? Không cần, mẹ của người nhện đã cứu tôi rồi, tái kiến, tái kiến. Tả húc lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, kéo rèm cửa sổ lại. Lấy laptop trong hành lý ra, tả húc nhập vào tần số của buổi hội nghị online, khiến trong màn hình xuất hiện 8 nhân vật nữa hắn vội thu lại biểu tình ban nãy trên mặt vì là người phụ trách của từng khu vực khác nhau nên tám người kia không ở cùng một chỗ đương nhiên họ cũng không biết lúc này tả húc đang ở chỗ nào nên hội nghị vẫn diễn ra giống như bình thường quản lý bộ phận quảng cáo phát biểu đầu tiên báo cáo tổng giám đốc tả trình tiểu mạn vừa thay đổi chủ ý cô ta nhất định từ chối không chịu tham gia quảng cáo dung dịch tẩy lông cho phái nữ nhưng công ty ta đã cùng bên đối tác ký kết hợp đồng rồi. Quản lý của Trương Tiểu Mạn nói sao? Thả bồi thường chứ nhất định không chịu tiếp tục. Lý do? Tả Húc bình tĩnh như nước hỏi. Theo Trương Tiểu Mạn giải thích, người đại diện đã không hỏi ý kiến của cô ta khi ký hợp đồng, chứ thực ra cô ta vẫn là không. Tả Húc giật mình, Trương Tiểu Mạn đã gần 30 tuổi, vừa giàu có thành thục. Lẽ nào lại vẫn còn thiếu chuyên nghiệp như thế? nói cô ta phải tiếp tục đóng quảng cáo đã ăn cơm thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi còn nếu cô ta kiên quyết không chịu thì hủy kế hoạch diễn xuất của cô ta trong ba năm tới cho tôi tốt lắm tiếp tục lúc này lương yêu tuyền đã ăn xong sớm một chút cầm hai cái bánh quẩy một chén sữa đậu nành trở về phòng bệnh cô xem tả húc làm việc cũng không lên tiếng đặt hai cái bánh ở tù đầu giường ngồi xếp bằng chơi game movie tả húc cùng cô liếc nhau tận lực điều chỉnh âm lượng của nhỏ lại. Từ lúc này, cô có vẻ đã hài lòng, nhưng tiếng nhà game trong điện thoại cô vẫn còn khá to. Lương Yêu Tuyển nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, liền vén rèm cửa lên, thì nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng đang ghé sát vào cửa kính. Cần mẹ của người nhện cứu giúp sao? Cần, chẳng qua anh muốn cứu tôi thì cũng chính là anh tự giết anh. Nói xong, cô nét mặt không đổi kéo rèm cửa lại tả húc đem giữa độn lành phun xa khiến sự nghiêm túc vốn có của hội nghị bị phá vỡ mà các giám đốc bộ phận cũng nghi hoặc nhìn màn hình thường ngày tả húc luôn nói năng cẩn trọng bất kể đối đãi với ai cũng vì lợi ích cho bản thân hơn nữa hắn lại rất có con mắt nhìn người chỉ cần diễn viên nào được hắn nhìn chúng nhất định sẽ không thể không được lợi vì thế trong giới giải trí tả húc được phong biệt hiệu là hắc tâm vương bài Tả Húc ho nhẹ một tiếng, hồi phục khí chất nghiêm túc. Tôi hiện có việc gấp, hội nghị dừng ở đây. Lương yêu tuyển bất xác bĩu môi, biết rõ còn hỏi. Lục Hồng Điền thì anh làm nghề gì? Tả Húc nằm trên giường cắn bánh quẩy, uống sữa đậu nành, một chút cũng không phối hợp với cô. Lương yêu tuyển chậm rãi nghiêng đầu, Tròng mắt mang theo sát khí. Anh ăn đồ ăn tôi mang về, lại còn dám không để ý đến tôi sao? Tốc độ nuốt của Tả Húc chậm lại, đưa tay ra phía sau sờ sờ cái chán bị đánh. Con gái như cô, ai yêu được? Anh cả thật lo lắng, không biết sau này có gả được cô đi hay không nữa. Lương yêu tuyền cười nhạt, số lượng người theo đuổi tôi xếp từ đông ngũ hoàn đến tây ngũ hoàn cũng không hết, không cần anh quan tâm. Nga, sao chúng ta không cùng nói chuyện phiếm đi, nói về kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm vậy? Cô nói trước hay vẫn là tôi nói trước? Tả hút nhíu mày, Lương Yêu Tuyền âm thầm nắm tay Thành Quyền, dám giở trò sàng bậy với cảnh sát. Tính quấy rối tình dục sao? Ngựa ngủ như vậy, lẽ nào cô chưa từng... Anh không phải người của tôi, cơ sao tôi phải cùng anh nói chuyện riêng tư? Nói thế sao được? Chúng ta đều ngủ trong cùng một phòng, còn cái gì không thể nói hay sao? Tả hút như Phật, nằm bàn y ở trên giường. Hắn đang chọc giận nàng, nữ nhân ra mặt đều mỏng. Nghe hắn nói như vậy, nếu không phải là lùi lại đằng sau thì cũng vội vã xin đổi phòng bệnh. Dù sao thì cũng có phải hổ cái đâu. Tạ húc thấy nàng không trả lời, liền lén lút thủ thế, còn nói, quên đi quên đi, tôi không làm khó cô nữa. Chứ nhìn dáng người này của cô, có khi cô đi nhầm nhà vệ sinh cũng chưa chắc có ai nhận ra đâu. Nghĩ kiêu ngạo tất phải bị trừng phạt. Tử, ba tám. Tả húc nghe được, cô đang bẻ khớp khục khục thì nuốt nước miếng cô với tôi tuy điên nhưng đều đã trưởng thành phải học tập trợ giúp lẫn nhau giúp xã hội thêm tốt đẹp trong tư liệu cảnh sát cung cấp rõ ràng thiếu tả húc tính tình quái gở lẽ nào cô lại không nhận ra được điều này lương yêu tuyền thấy hắn vừa muốn nói thêm cái gì ầm một tiếng vứt di động sang một bên từ trên giường bệnh nhảy xuống hàm hè chạy lại chỗ tả húc khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc Tả Húc tự nhận có thể đối phó với tất cả các loại nữ giới, trừ loại bà trần như thế này. Tả Húc thấy cô lao tới, trong đầu nảy sinh ý niệm chạy trốn, vội ý kéo rèm cửa sổ thì lại thấy ngay người điên ban nãy vẫn đang nằm sấp trên bãi cỏ. Hắn vội vã chui qua cửa sổ, anh Dũng không để ý ánh nhìn của người ngoài. Hai người muốn tự sát rồi được mẹ người nhện cứu à? Lưng yêu thuyền chạy ra khỏi cửa sổ, không để ý đến người nhện kia vội giữ chặt tạ húc nắm lấy cái chân chưa kịp bước ra ngoài của hắn kéo hắn quay trở lại phòng vẫn giữ chặt tay hắn lại tiện thể tung cước vào chân hắn từ phía sau mà kệ tạ húc rên la đau đớn vì thế tả húc ở trong tư thế ngũ thể đầu địa anh không phải muốn nói chuyện phiếm sao bây giờ liền nói chuyện phiếm nhé lương yêu tuyền ngồi trên lưng tả húc hùng hằng nhằm sườn bên trái của hắn tung trường a à, đau, cứu mạng, người đâu, một một không muốn giết người. Kêu đi, kêu đi, kêu đến hỏng yết hầu cũng không ai đến đâu. Lưng yêu tiền thản nhiên dẫm lên người hắn. Thắt lưng của tôi, cô kêu cứu mạng thì có người tới, sao tôi kêu lại không có ai đến thế này. Bệnh viện này thiên vị, mờ ám a à. Tả húc không thể động đậy chỉ có thể vặn vẹo thân thể, cho nên mới nói, nơi đây, người lòng hỗn tạp. Ai cũng như ai, không kể địa vị. 30 phút sau, 110, tôi sai rồi, mau đi xuống, nghe lời. Tả húc giọng khàn khàn vô lực cầu xin, chỉ có ác hơn, không có hận nhất. Lương yêu tiền ngồi xếp bằng ở trên lưng hắn, chơi trò chơi, giống như không nghe thấy gì. Đột nhiên, di động ở gối tả húc điên cuồng kêu. Lương yêu tiền tạc lưỡi, thỏ tay vào móc điện thoại hắn ra, nhìn nhìn cái tên trên màn hình có tiểu bảo bối tìm anh nghe hay không nghe lương yêu tiền ấn nút nghe rồi dí sát điện thoại vào tai hắn đối phương có chút kích động ồn ào nói cái gì đó lương yêu tiền nghe loáng thoáng hình như đối phương đang hỏi tả húc vì sao hủy bỏ nhân vật của nàng tả húc rất kiệm lời trả lời ngắn gọn đối phương khẳng định không nghĩ hắn đang bị trói gô nằm trên mặt đất nghe điện thoại ngừng quảng cáo thì không đóng được còn câu tôi hữu dụng sao nếu cô đóng được cái quảng cáo đó làm tôi vừa mắt thì tôi khẳng định đã không làm như thế cô hiểu được ý tứ của tôi rồi đó nói xong tả húc dùng cằm ấn nút tắt hoàn toàn thờ ơ lần yêu thuyền có thể nghe được rất rõ tiếng nức nở đứt quãng của nữ nhân trong điện thoại tiểu bảo bối đó là ai thế ân chính là cái minh tinh vừa đạt được giải thưởng tả húc không chút để ý nói Lương yêu tuyền gật gật đầu Cô không hay xem tin tức giải trí Nhưng cô diễn viên đó gần đây Cũng hay xuất hiện trên tivi Vừa vặn có chủ đề để nói rồi Ồ Nói như vậy anh cũng là người nổi tiếng rồi Tôi hỏi nè Quy tắc ngầm để tồn tại trong giới giải trí là gì vậy Muốn nghe sao Vậy cởi chó cho tôi đi đã Tả húc tương kế tiệu kế Lương ưu tuyền trong lòng tính toán Gara tư nhân của tả húc phát hiện xuống ống tuy rằng gara này cần có mật mã phức tạp mới vào được nhưng hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ vì vậy có thể có ba trường hợp thứ nhất hắn đang bao che cho ai đó thứ hai hắn chính là chủ mưu thứ ba hắn bị người khác đe dọa câm miệng cô đúng là quá nóng này kiểu chút nữa đã quên mình đang nằm vùng ở đây vì nhiệm vụ quan trọng tiếp cận tả húc giành lấy sự tiến nhiệm của hắn trong lòng nói chuyện vu vơ moi móc thông tin về vụ án Ba phút sau, Lương Yêu tiền tỉnh lại, đưa cho Tả Húc một cốc nước lọc. Giả mù ra mưa cười, thực xin lỗi, khi phát bệnh tôi không kiểm soát được chân tay chính mình nữa. Mọi người cũng đều là người tường trải, chắc anh cũng hiểu nỗi thống khổ của tôi, đừng trách tôi nhé. Tả Húc ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, liếc đều Lương Yêu tiền một cái, muốn đóng kịch với hắn sao, kiếp sau đi. Trước tiên, Tả Húc lùi lại phía sau, thực xin lỗi, không biết, bệnh tình của tôi với cô không giống nhau tôi thuộc lại động vật linh trưởng đã phát sục hoàn toàn lương yêu tuyền hơi hơi nheo mắt lại quanh co lòng vòng lại vẫn xỏ xiên cô à tả húc thấy cô vừa muốn ra quyền nhẹ nhẹ nhảy lên trên giường lấy tư thế nhìn kẻ dưới cùng cô ngà bài không bằng đi thẳng vào vấn đề đi tôi đã biết cô là cảnh sát vì vậy tôi nói cô nghe cô bám theo tôi cũng không móc được thông tin gì có giá trị đâu đừng hao tổn công sức nữa đương nhiên nếu cô vẫn cứ ngoan cố thì tôi cũng đành chiều cô dù sao quá trình điều trị cũng chỉ có nửa năm mà thôi lưng yêu tiền nháy mắt mấy cái nhảy nhảy trên giường của mình mấy cái rồi xuống giường lấy chăn làm áo choàng khoác trên vai cô mở cửa sổ làm bộ dạng như siêu nhân quay sang nhìn tà húp cười rạng rỡ rồi nhảy qua bệ cửa sổ đáp xuống mặt cỏ xanh rất nhanh siêu nhân cùng người nhện như đôi bằng hữu lâu ngày không gặp vì thế, mọi người thấy có hai người đang khoác áo chàng siêu nhân, thân thiện bắt tay nhau, rồi một trước mùa sau kéo nhau chạy thật xa. Tả hút khóe miệng giật giật, có thể hay không lại phải cái người không chút bình thường kia đến thăm dò hắn. Bên này, lương yêu tuyền cùng người nhện nhảy ba vòng điều con nhện con, liền ra ngồi sau gốc cây, lấy di động ra gọi cho đội trưởng. Hạc miêu, em là hồ lô oa. Hạc miêu, mời nói, đối phương đã hoài nghi thân phận của em rồi. Đừng nghĩ Tà Húc năm nay mới 26 tuổi mà coi thường. Hắn từ năm 6 tuổi đã là người của giới giải trí rồi. Nhớ lấy, em đang đấu trí với một con cáo xảo quyệt đã hơn 20 năm lan lộn trong xã hội đấy, vững vàng. Ân, nhưng kẻ địch vô cùng xảo hoạt, thỉnh nhác miêu chi chiêu. Em, hắn đã gặp qua nhiều mỹ nữ lắm rồi, huống chi em cũng chẳng có tí mị lực nào. Anh cứ nghĩ... Hồ Lô A giận dỗi Tuy rằng anh là cấp trên Nhưng anh cũng không cần làm tổn thương Hồ Lô A như thế chứ Anh không nên như vậy Thực xin lỗi Đội trưởng đội hình cảnh Vội vã nhận sai Thái độ thật tốt Bất quá An bài muội muội cải trang tâm thần bệnh hoạn như vậy Để tiếp cận tả húc Đều không phải do anh đề nghị Mà là do cấp trên ra lệnh Đối với việc này Anh là tổ trưởng tổ chuyên án Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Lương ưu tiền hầm hờ ngắt điện thoại, đứng thẳng lên, nhưng lại phát hiện một tên bác sĩ đứng ở đằng sau. Cô chăm chú nhìn đối phương, không nói nên lời. Lương, Lương ưu tiền, em sao lại ở chỗ này? Lâm trí bác, thần sắc kinh ngạc. Lương ưu tiền nhìn mối tình đầu của mình, cúi người xuống, ra vẻ đau khổ. Tôi, sinh bệnh. Lâm trí bác giật mình tiến lên vài bước, đánh giá bệnh tình của nàng qua chiếc ga giường tràng trên vai. Lẽ nào nơi này là bệnh viện tâm thần Suốt cuộc mấy năm qua Em đã gặp những chuyện gì Lương yêu tiền đang chấp hành nhiệm vụ Là nằm vùng tuyệt đối Không được để lộ thân phận thật sự Dù là làm ăn xin ở ven đường Gặp chính mẹ của mình Cũng phải giả như không quen biết Anh lúc trước phản bội tôi Tôi điên rồi Cứ như thế đó Lương yêu tiền đẩy lâm trí bác ra Tuy cô hiên ngang bước đi Nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi đã 4 năm trôi qua, cô tưởng mình đã hoàn toàn quên chuyện đó rồi, hóa ra lại vẫn còn đau đớn như vậy. Lại có lẽ cô không thể quên việc đó chính vì cái người đã thực hiện hành vi tiểu tam kia từng là bản thân của cô. Tám năm bạn bè với nhau, lại không bằng một người con trai. Đúng là trước đây cô đã mù mắt mới coi cô ta là bạn. Lâm Chí Bác vội đuổi theo dễ chặt cổ tay Lương Ưu Tuyền. Tiểu Tuyền, chúng ta nói chuyện được không? em khóc lương yêu tiền vội lau khóe mắt giận dữ giơ tay chỉ lâm trí bác không có gì để nói cả tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút lâm trí bác thở dài không nghĩ tới em vẫn nóng nảy như vậy anh không nghĩ những chuyện trước kia lại làm em bị tổn thương lớn như vậy thực xin lỗi tiểu tuyền tha thứ cho bọn anh được không bọn anh hai người vẫn còn ở bên nhau lưng yêu tuyền giật mình Cô là người bị phản bội đương nhiên muốn nguyền rủa bọn họ Sớm chia tay cho rồi Nhưng là vẫn còn ở bên nhau sao lâm chí bác đầy đầy gọng kính vuông Trong mắt ẩn sứa sự hạnh phúc cười Bọn anh tính sang năm kết hôn nếu em có thể tha thứ được Hoàn ngành em tới tham gia hôn Đợi chút Lương yêu tuyền Hắn còn chưa nói xong Lương yêu tuyền đã xoay người bỏ chạy rồi Ở một tiếng Lương yêu tuyền đã văng cửa phòng bệnh vạch trần tả húc đang ngồi sổ bên cửa sổ lén lén lút lút hút thuốc tả húc quay đầu nhìn cô phát hiện cô hóc mắt hồng hồng trêu chọc nói người nhện kia đánh cô à lưng ưu tuyền không lên tiếng cướp điếu thuốc trong tay hắn hùng hằng hít một hơi khủ khủ bà nó cô hút thuốc không quen nước mắt nước mũi sàn rủa lúc này lầm chí bác đuổi theo đến phòng bệnh hắn nhìn tả húc nhưng nghĩ trong phòng toàn người tâm thần nên không để ý đến tiếp tục truy hỏi tiểu tiền, lẽ nào em vẫn còn yêu anh tin tôi đi thử đi nữ tạo hình không cho cô thời gian do dự vội đem cô tới phòng thay đồ cũng không đến một phút phòng thay đồ phát ra một tiếng thét a à, áo sơ mi là bán trong suốt nữ tạo hình đột nhiên nhớ ra liền đem một phụ kiện màu đen bê cúp tiến đến phòng thay đồ a à, quần đùi quá ngắn eo với mông đều bị hở hết Tả húc bấm bấm thái dương huyệt Chỉ nhà tạo hình Đi vào giúp cô ấy Tốc chiến tốc thắng Hắn nói chuyện Đồng thời đã đổi ô phục cùng kiểu tóc Nhìn rất ổn Nữ tạo hình cùng lương ưu tiền Ở phòng thay đồ suốt 10 phút Rốt cục cũng đại công cáo thành a à, nhìn nửa trên của lương ưu tuyền không phát dục như thế nào lại được một đôi gò phi thường hơn nữa đi giày cao gót lại càng làm chân thon dài đều đều đã thế mấy vụ kiện kia cực kỳ hợp với ngũ quan lương ưu tuyển khi cô cười nhưng tả húc nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hài lòng hắn nhíu mày mấy người làm cái gì thế vì sao đem cô ta ăn mặc giống như nữ nhân vậy hai nhà tạo mẫu nhìn nhau mặt họ tạo hình như một viên ngọc thô chưa được mài giũa mà tổng giám đốc thế nào lại tức giận lương ưu tuyền ngược lại không cho là đúng bởi vì cô cũng nhận thấy toàn thân không được tự nhiên bất quá cô không nghĩ tới Tả Húc lại đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kỳ quặc, thư ký liền ra mặt giải vây. Tổng giám đốc lần đầu ra mắt, mời ngài vào dạp. Tả Húc nhìn thời gian, tức giận xuống xe. Lưng ưu tiền theo sát sau đó, nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, như thời mất đà bám vào lưng Tả Húc. Tả Húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô, bỗng tách tách mấy tiếng, kèm theo đèn flash. Bất quá, hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì quả là khó khăn. Lương ưu tuyền thấy tà húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai, liền chủ động xếp tay hắn, nhẹ dòng an ủi. Đừng khẩn trương, vô luận tí nữa có gì phát sinh, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có người uy hiếp anh, nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp, thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị bắt. Hơn nữa, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh. Tả Húc vô lực hạ bà vai, lưng ưu tiền vẫn như trước cảnh giác, sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật, thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp tả Húc. Hắn một tay thọc túi quần, thần thái uy nghiêm. Lương ưu tiền mặc một bộ trang phục thế này, nhất thời an tâm, bởi vì bình thường cô luôn giống như một nam nhân bà với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra phóng viên a tả tổng giám vị mỹ nữ này là bạn gái ngài sau phóng viên b xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu phóng viên c mọi người vẫn thường bàn tán về giới tính của ngài hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao phóng viên d ngài hôm nay sẽ nhân buổi ra mắt mà tuyên bố đính hôn sao đầu tiên lê này là lần đầu ra mắt phim Thỉnh các vị phóng viên đem trọng điểm đặt ở phim nhựa, chứ đừng là đặt ở người. Tiếp theo, tôi không phải nghệ sĩ, đăng lên mặt báo cũng chẳng được ích lợi gì. Tả hút cầm tay của nữ phóng viên, hùng hồ dọa người hỏi. Nắm tay thì là tình nhân sao? Tôi đời nhiều người tình huống muốn dùng xe tài trang. Ngự tất, hắn đeo kính dâm, để lại một cỗ băng thiên tuyết địa lan tràn. Lương yêu tiền hoàn toàn không để ý đám phóng viên đang bàn tán chuyện gì, Cô tỉnh táo quan sát hội trường, nhất là từng lối vào lô ghế VIP ở lầu 2. Chỉ e sợ, mỗi chỗ lại có một viên đạn bay ra ám sát tả húc. Đợi mấy vị đạo diễn đã ổn định, ánh đèn trong sạp mờ dần. Tả húc cùng mấy người cộng sự ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, bắt đầu hiện ra tiêu đề phim Tình yêu là chiếc răng khôn. Lương ưu tiền thấy tả húc đang tập trung quan sát phim, liền chọc chọc hửu tay hắn. Đối phương không nói anh nghe phương thức liên lạc sao? cô so với phóng viên lắm chuyện quá đối phương ở tối anh ở sáng chúng ta tuyệt đối không được coi thường a à, vừa rồi quên nói cho cô đối phương đã thay đổi quyết định đã hủy bỏ cuộc hẹn hắn không chút để ý nói nghe xong lương yêu tuyền lại thở phào nhẹ nhõm kẻ địch rất xào hoạt vậy mà lại lựa chọn điểm gặp mặt là sạp hát lỡ như có biến cố cục diện rất khó khống chế gửi tin nhắn hay là có người truyền lời Nói cô cũng không hiểu. Còn có, cô có biết phép tắc không hả? Cầm nói to khi ở sạp Tả húc đánh đòn phủ đầu nói. Cảnh cáo giải trừ, nhập ra thì phải tùy tục. Xem phim thôi. Tình yêu vì sao là răng khôn? Lừng yêu tuyền thì thảo tựa nói. Không nghĩ tới, ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp. Người đó cười nói, răng khôn là nhân loại 16 tuổi sau khi chậm rãi giải ra răng nanh. Nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ, Giang khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trưởng, Chính như tình yêu, sớm hay muộn, hội buông xuống mỗi người một cái trên người, nhưng không ai không thể đoán được. Này khỏa sang khôn, là nên nhổ, vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lương yêu tiền gật đầu cảm ơn, cũng không biết người này đúng là biên kịch. Cô hồi tưởng lại mối tình đầu của mình, lầm chí bác cũng từng ngỡ hẹn sẽ yêu cô cả đời, nhưng thực tế chứng minh, tin tưởng lời hứa đó thì đúng là quá ngu ngốc. Sự hấp dẫn có thể tạo nên tình yêu, nhưng cũng có sự hấp dẫn khiến hai người cái gì cũng không phải. Trên đường trở về bệnh viện, tả húc cùng lương ưu tiền không nói chuyện với nhau, mỗi người ở một trạng thái riêng, tâm tình phức tạp. Hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi, lương ưu tiền nằm trên giường như không ngủ được, thấy tả húc cũng mất ngủ, liền quay qua nói chuyện phiếm. Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân Nhưng không hề xâm phạm cô ta Cô nói là vì sao Tả húc nhìn trần nhà Có chút bối rối lại không ngủ được Lương yêu tiền biết rõ Hắn đang nói đều mình Mắng mình không có chút mị lực Bất quá cũng phải nói lại Còn nữ nhân nào dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ đâu Lương yêu tiền tay thành hình chữ bát Nhắm ngay thái dương hắn mời nữ nhân kia có súng Đúng là cô là cảnh sát nhỏ ngây thơ Giữa trưa mấy hôm sau, điện thoại của tà húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương ưu Tuyền thừa dịp hắn đi toilet, liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, oh, tám của gọi nhỡ, tình người gọi là một chữ D. Lương ưu tuyển vốn định sao chép số điện thoại, nhưng tà húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước ừ, chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, tà húc sốt cuộc cũng cầm vải di động lên, hy vọng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại lương yêu tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của tả húc vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên giống như mùa xuân ấm áp đang đến lương yêu tuyền đã nhiều ngày quan sát tả húc không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn thì lảng tránh ghét bỏ tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng tóm lại nhân phẩm không tốt lương yêu tuyền không khỏi nheo mắt hiện tại hắn nhìn ôn nhu thế kia rốt cục là do đâu cô chợt hoảng hốt cái nữ nhân đang đi vào bệnh viện kia dù có trái thành cho cô cũng nhận ra được cô ta vẫn quyến rũ như trước khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin chính là hồ ly tinh tiểu hồng Tiếu Hồng đến văn phòng của vị hôn phu Lâm Chí Bác. Hai người đã hẹn nhau sau khi hết giờ sẽ cùng đi chọn áo cưới. Chẳng qua, cô ta tới sớm hơn 10 phút, liền ngồi ở bàn công tác chờ. Nhưng là, ánh mắt Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại ở trong hồ sơ, đặc biệt là cái trên cùng. Trên bộ hồ sơ đó, có ghi lương ưu tuyển. Tiếu Hồng, tuy đã tuyệt giao với lương ưu tuyển nhiều năm, nhưng đối với cuộc sống của ưu tuyển vẫn biết rất rõ. Nguyên nhân là, cô ta cười trừ vì thế cô dựa theo bệnh án tìm đến phòng bệnh lương ưu tuyền đang nằm các y tá ở quầy tiếp thân biết tiểu hồng là vợ sắp cưới của bác sĩ lâm cho nên giản xếp để cô ta tự mình đi thăm các phòng bệnh lương ưu tuyền tôi thật sự đã coi thường cô rồi cô lại nghĩ đến biện pháp giả ngay giả dại này để tiếp cận lâm chí bác sao tiểu hồng khẽ nhách cằm xảy bước đi vào trong phòng dùng gót giày đá cửa phòng lương ưu tuyền hạ tờ báo xuống nhìn thiếu hồng đang hừng hực khí thế tình huống này là sao đây cô rõ ràng là người bị hại còn không thèm mắng cô ta hoành đao đoạt ái thiếu hồng ngược lại còn tìm đến hung hăng truy hỏi cô bệnh viện tâm thần hoan nghênh cô mau làm thủ tục nhập viện đi lương ưu tuyền lại giơ tờ báo lên cô thà đọc quảng cáo điều trị bệnh phù chân còn hơn là nhìn khuôn mặt xấu xí của Tiếu hồng Tiếu hồng giận dữ bước lên phía trước lật tờ báo trong tay lương ưu tuyền Cô muốn làm rõ một chuyện sao? Tôi không có xin lỗi cô, bởi vì từ đầu tôi cũng không phải người thứ ba. Từ ban đầu, người trong lòng trí bác vốn là tôi, nhưng lúc ấy tôi cự tuyệt, nên anh ấy mới theo đuổi cô. Không tin, cô cứ đi hỏi anh ấy đi. Lương ưu tuyển trừng mắt, thoáng có chút mộng mị. Hay là nói, một cỗ lửa dần giữ ở ngực, nhưng không biết nên làm thế nào để phun ra. Cho nên, lương ưu tuyển ngăn không cho ngón tay run run, cô đang tức giận vô cùng đầu óc hoàn toàn trống rỗng không đúng không xem là phẫn nộ chính xác thì phải nói là nhục nhã tiếu hồng cười cười cô có lẽ chưa biết tôi sẽ cùng chí bác đầu năm kết hôn cho nên cô không cần tiếp tục làm mấy chuyện ngu xuẩn ngoan ngoãn trở về làm cảnh sát đi lưng yêu tuyền cũng không biết mình bị làm sao nhưng cô nhất quyết không được khóc đương nhiên nước mắt cũng không phải nhờ lâm chí bác mà rơi ra mà là vì suốt 10 năm làm bạn, từng hứa suốt đời làm bạn với nhau. Nhưng sau khi những sự việc kia phát sinh, tuy cô rất hận Tiếu Hồng, nhưng cũng không cùng cô ta tranh giành gai gắt. Dù sao, loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Lương yêu tuyền chỉ là vẫn không hiểu được tình yêu đến cuối cùng là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc hay là chất độc sược có thể phát tác bất kỳ lúc nào. Thứ tình yêu giả dối đó là do tôi ngu dốt mà tin tưởng nhưng tình bàng hữu nam xưa cũng là giả sao tiểu hồng cô làm tôi ghê tởm cô lập tức cút đi cho tôi đừng ép tôi đánh cô lương yêu tuyển cúi xuống cọ mũi vì loại người này mà khóc thì thật quá hoang đường tiểu hồng mặt không biến sắc thổi thổi đầu ngón tay cười nịnh nói a à, lúc trước cô hung hăng tát tôi một cái hại tôi ù tai một tuần Từ lúc ấy đã thề rằng nhất định phải bắt cô trả giá cô là cảnh sát thì sao nào Tuổi cuối năm có giấy phép luật sư rồi Cảnh sát đánh thường dân Kết cục thế nào cô nhất định biết rõ Cô ấy là bệnh nhân tâm thần Giết cô cũng không bị tính là phạm pháp Tả húc đứng ở cửa cười nói Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi Lương yêu tiền giật mình Không nghĩ tới Tả húc lại là người giúp mình giải vây Cô tự giác thấy cảm động Lương yêu tiền không thể không thừa nhận Cô thuộc loại người có thể đánh nhau Nhưng lại hoàn toàn không biết cãi nhau Tiếu Hồng không nói nữa, quay lại nhìn người vừa phát ngôn, thấy Tả Húc ngũ quan xinh xắn, liền sửng sốt hai giây, lại nhìn đến y phục của Tả Húc, cô không khỏi miệt thị cười. À, anh già cũng là người có bệnh, với vấn đề thần kinh như vậy mà vẫn muốn can dự vào việc của người khác sao? À, thực xin lỗi, anh có hiểu tôi đang nói gì không thế? Tả Húc ra vẻ ngốc nghếch, nghiêng đầu. Ôi, xin lỗi, tôi quả thật không hiểu thú ngữ mời cô lần sau dùng tiếng người nói chuyện với tôi được không? Linh yêu tuyền cười một tiếng, người này quả nhiên độc miệng. Tiểu hồng mặt chuyển thành màu đỏ. Nhìn anh bộ dạng như vậy, không ngờ cũng thuộc dạng đàn đồn. Tả hút giơ tay, à, thì ra cô cũng nói tiếng người à. Những lời này tôi nghe đại khái hiểu, cô đàn đồn lại tức giận đến mức thiếu máu lên não phải không? Cần cấp cứu sao? Đợi chút. Nói xong, hắn đi ra hành lang hét lớn. Hộ lý, có người tự dưng bị đần đồn đang muốn té xỉu mau tới cứu người xoái ca kêu gọi đám y tá làm sao có thể mắt điếc tai ngơ hùng hục lao đến phía phòng bệnh baby à người nào đần đồn rồi bạt mép cần cấp cứu y tá hướng thả hút cười ừ tả hút nhách môi cười chỉ tiếu hồng tiếu tiểu thư có chuyện gì nhóm y tá chừng to đôi mắt nhỏ không khí gì thường xấu hổ tiếu hồng tức giận đến hoa dung thất sức hướng lưng yêu tuyển đang vui sướng khi thấy người gặp hoạn nạn buông một câu chuyện của tôi với cô khi khác sẽ tính tiếp hừ nói xong cô ta tranh qua đám y tá kia vội rời đi một màn hài kịch suốt cuộc đã kết thúc nhóm y tá ban nãy quay lại phòng tiếp tân tả húc lại từng bước khép cửa phòng lại hắn tự lấy cho mình một ly cà phê nằm trên giường xem tin tức tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh lưng ưu tuyển suy nghĩ nửa ngày rốt cục cũng nói một câu này cảm ơn anh không khách khí tả húc biểu hiện thật sự thong rong linh yêu tuyền gãi gãi đầu khó khăn mở miệng anh giúp tôi phân tích một chút đi vì sao cái gì tôi làm cũng đều thất bại như vậy cô cũng thấy đấy tôi với ai cũng đều cay nghiệt cửa sao bọn họ vẫn phục tùng tôi bởi anh có thể giúp họ kiếm tiền đúng người đối người luôn vì lợi ích cô ở trong mắt cô ta với anh ta chính là người không có giá trị lợi dụng. lưng yêu tuyền cân nhắc thật kỹ. Không đúng, tình yêu cùng tình bạn chính là mối quan hệ không có lợi ích mà. Lợi ích về mặt tinh thần, hiểu chưa? Cô lúc trước yêu lầm bác sĩ không phải là nhờ thích vẻ ngoài của anh ta sao? Nội tâm anh ta lẽ nào cô thật sự hiểu được? Cô cùng cô gái kia trở thành bạn bè bởi vì muốn có người cùng tán gẫu, cùng bổ sung cho khuyết điểm của nhau, cùng đi dạo phố. Bọn họ không cần cô còn có người khác cần cô, không cần vì thiếu đi mà phải hối hận. Dù sao mấy người cũng đã lợi dụng lẫn nhau trên phương diện tình cảm. Tả hút nhấp một ngụm cà phê, cà phê hòa tan thật khó uống. Ngụy biển, tuyệt đối là ngụy biển, nhưng là cô lại không phản bác được. Phút chốc, lưng yêu tiền nhảy xuống giường, hít thở thật sâu, đánh ra một bộ quân thể quyền. Tả hút đang cầm laptop, liền ngồi sát vào tường, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh hắn cùng lương ưu tuyền tay trong tay trên thảm đỏ tiêu đề thực trói mắt vương bài tổng giám đốc nãi đường bí mật cùng bạn gái tham gia lễ ra mắt phim mới có hai giờ ngắn ngủi mà lượt xem đã lên đến mấy chục vạn lần tả húc len lén trừng mắt liếc lương ưu tuyền nhờ ơn cô ta hắn lại thành tiêu điểm rồi chẳng qua hôm đó hắn cũng không để ý lắm đến cách ăn mặc của lương ưu tuyền Giờ có thời gian nhìn lại thì đúng là Chân rất dài, ngực cũng rất nhỏ Nói thật, hắn đối với các loại nữ nhân trang điểm có phần nhàm chán Huống chi, trang điểm thì là mỹ nhân Nhưng khi không trang điểm lại thành người qua đường Thậm chí, ngày nay đến những người không trang điểm mà xinh đẹp Thì cũng có khi là đi phẫu thuật Một một không, cô có thể đi biểu diễn đường phố được rồi đó Lương yêu tuyển vừa vặn đánh tới chiêu thứ 16 trong quân thế quyền kích eo khóa cổ dứt khoát xông lên phía trước một bước lấy ghìm tả húc lại để luyện tiếp tả húc bị đánh bất ngờ thảm thiết kêu lên một tiếng Mỉ quật xuống một bên giường phồng mồm trợn mép hắn rõ ràng là bị đánh oan hắn là đang khen ngợi lương ưu tuyển cơ mà đấy là chưa nói đến biểu diễn là đã đánh giá cao lắm rồi đấy tôi có phải rất vô dụng không đối mặt tiếu hồng khiêu khích tôi một câu bật lại cũng không có lưng yêu tuyền nửa quỳ ở trên giường một tay gắt gao hiểm cổ tà húc một bên thực chán nản nói tà húc lùi về phía sau gập gập cổ thử xem độ mềm dẻo nói lời bình a à, a à là sao cúc lưng yêu tuyền vẻ mặt đen sì vứt hắn xuống đất lại đạp cho hắn ba cái trước khi đến căng tin liền nói cho hắn tỷ đây không có gánh nặng của một nữ nhân trong phòng ăn lưng yêu tuyền còn chưa cắn được một miếng bánh bao Lâm Chí Bác đã ngồi xuống trước mặt cô. Tiểu Tiền, anh thay mặt Tiếu Hồng xin lỗi em. Lâm chí Bác thái độ thành khẩn, tuy rằng Tiếu Hồng ra mệnh lệnh cho hắn tránh xa Lương Ưu Tiền, không cho cô ta có cơ hội quyến rũ, nhưng hắn không nghĩ mục đích của Lương Ưu Tiền khi đến đây là ấy như Tiếu Hồng nói. Dù sao cũng nhờ Tiếu Hồng nói, hắn mới biết Lương Ưu Tiền là một cảnh sát hình sự. Lương Ưu Tiền nghĩ đến lời Tiếu Hồng, càng thấy khuôn mặt Lâm Chí Bác trở nên dối trá cô bỏ miếng bánh bao xuống nói đều đều hai người cho tôi một khoảng bình yên được không đúng rồi chuyển lời cho thiếu hồng cảm ơn cô ta đã cướp anh đem đi lâm chí bác thở hát xa em có biết điểm nào của mình khiến đàn ông không chịu nổi không lương yêu tiền nhún nhún vai rửa tay lắng nghe em thật sự quá mạnh đương nhiên mạnh không phải điểm xấu chỉ là những việc con trai muốn dùng để thể hiện sức mình thì toàn bị em làm mất ví dụ như lúc sơn tưởng cũng thế anh vẫn còn đang loay hoay tìm cách pha nước sơn thì em đã sơn xong rồi mọi việc cứ như thế khiến anh cảm thấy mình là người dư thừa lâm chí bác đẩy gọng kính nhiều năm như vậy anh vẫn luôn muốn nói ra nhưng em đến một cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh tôi có thể làm được thì sao phải nhờ ai giúp đỡ anh cho rằng tôi giỏi sơn tưởng sau nhưng lúc ấy anh cũng đang lúc thi nghiên cứu Lưng yêu tiền đập bàn đứng lên, muốn nói nhưng lại thôi. Được rồi, lúc chia tay thì sẽ có rất nhiều lý do, tốt nhất anh nên quản chặt vợ chưa cưới của mình, nếu lần sau cô ta còn tới làm phiền tôi, tôi sẽ cho cô ta đi nằm viện. Nói xong, cô quay người rời đi. Em lúc nào cũng như thế này, cứ không vừa ý là lập tức phát hỏa, cũng không chịu tự mình tỉnh ngộ, bạn trai ở trong mắt em đến từ cùng là cái gì? Khi chuyện của anh với Tiếu Hồng vẫn còn mập mờ, em đã không nói hai lời quyết định chia tay có cho anh cơ hội cứu vãn mọi chuyện sau anh đứng dưới nhà em để xin lỗi em té nước nổi anh đi anh gọi điện thoại em cũng không chịu tiếp anh ở trong mắt em là vật có cũng được mà không có cũng không sao phải không ngay lúc anh bởi vì mất em mà đau khổ chính tiếu hồng ở bên anh an ủi em chính là một bước đem anh bước cho tiếu hồng lâm chí bác gào to hắn bất chấp những bệnh nhân đang ngồi xung quanh chỉ muốn nói cho rõ ràng lương yêu tuyền đưa lưng về phía hắn không thể quay đầu lại càng không thể cãi lại hắn vấn đề của cô là như thế cô không thể cái gì cũng nhờ vào bạn trai biết rõ chính mình không nên quá mạnh mẽ nhưng cá tính không cho phép cô đời này tuyệt đối không làm người thứ ba cũng tuyệt đối không tiếp nhận một người yêu đã có quan hệ mập mờ với một cô gái khác vẫn là câu nói để cho người thứ ba xen vào thì dù nói cái gì đi chăng nữa thì cũng đều là nhảm nhí trên đường trở về phòng lưng yêu tuyền bóp bóp bụng bị lâm chí bác làm phiền ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn cô chạy đến quầy bán đồ ăn vặt của bệnh viện mua hai hộp mì ăn liền mua cho cả tả húc lúc cô đẩy cửa phòng ra liền thấy tả húc nhanh chóng đóng máy tính lại hành vi mờ ám lén lén lút lút anh vừa làm gì lương yêu tuyền hồ nghi hỏi cô quả à anh nói lại lần nữa xem kiểm toán nói dối tả húc vừa muốn tắt nguồn lương yêu tuyền đã nhanh chóng gướp lấy máy tính mở ra xem cô nhìn thấy tại topic tên bạn gái thần bí của nãi đường trong buổi ra mắt phim có mắt lé nói chân tướng bình luận như sau nãi đường có mù mắt mới đi coi trọng nữ nhân này mà cô ta có thể coi như nữ nhân sao trước sau như một tivi màn hình phẳng à tôi nhớ hình như đã gặp cô ta ở bên thái lan thì phải lưng yêu thuyền nhìn xuống bình luận kia vẫn còn ở khung bình luận chưa kịp gửi đi mắt lé nói chân tướng chính là nick của tả húc lưng yêu thuyền dùng mắt còn lại quét đến thì thấy tả húc đang muốn chuẩn đi theo đường cửa sổ liền nắm chặt ống quần hắn mặc kệ hắn giãy sụa vẫn kiên quyết lôi hắn đến toilet khiến tả húc ôm đầu chờ bị đánh lại nghe đến xoẹt một tiếng Linh yêu Tuyền mở sòng cổ áo Mở con mắt chết tiệt của anh ra Chỉ đây rõ ràng có ngực Tả húc bám vào cánh cửa như bạch tuộc Hàn cả giọng kêu Tôi không xem Cứu mạng, cứu mạng Có người vi lễ Lương yêu tiền khoái miệng khẽ nhách Kéo đầu hắn ra búng mi mắt của hắn Không muốn xem, cũng phải xem Tả húc cứ nghĩ Trước mắt mình sẽ xuất hiện Hai tiểu chân trâu Nhưng không ngờ trước mắt là chỉ có phần trên của chiếc áo lót màu trắng. Nói tóm lại, cũng là có ngực. Này, hoặc là đừng cười, hoặc cười hoàn toàn. Như thế này là cô có ý gì? Có biết mấy hành vi như thế này là lãng phí thời gian người khác không hả? Hắn nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, câu nói đó lôi theo hậu quả chính là mặt mũi bầm dập bước ra ngoài toilet. Tết Trung Thu là lúc gia đình đoàn tụ gặp gỡ người thân, bạn bè. Các hộ lý vì chăm sóc bệnh nhân nên không thể về nhà, cho nên bệnh viện hàng năm tổ chức một bữa tiệc liên hoan, quẩn ma loạn vũ, để bọn họ không cảm thấy cô đơn. Mở đầu party một bệnh nhân đã 10 năm nhập viện vậy mực múa bút. Trong không khí náo nức tưng bừng của Tết Trung Thu, đột nhiên lại ra câu đối. Vế trên, hàng Nga bôn nguyệt vì trường sinh, vế dưới, thỏ ngọc bôn nguyệt vì hàng Nga, hoành phi, củ cải trắng đời ta với mọi người bệnh vỗ tay, thở hay lắm, tuyệt hay. Lần này viện có ngoại lệ, cho phép bệnh nhân tâm thần phân liệt tham dự buổi tiệc tối, đương nhiên bao gồm số 110, lương ưu tuyển, và số 438, tả húc. Không có lễ phục tôi không đi, tả húc ôm cửa nhất định không chịu tham gia, hắn không thích chèn chúc trong một đám người điên, ăn bánh trung thu đâu. Nghe lời, đêm nay còn có múa hát biểu diễn nha, có số 177 nhảy điệu lắc mông đấy nha. Y tá ôm thắt lưng tả húc, cố gắng lôi hắn ra hành lang. Có ai đó muốn xem? Bảo vệ sao? Lưng yêu tuyển hai vai bị hắn siết rất đau, đến mức mất hết khả năng mở miệng. Thấy một cái tay lưng yêu tuyển bị thương, tả húc ôm cô vào lòng, dứt khoát đưa cô đến phòng cấp cứu. Mười phút sau, cảnh sát đi đến hiện trường. May mắn là lực sát thương của bom nhỏ, nên không có nhiều thiệt hại cũng không có thương vong. Nhưng phòng lương ưu tiền thì đã biến thành một đống hỗn độn cộng với mùi khói súng nồng nặc. Căn cứ vào việc nạn nhân là bệnh nhân tâm thần, đội công an đem vụ án lên trình báo với đội cảnh sát hình sự để điều tra. Trong phòng cấp cứu, y tá đang giúp lương ưu tiền rửa sạch miệng vết thương. Những mảnh vỡ của ván cửa khi bay ra đã đâm rách làn da cô. Tuy nhiên vết thương không tính là nghiêm trọng. Chờ băng bó xong, lưng ưu tiền ôm cánh tay đi tìm tả hút. Cô tìm khắp nơi trong bệnh viện Rốt cục thấy hắn đang ngồi trên sân thượng Tả húc ngồi trên hàng rào Tay cầm điếu thuốc Vừa hút vừa ngắm trăng Lương yêu tiền không biết Rốt cục hắn đang tức giận hay đang sợ hãi Tức giận thì chẳng có đạo lý gì cả Mà sợ hãi thì sao thấy không giống lắm Cô leo lên ngồi cạnh tả húc Anh không cần cảm thấy ai nấy Đấy là công việc của tôi Tả húc nhìn những ngụm khói đang bay lên Không nói gì Lương yêu tiền mí môi Tuy lực sát thương của bom không lớn Nhưng đủ để lấy mạng anh Hiện giờ hoàn cảnh của anh đang vô cùng nguy hiểm Tôi đã liên hệ với tổ chuyên án Chục nữa sẽ có người đón chúng ta Tả hút sập mẩu thuốc Cười vô cảm Nâng cánh tay bị thương của lương yêu tiền lên Tôi chán ghét những người phụ nữ tự chủ Cực kỳ chán ghét Cực kỳ phản cảm Tôi nói anh nghe Đây là công việc của tôi Anh cho rằng tôi muốn chết chắc nếu chết thật thì sao? Nếu chết thì đó chính là số mệnh. Chẳng lẽ tôi chết còn biến thành quỷ tìm anh đòi mạng sao? lưng yêu tuyển không cho là đúng cười. Tả hút lặng lặng nhìn cô, sự tức giận ban nãy dần dần tan biến. Hắn vươn người ra khẽ chạm môi và môi của cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng tôi hy vọng cô sẽ dừng việc bảo vệ tôi lại. sự mạng của cô hãy trao cho người nào đó xứng đáng. Đợi chút, anh nói mấy lời vô nghĩa đó thì hôn tôi làm gì? Lương yêu tuyển nghiêng đầu, trong mắt có tia tức giận. Tả húc cũng giật mình. "Ặc, à, vì sao hắn lại hôn Lương yêu tuyển? Trả lời đi chứ. Để cảm ơn. Anh là người ngoại quốc sắc, mà tay không được à. Tả húc thong thả nháy mắt mấy cái, nghiêm túc giải thích. Gần đây có nhiều phim tình cảm mà, cô cứ coi như vừa phối hợp cùng tôi đóng một cái MV tình cảm đi. Lương yêu tuyển giơ nắm đắm lên, đột ngột tờ phiếu không đánh thứ ba đặt ra trước mặt cô đáng chết lại không được đánh kẻ đáng bị đánh tả húc xé toang tờ phiếu từng vụn nhỏ rơi xuống bãi cỏ như thiên nữ tán hoa hắn âm thầm thở hát xa nhảy xuống rồi xoay người nói ân nhân cứu mạng có cần tôi đỡ cô không lưng ưu tuyền khinh thường hờ nhẹ vừa vặn nhìn thấy một chiếc audi chạy qua cổng bệnh viện vì thế cô chống tay tự mình nhảy xuống hứ chỉ đây đủ khả năng không cần mi giúp đi thôi người của tôi đến rồi tôi có thể về nhà rồi phòng bị nổ tung như vậy mà còn muốn về à lưng yêu tuyền toàn thân tỏa ra uy lực đi theo chị còn nhỏ này khẳng định ngày nào không uy hiếp người khác thì ngày hôm đó ăn cơm không ngon chiếc xe rẽ vào ngõ đón người rồi đi ra lưng yêu tiền ngồi trên ghế phụ tả hốt ngồi gỡ ghế sau tả húc nhìn người con trai đang lái xe lúc thẩm vấn hắn có gặp qua người này bởi vì mình không có phối hợp nên anh ta đã tức giận đến đập bàn những cảnh sát khác gọi anh ta là lương đội trưởng lương ưu hoa nhìn em gái thân yêu lại qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn tả húc một cái về cục trước đã lương yêu tiền ngoan ngoãn nghe lời cô phát hiện sếp của mình cũng chính là anh trai không có giới thiệu mình với tả húc cho nên cô cũng không nhiều chuyện dù sao việc bọn họ là người một nhà càng ít người ngoài biết càng tốt trên đường lương đội trưởng nhận được điện thoại nội dung đại loại là luật sư của thả húc yêu cầu cảnh sát lập tức phóng thích hắn tên đó còn nói cảnh sát đã cố ý đem tính mạng thả húc ra đùa giỡn nếu giờ còn cố ý tạm giam thì sẽ đem việc này ra kiện có đủ ý thức pháp luật hay sao lương yêu hoa nói đầy ẩn ý Tả húc đương nhiên không thể tùy ý tuân theo sự sắp đặt của cảnh sát. Hắn nhún nhún vai. Muốn đem tôi ra làm mồi, thì cũng phải để ý đến giá cả của mồi chứ. Lương ưu hoa khinh thường hờ nhẹ. Không sai, anh đúng là rất nhiều tiền, nhưng anh có nghĩ tới tính mạng của mình chắc. So với việc bị giết người diệt khẩu, sao không phối hợp cùng cảnh sát bắt tội phạm đi? Hơn nữa, tôi nghi ngờ quả bom kia là do anh bày ra. Lương ưu tiền sừng sốt đội trưởng em có thể chứng minh không phải em im ngay quả bom mini kia đặt ở dưới giường của em dựa theo diện tích của vụ nổ người chết đầu tiên chính là em quả thật có thể không khoa trương mà nói rằng lúc lương ưu hoa mới biết được vị trí của quả bom anh đã bị dọa cho toát hết mồ hôi hột lương ưu tuyền giật mình nháy mắt mấy cái cô quay đầu nhìn tả húc thì thấy hắn đang nhíu mày nhìn không ra hắn rốt cục đang nghĩ gì Nói như thế, đối phương cũng không phải muốn giết người diệt khẩu, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo thôi. Đội trưởng, chẳng phải máy quay của bệnh viện có theo dõi những người ra vào sao? Lương yêu tiền phát hiện chuyện này ngày càng phức tạp, nhưng ít nhất thực tế đã chứng minh tả húc tuyệt đối không phải là không biết gì. Hùng thủ lựa chọn Tết Trung Thu để động thủ, chính là đã biết trước tối nay có hoạt động. Hắn thử dịp hỗn loạn bèn đột nhập, có hơn 100 người ra vào, còn tại hiện trường thì vẫn đang điều tra thu được một số manh mối lương ưu hoa nói những lời này đương nhiên là cho tả húc nghe tả húc lại ngoảnh mặt làm ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ dù không có gì đáng để nhìn trầm mặc không nói lương ưu tuyền mấp mái môi hành vi của tả húc đối với bản thân hắn là rất bất lợi bất quá cô có thể lý giải là vì hắn không hề cảm kích lại cho rằng cảnh sát chỉ muốn phá án chứ không hề quan tâm sự an nguy của hắn muốn thay đổi cái nhìn của tả húc trước hết phải cùng hắn thành bằng hữu được hắn tín nhiệm đã đêm nay hay là ở tạm nhà tôi đi lương ưu tuyền cười tùm tìm nói với tả húc tả húc còn chưa kịp mở miệng lương ưu hoa đã đột ngột phanh xe biểu tình cực mâu thuẫn tả húc lê hắn tả ác cười lương đội trưởng nếu anh không muốn cùng cái lý với luật sư của tôi thì hai đêm nay tôi ở lại nhà hai người vậy Đúng rồi Tôi phải ngủ cùng một phòng với tiểu tuyền Thì mới có cảm giác an toàn Anh Tôi cảnh cáo anh Đừng có giở trò với em gái tôi Lương yêu hòa tức giận chỉ tả hút Anh hai Anh đang nói cái gì Lương yêu tuyền kinh ngạc À cảnh sát quả nhiên lợi hại Tôi với em gái anh Chính thức là như thế đó Tả húc xem thường Tả húc anh đừng có nói hiu nói vườn anh tôi sẽ cho là thật đó lương ưu tuyển kinh hãi sự thật sẽ thắng hùng biện không cần giải thích tả húc nhìn lương đội trưởng hai mắt bốc hỏa đúng là vui thật anh à tả húc hắn đang cố tình chọc anh đó không phải thế đâu vậy sao em lại cho hắn đến nhà em kẻ địch ở trong bóng tối tả húc đang gặp nguy hiểm mà anh lương đội trưởng vĩ đại à anh bình tĩnh nào hít sâu. Lương yêu tiền vội vàng giúp anh trai hạ hỏa, anh hai mà nổi giận là có bạo động đó. Lương yêu hoa trừng mắt nhìn tả húc, để lộ ra khuôn mặt, đàn ông nhìn thấy thì phải ghen tị, còn phụ nữ nhìn thấy thì đều rung động. Thật có lòng nhất thương, không cần nhìn khuôn mặt này. Lương ưu Tuyền thấy tả húc giống như không có việc gì, cười tủm tỉm liền cởi dép ra ném hắn. Anh mau nói rõ cho anh trai tôi đi, lúc này mà anh vẫn còn đùa được à tả húc cười không nói gì khom người nhà chiếc giáp lên lại phủi cho sạch bụi rồi đưa cho lương ưu tuyền thể hiện bộ dạng săn sóc tỉ mỉ bịch một tiếng lưng yêu hoa xuống xe kéo tả húc ra kéo 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 đến một chỗ tối lưng yêu hoa ép sát tả húc vào tường tóm lấy cổ hắn chất vấn anh thực sự là thích em gái tôi hay là có ý đồ gì nhà các người ai cũng thô lỗ thế sao tả húc nhìn thẳng đối phương cũng không đổi sắc tôi hiện tại không phải cảnh sát tôi đang lấy thân phận là anh trai của lương ưu tuyền để hỏi cho nên không thể coi là cảnh sát đánh dân thường được tôi chưa nói muốn kiện anh không cần căng thẳng tả húc cười trừ hắn đẩy thanh lương ưu hoa ra vuốt lại châu áo bị lương ưu hoa làm nhàu thong thả nói em gái anh không xinh đẹp cũng chẳng có dáng người hấp dẫn lại không thông minh cũng không có tiền một nam nhân hoàn mỹ như tôi thì có thể có ý đồ gì với cô ta nếu có thể chỉ có cái sự ngu đần không sợ sống chết của cô ta hấp dẫn tôi lương ưu hoa không nói gì nuốt nước bọt thân là anh trai nếu lại đồng ý với quan điểm của tả húc thì có phần không hay lắm phút chốc anh nắm tay tả húc ánh mắt nhìn hắn mong chờ tả húc dựa sát vào bức tường người này còn muốn làm gì nữa đây tiểu tuyền vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình đầu con bé hiện tại lo sợ chuyện yêu đương thậm chí thấy người khác phái đến gần là đấm là đá tôi cũng rất lo con bé sau này phải cạo đầu đi tu cho nên tôi hy vọng anh có thể cứu con bé lương ưu hoa hiện tại cũng không quan tâm tả húc có phải tội phạm bị tình nghi hay không chỉ hy vọng anh ta mạo hiểm sinh mệnh mà tiếp nhận lương ưu tuyển nhà bọn họ tả húc vốn chỉ muốn chọc lương ưu hoa thức chết làm thế quái nào mà anh ta có thể cho rằng hắn thật sự yêu cô nàng đó cơ chứ tôi tả hút khoát tay nóng lòng muốn giải thích tôi cảnh cáo anh chưa kết hôn chưa được làng nhàng đâu đó tất cả hành vi sai đạo đức đều là phạm tội lương yêu hoa ngắt lời hắn rồi lại vỗ vỗ vai tả hút ai ra tôi càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt nhất định con hai đứa sẽ rất xinh đẹp đấy thật là một đôi trời sinh anh hai có trọng cậu lắm đấy Lương đội trưởng, tôi bị tâm thần mà. Không sao, em tôi cũng thế. Tôi bị tình nghi mà. Không sao, cảnh sát nhất định sẽ trả lại cho cậu công lý. Tôi có thể chính là chùm. Không sao, tôi đã điều tra tài khoản của cậu. Toàn bộ đều là tiền sạch sẽ. Tốt nhất, nên kết hôn sớm. Rồi cậu chuyển hết tài sản sang cho em gái tôi là được. Đã lì dị, so với việc cái lỡ thì vẫn tốt hơn nhiều. Tôi vừa rồi là nói đùa mà ở trước mặt cảnh sát mà dám nói đùa, không muốn sống nữa hả? Lương Yêu Hoa để lộ khẩu súng nằm bên trong âu phục. Lúc này anh không còn là huynh trưởng mà đã trở thành một chiến binh chính nghĩa rồi. Như vậy là ép hắn hay sao? Chỉ chốc lát sau, hai người đàn ông sau khi giao dịch thành công đã lên xe. Lương Yêu Hoa mặt tươi như hoa, trực tiếp đẩy em gái xuống ngồi phía sau. Lương Yêu Tuyền không rõ cho nên chiếc quan sát thật kỹ tả húc thấy không có vết thương nào liền quàng qua tay tả húc nhỏ giọng hỏi hai người nói cái gì thế sao anh tôi lại cười như thế anh trai cô đem hàng hóa ứ động bán lại cho tôi nên tâm tình tự nhiên tốt tả húc im lặng hỏi trời xanh còn đã làm gì sai hả trời bán hàng hóa ứ động lương ưu tuyển nghĩ nghĩ quả thật trong kho của cục cảnh sát có thu được không ít tang vật quần áo hàng hóa mấy trăm dương cô đập vào đầu lương ưu hoa một cái anh anh là cảnh sát sao có thể trao hàng tài sản quốc gia huống chi là hàng giả mạo chất lượng kém lương Yêu hoa xoa xoa đầu nói cái gì thế anh bán gì tả húc nói anh bán cho anh ta một đống hàng hóa ứ động hả tên tiểu tử này lại nói em gái mình thành hàng hóa ứ động à nhưng cũng đúng từ mạo hóa thế cũng được ách lương yêu hoa lại bị em gái đấm cho một cái nữa vội vàng cho xe chạy. Lương yêu tuyển mệt mỏi ngồi trên ghế, giải thích cho anh nghe, chỉ bằng đi ngủ luôn. Cô biết, anh vì việc đại sự trung thân của mình mà sốt ruột, nhưng cũng không thể gặp ai cũng nhận nhàng chứ. Lúc tả húc bước vào lưng ra, hắn thầm nghĩ, giờ bỏ chạy không biết có kịp không. Lương gia chiếm hết một tầng, có ba căn hộ riêng biệt, nhưng lại vẫn thông với nhau, bài trí rất đơn giản. Nói ngắn gọn, lúc mở cánh cửa phòng ngủ ra, anh có thể đi vào nhà của ông nhưng cũng có thể đó là nhà của cha mẹ chính là tam thế cùng đường trong truyền thuyết lương ông đảm nhiệm chức vụ tránh án theo thói quen liền dùng một loại ánh mắt chuyên dùng quan sát tội phạm chăm chú nhìn tả húc lương bà là giám ngục trường đang quan sát xem tả húc nhìn có giống một kẻ tội phạm hay không lương bà đã về hưu trước là cảnh sát ở cuộc ma túy thì vui lòng cười may là đứa nhỏ này không hút thuốc viện lương mẹ biểu hiện bình thường nhất bà vốn làm ở cục thế nên gặp ai cũng như nhau mặt không chút biểu cảm mà tả húc cuối cùng cũng biết vì sao lương ưu tuyền không gả được đừng nói đến bản chuyện hôn nhân muốn đi vào trong căn nhà này cũng đã yêu cầu lòng can đảm của một vị đại anh hùng rồi các vị trưởng bối cháu tên tả húc trước phải cúi chào đã áp lực thật sự quá lớn lương ông trang nghiêm nhìn ừ chồng cũng được ông à Tả Húc không phải bạn trai con đâu. Lương yêu tiền vội vàng báo cáo. Anh con không nói như thế. Tiểu Hoa, trước đưa em con về phòng đi đã. Lương bà hạ đau đưa ra mệnh lệnh. Lương yêu Hoa vội vã thi hành, khiến em gái lên phòng tạm thời giam giữ ở đây. Những trường bối của Lương gia cùng chung suy nghĩ, lập tức đổi đội hình, vây xung quanh Tả Húc. Ngồi đi, Lương mẹ thật tốt bụng, đã chuẩn bị sẵn cho Tả Húc một chiếc ghế xoay 360 độ. Ánh sáng của đèn bàn chiếu đến gương mặt Tả Húc, khiến hắn nhau mắt lại, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu nhà này cùng nhau thẩm vấn phạm nhân, khẳng định tên nào cũng lập tức thú tội. Trải qua một cuộc khảo vấn, những vị trưởng bối của Lương gia đã thấy ấn tượng ban đầu với Tả Húc không hề sai, kỳ thật, bọn họ yêu cầu không hề cao, gia đình trong sáng, đã tốt nghiệp đại học chính quy, ba đời gần nhất không có phạm tội. Hết nói về việc chính trị, lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu mọi người vẫn không buồn ngủ còn về phần tả húc có buồn ngủ hay không thì đó không phải việc các vị trưởng bối lo lắng cậu là giám đốc một công ty giải trí tôi lại phải nói cho cậu nghe thế này hiện nay tivi để phát những bộ phim vớ vẩn thôi mấy cái người trẻ tuổi đó cứ ôm nhau một cái là lại hôn nhau thật trả bù cho những phim khi xưa hay mà không lỗ mãn tẹo nào dù gì đi chăng nữa thì cũng không thể vì tiền mà làm những bộ phim kiểu đó được." Lương Gia than thở một tiếng, "Dạ, nói thì dễ dàng, chứ có phải ông trả phí để chế tác đâu ạ. À. Cái phim tổ trọng án số 6 hiện đang chiếu cũng không tệ lắm, đáng khen ngợi." Lương Ba đồng ý gật đầu. "Vâng ạ. À. tùy thế, nhưng đề tài đâu phải vô hạn đâu, cũng phải có đến ba bộ phim kiểu đó rồi. Có mấy bộ phim Hàn Quốc đang chiếu cũng hay lắm." nhưng mà người hàn quốc cũng thật đáng thương đến thịt heo mà lúc ăn cũng không được ăn nhiều bạc đầy mỗi lần nấu thịt heo cách thủy lại cảm thấy bọn họ thật tội nghiệp lường mẹ thương cảm dạ chắc chắn bác là người của cục thế rồi cuối cùng người tốt nhất là nương bà nội đứng lên đưa cho tả húc một trái táo ngon lành bà vừa cười vừa can dặn hiện mấy người trẻ tuổi như các cô các cậu đều không để ý đến chuyện sức khỏe nhớ là tuyệt đối không được dùng thuốc viện để kích thích, phải quý trọng sinh mệnh, tuyệt đối không được lại gần thứ đó đâu đấy. Mẹ ơi, còn muốn về nhà. Lương yêu Tuyền nhìn ông nội, bà nội với ba mẹ vẻ mặt sung sướng, lại nhìn đến tả húc tội nghiệp. Hiểm khi thấy mọi người trong nhà đều thoải mái như vậy, xem ra đành để anh chịu oan chút vậy. Tả húc, tôi nấu anh bát mì nhé. Nếu cô thật sự có thành ý, thì mở còng tay cho tôi đi đã. Tả húc cũng không biết sao mình lại xui xẻo như thế này. Bị cả nhà bọn họ tra khảo còn chưa tính đến. Mà lương ưu tuyển đã đem còng tay ra, còng tay hắn lại rồi đưa đến ban công. Còn đưa cho hắn một bộ chăn đệm nữa. Thế là thế nào? Bắt hắn đêm nay ngủ ngoài ban công sao? Lương ưu tuyển không nhanh không chậm đi lên trước. Chúng ta làm sao dịch đi. Anh giả dạng bạn trai tôi, lúc ở nhà của tôi thì diễn trò. Như thế tôi đỡ bị bọn họ ép đi coi mắt thế thôi hả ừ giảng dịch thì phải đôi bên có lợi chứ tôi ngoài việc phải chịu đựng nỗi khổ thay người khác thì không được gì sao tôi là ân nhân cứu mạng của anh ăn cây nào rào cây ấy câu này lẽ nào anh chưa từng nghe qua đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn vong ân bội nghĩa nếu anh tự thấy mình không bằng con chó con mèo tùy anh cả cô nói đó là công việc của cô mà tôi có yêu cầu cô bảo vệ chắc tả húc sớm đã biết rõ trên đời này tuyệt đối không có chuyện giúp không công đúng là công việc của tôi nhưng mà thêm chút xíu lợi ích thì có sao đâu lưng yêu tuyền nhặt lấy thanh côn trên ban công tả húc suy sụp nghiêm túc nói tôi không thể có bạn gái được Từ liệu viết anh không có bạn gái đấy là vì bản thân tôi có vấn đề lưng yêu tuyền giật mình nhìn nhìn đánh giá tả húc khẽ mở miệng chẳng lẽ anh thật sự là đồng tính. Tả húc mệt mỏi thở dài, nhất quyết đồng ý. Đúng thế, cho nên không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của cô được. Bạn trai tôi mà biết thì sẽ ghen tuông mệt mỏi lắm. Lương yêu tuyển mát sáng người, anh giữ bí mật giỏi ghê, tôi chưa từng thấy qua gai bao giờ đâu nhé. Nói đi, các anh thấy thế nào? À mà, bạn trai anh có đẹp trai không? Ngạc nhìn cái gì, lẽ nào cô thích gai? Nghe nói, nghe các anh không thích người khác phái xem ra đó là lý do anh ghét tôi đúng không không giới tình của cô vẫn dĩ với tôi không phải vấn đề tả húc nói câu này đồng thời lấy đềm xa che không cho lương ưu tuyền đánh mình lương ưu tuyền cho rằng tả húc không có nói dối hắn quả thật lúc nào cũng xa lánh phụ nữ hơn nữa có thể ăn nói với con gái một cách độc ác như vậy nhất định là hắn không hề thích phụ nữ cô vỗ tay một cái rồi tháo cổng tay cho tả húc thật tốt quá tôi còn lo anh có ý đồ xấu nhưng như thế cũng tốt anh cứ tiếp tục trước mặt gia đình tôi giả người yêu tôi cũng sẽ giữ bí mật cho anh anh chỉ cần xuất hiện trước gia đình tôi một hai lần còn khi ở bên ngoài thì tôi sẽ là vệ sĩ cho anh sao hẹn thế nhé nói xong cô cứ ép tả húc cùng ngoặc tay thề vệ sĩ ừ tôi mới nhận được mệnh lệnh anh có thể quay lại công ty làm việc rồi còn tôi chính là vệ sĩ được anh thuê về anh không những không cần trả tiền còn có vệ sĩ đi theo 24 trên 24 đương nhiên, anh cũng biết rõ tôi cũng sẽ thuận tiện theo dõi anh phóng dây dài câu cá lớn hờ hờ, vui vẻ chứ lương yêu tiền đã sớm không muốn giấu giếm nữa bởi đằng nào tả Húc cũng sẽ đoán được hết vui, vui đến mức không cười nổi tả Húc gối đầu lên cánh tay tôi nói trước nếu nhà các người vô tình gặp tôi ở bên ngoài, kêu tôi là con rể, thì tôi khẳng định không nhận. Dù cô có đánh chết tôi, cũng không dám nhận. Yên tâm đi, trừ khi anh đến trước cục thế buôn lậu thuốc viện bị bắt, vì đưa đến gặp thẩm phán, rồi bị ném xuống nhà ngục, thì mới có thể gặp được người nhà họ lương chúng tôi. Cô vẫn còn ở đây làm gì nữa? Đi nấu mì đi chứ. Tả hút liếc cô một cái. Lương yêu tuyền nghĩ đến, mình là đang giả làm bạn gái người ta, nên cam tâm tình nguyện nghe lời. Thôi thì, khi ở nhà cứ chiều lòng hắn chút vậy. Tiểu Tuyền, em chưa ngủ à? Lương Yêu Hoa nghe thấy ở bếp có tiếng động, bèn đi đến. Dạ, bạn trai em muốn ăn đêm. Lương Yêu Hoa nhìn vẻ mặt em gái hạnh phúc tươi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh cũng đang đói bụng, cho anh một suất đi. Dạ. Lương Yêu Tuyền, ngoài nhìn anh cười, cho đến khi thấy anh đã rời đi rồi, mới thu biểu tình ban nãy lại diễn kịch quả nhiên rất mệt lúc ăn mì lương yêu hoa đáng lẽ ra không nên cùng tả húc uống rượu để chúc mừng việc em gái cuối cùng cũng có người dám yêu bởi vì quá vui vẻ nên lương yêu hoa vốn mệnh xanh ngàn chén không say uống rất nhiều lương yêu tuyền phải rất vất vả mới đưa được anh trai mình về phòng ngủ sau đó lại tìm cho tả húc bộ đồ dùng cá nhân cuối cùng đến gần 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Tả Húc tắm xong, lắc lắc cái đầu ướt sũng. Lúc đẩy cửa ra thì phát hiện, lưng yêu tuyền đã ngủ say. Ở dưới giường cô đã trải sẵn một bộ chăn đệm. Không tệ, tùy vẫn là ngủ dưới đất, nhưng ít nhất cũng không phải là ngoài ban công. Thấy mình còn chưa buồn ngủ, tả Húc bèn ngồi xuống trước máy tính, mở mạng ra xem tin tức giải trí. Trong lúc vô ý mở lầm folder, tả hút phát hiện ra bức ảnh lương ưu tuyển đang mặc cảnh phục còn có mấy tấm khác là lúc lương yêu tiền chụp chung với bạn trai cũ lâm trí bác so sánh cô lúc 19 tuổi với bây giờ đúng là khác biệt rất lớn khi đó cô vui tươi yêu đời ánh mắt sáng lấp lánh đúng như những cô gái lần đầu biết yêu còn bây giờ cô luôn khoác lên bên ngoài ánh mắt lạnh lùng bất cần tả húc có thể hiểu lý do vì sao lương gia nóng lòng muốn tìm đối tượng cho cô ta như thế quả thật nếu cứ tiếp tục tình trạng này Lương ưu tuyển rất dễ ở giá đến già Tả húc nhìn qua một lượt phòng lương ưu tuyển Chẳng có chút vật dụng nào cho ra sáng con gái cả Trên tường thì dán áp phích súng ống Trên giá áo thì chỉ treo bộ cảnh phục Trên giá sách toàn là giấy khen Đai lưng nhu đạo Đến cả rèm cửa cũng là màu trung tính Hắn quay lại ngồi trước máy tính Muốn định đăng nhập mai Nhưng đầu ngón tay ngập ngừng một chút Rồi rất nhanh liền đăng nhập vào tài khoản khác thật xin lỗi vì những sự việc có liên quan đến vụ buôn lậu súng ống đó